hắn cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, điểm ấy độ cao quăng không chết hắn, không cần phải để ý đến hắn. Tam nhãn thiếu niên tiền bối khoát tay trả lời. Trong mắt quản gia xúc tu cứng đờ, muốn nói lại thôi. Có lời cứ nói, tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Chế, lão gia, trong mắt quản gia thở dài trả lời, đang khi nói chuyện hắn yên lặng móc ra bản thân sắt thép dù che mưa. Oanh! Đối diện, đương Tống Thư Hàng nhẹ nhàng sau khi hạ xuống, lại đột nhiên thẳng tắp đảo hướng mặt đất thất thần ngộ đạo cộng đốn ngộ trạng thái dưới, Tống Thư Hàng căn bản đứng không vững. Lúc này Tống Thư Hàng, cường độ thân thể đã siêu việt cửu phẩm kiếp tiên trình độ, càng quan trọng hơn là hắn hiện tại còn mang theo bản thể đầu. Trang bị bản thể toàn thân cao thấp cứng rắn nhất ra mặt bộ vị. Hoàn toàn kín kẽ bá Tống ra mặt đập xuống đất, trực tiếp tại tán tài vương tọa thế giới bên trong ném ra một cái hố trời. Liền như là cự hình thiên thạch va chạm mặt đất, tại ầm ầm tiếng nổ mạnh bên trong, cuồng bạo sóng xung kích che mất tam nhãn tiền bối cùng trong mắt quản gia. Trong mắt quản gia thuần thục đem sắt thép dù che mưa chống ra, như là tấm chắn một dạng đem bản thân bảo hộ ở bên trong. Khó được đáng ngưỡng mộ chính là, lần này hắn còn nghĩ tới chính nhà mình lão gia, tận lực dùng dư thừa mặt dù đi bảo hộ tam nhãn thiếu niên tiền bối. Đáng tiếc, mặt dù lớn nhỏ có hạn, chỉ có thể che khuất nửa cái tam nhãn tiền bối thân ảnh. Cuồng bạo sóng xung kích, đem tam nhãn thiếu niên một nửa tóc thổi bạo, một nửa khác tóc tại sắt thép ô lớn bảo vệ dưới lại lông tóc không tổn hao gì. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Hắn xoay đầu lại, tiếp cận trong mắt quản gia. Lúc này, hắn một nửa tóc xoáy khí trùng thiên, một nửa khác tóc bóng loáng vuông vức, phi thường có smart phong cách. Ta nhắc nhở qua lão gia đi tiếp một chút bá Tống đạo hữu, nhưng lão gia chính ngươi cự tuyệt. Trong mắt quản gia duy trì một vị quản gia vốn có mỉm cười, hắn thu hồi sắt thép dù che mưa, lại từ trong ngực móc ra một thanh lược, thay nhà mình lão gia chải cái tốt kiểu tóc. Một bên chải lấy lão gia tóc, một bên hắn còn ra tiếng an ủi, yên tâm đi, lão gia. Mặt đất bên trên cái kia cái hố, ta sẽ phụ trách đem hắn lấp xong. Tam nhãn thiếu niên tiền bối dặn dò, nhớ kỹ đem bá Tống cũng điền vào đi. Ta mới không làm việc ngốc như vậy đấy. Trong mắt quản gia nói, đem bá Tống vùi vào về phía sau, một hồi hắn kết thúc ngộ đạo trạng thái, tỉnh lại về sau, lại phải đem cái hố nổ tung leo ra. Đến lúc đó ta lại phải trùng lấp một lần hố, nhiều mệt mỏi. Cái kia đem chính ngươi cho điền vào đi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối trầm giọng nói. Trong mắt quản gia nghe vậy, vui vẻ nói, được rồi, lão gia. Cái kia một hồi ta đem bản thân điền vào đi, ta đã có mấy ngàn năm không có nghỉ ngơi thật tốt, là thời điểm cho mình con ngươi thả cái giả. Tam nhãn thiếu niên tiền bối ngẩng đầu vọng thiên, nói không ra lời. Trên bầu trời, đã nổi lên tuyết lông ngỗng, đem cái hố bên trong bá Tống bao trùm. Tống Thư Hàng lần này ngộ đạo cộng đốn ngộ thời gian có chút dài, một mực kéo dài gần hơn nửa giờ. Ngộ lấy, Tống Thư Hàng đột nhiên tâm hữu sở động, liền từ cái hố bên trong bò lên. Loại cảm giác này, là ta tam thập tam thú tổ hợp pháp khí toàn bộ thăng cấp hoàn tất sao? Tống Thư Hàng nói khẽ. Là thời điểm trở về nhìn một chút Đông Phương Đại Đế tiền bối. A, làm sao tuyết rơi, sau khi đứng dậy. Tống Thư Hàng vỗ tới trên người mình tuyết động, nghi ngờ nói. Chẳng lẽ lần này đánh cược thất bại, để tam nhãn thiếu niên tiền bối cảm xúc như thế sa sút? Bá Tống đạo hữu, người kết thúc ngộ đạo á. Bên tai, vang lên trong mắt thanh âm của quản gia. Tống Thư Hàng ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy trong mắt quản gia trong tay nắm lấy chuôi thuồng sắt, chính hướng cái hố bên trong lấp đất. Còn không kết thúc, bất quá ta lòng có cảm giác. Tạm thời đem ngộ đạo cùng đốn ngộ hoán đổi đến hậu trường, để chúng nó ở phía sau đài vận chuyển. Tống Thư Hàng trả lời. Trong mắt quản gia dựng thẳng lên ngón cái, bá Tống đạo hữu cái này thao tác lợi hại. Tam nhãn tiền bối đâu? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Lão gia hắn có điểm tâm tắc, trở về một cái vắng người yên tĩnh. Hắn dặn dò qua, bá Tống đạo hữu người đã tỉnh liền một cái người rời đi liền tốt, không cần cùng hắn tạm biệt. Trong mắt quản gia trả lời. Vậy được, vậy ta về trước đi, chờ ta tấn thăng cửu phẩm về sau, lại đến tìm tiền bối. Tống Thư Hàng cười nói. Trong mắt quản gia nhiệt tình khoát tay nói, cái kia bá Tống đạo hữu gặp lại. Dứt lời, hắn thả người hướng cái hố bên trong nhảy một cái. Chuôi này thuồng sắt bản thân vận chuyển lại, không ngừng hướng cái hố bên trong lấp đất,
rất mau đem tròng mắt quản gia chôn đến trong đất. Tống Thư Hàng. Một màn này tuyệt đối không thể để cho công đức xà mỹ nhân nhìn thấy, miễn cho nàng học qua về phía sau, học xấu. Đúng rồi, bá Tống đạo hữu, lão gia còn nhắc nhở ngươi, để ngươi đừng quên tán tài. Trong mắt thanh âm của quản gia lại từ lòng đất truyền ra, lần này ngươi từ lão gia cái kia thắng đi một kiện đạo khí cộng một đạo kiếm hình đao ý, giá trị tương đối cao. Tống Thư Hàng hít vào ngụm khí lạnh, vậy ta phải tán bao nhiêu? Bá Tống đạo hữu chính ngươi nhìn lấy xử lý, đạo khí giá trị ta cũng không dễ tính ra. Trong mắt quản gia trả lời. Tống Thư Hàng. Ta táng ra bại sản, cũng không biết có đủ hay không tán tài. Đạo khí giá trị căn bản là không có cách dùng linh thạch đi thống kê, sở dĩ đi vật lý tán tài cửa này, sợ là không được. Nhất định phải khác mở đường tắt, thông qua cái khác phương thức tán tài. Có, hơi suy nghĩ một chút về sau. Tống Thư Hàng nghĩ đến cái ý tưởng hay, mấy ngày nay ta để Long Lạc nữ sĩ tại Thu Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan bên trong, đem VIP dùng thử công năng cho thêm vào. Đến lúc đó ta tán tài lúc, có thể trực tiếp cho chư thiên vạn giới download hộ khách đoan đạo hữu, đều tán cái 6 tháng VIP gói quà lớn. Một hơi cho chư thiên vạn giới đại bộ phận tu luyện giả tán tài, cái này phân lượng tuyệt đối đủ nặng. Mà lại, thể nghiệm qua VIP tôn quý công năng về sau, nhất định sẽ có đạo hữu yêu cái này VIP công năng. 6 tháng đến kỳ về sau, tục phí một đợt. Vậy đơn giản là tài nguyên cồn cồn. Tống Thư Hàng yên lặng vì mình sáng ý điểm tán. Đang tại một cái vắng người tĩnh tam nhãn thiếu niên tiền bối. Liền tự chôn ở đáy hố trong mắt quản gia, đều bị bá Tống cái kia bạo tạc não động cùng sáng ý chấn kinh rồi, nửa ngày đều nói không ra một câu khích lệ lời nói đến. Nhưng không thể không thừa nhận, một hơi cho chư thiên vạn giới đại bộ phận tu luyện giả tán tài. Tuyệt đối là ý kiến hay. Ta cảm giác được, trong mắt quản gia gật đầu nói. Cái kia tạm biệt, quản gia. Chúng ta cửu phẩm gặp. Tống Thư Hàng khoát tay áo, tiến về tán tài vương tọa cửa ra vào. Mở ra cửa gỗ nhỏ về sau, Tống Thư Hàng trước đem bản thân bản thể đầu đem hái xuống, đem hắn tổn trữ đến hạch tâm thế giới bên trong. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn rời đi tán tài vương tọa thế giới, bước vào đến thiên đế thế giới bên trong. Sau đó, là thời điểm đem thiên đế thế giới cùng cự nhân tiểu thế giới cho sát nhập đến cùng một chỗ, ngồi vững vàng giới chủ vương tọa, không cho cự nhân tiểu thế giới giới chủ tư cách bị tước đoạt. Cất kỹ bản thân bản thể sọ não, xác nhận bản thân mặt nạ trên mặt không có vấn đề, lại xác nhận bạch tiền bối cho hắn dùng để áp chế thánh hào chiếc nhẫn mang theo. Không có tâm bệnh, cứ như vậy không ai có thể nhận ra ta. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, nhấc chân phóng ra tán tài vương tọa thế giới. Trở về đến sụp đổ thiên đế thế giới bên trong. Thiên đế thế giới bên trong. Đông Phương Đại Đế trên mặt lộ ra mỉm cười, nâng lên cuối cùng một kiện pháp khí giã chư bá giả mũi sừng, đem hắn để vào đến tôi nước lạnh ao bên trong. Làm xong. Hắn liều mạng tăng thêm tốc độ, rốt cục tại bá Tống Nguyên Thần trở về trước đó, đem thứ hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí thăng cấp đến yếu trường sinh giả thần binh cấp bậc, đồng thời mỗi một kiện pháp khí đều đã đản sinh ra sơ cấp khí linh. Chỉ muốn ta luyện khí tốc độ rất nhanh, bá Tống liền đuổi không kịp bước chân của ta. Đông Phương Đại Đế nói. Sau đó, là thời điểm cùng các vị lão hữu cáo biệt, sau đó rời đi nơi đây. Đại Đế xoay đầu lại, nhìn về phía mấy vị kia viễn cổ thiên đình thời đại thành viên. Bạch Cốt Tiên Cơ, Tiên Tử, Phượng Nghi cầm chủ. Móng vuốt, còn có ngày nay đã kế nhiệm vì tân thiên đế Bạch Bào Kim Quái. Viễn cổ thiên đình vẫn lạc về sau. Còn có cơ hội gặp gỡ nhiều như vậy vị lão bằng hữu, ngược lại là kiện khánh sự vốn định lại cùng lão bằng hữu nhiều tụ hội, nhưng cân nhắc đến bá Tống lúc nào cũng có thể sẽ trở về, đại đế liền không định ở lâu. Ta bên này pháp khí thăng cấp đã kết thúc, như vậy các vị. Lẫn nhau ở giữa lưu cái phương thức liên lạc, qua mấy ngày chúng ta hảo hảo họp gặp đi. Đông Phương Đại Đế đề nghị. Phương thức liên lạc, cái kia thêm cái tu chân nói chuyện phiếm hảo hữu. Bạch Cốt Tiên Cơ đề nghị. Các nàng cái này một nhóm trước đó liền thêm qua Tống Thư Hàng hảo hữu thành viên, lần này tu chân nói chuyện phiếm ra hộ khách đoan về sau, đồng dạng download một cái hộ khách đoan. Bất quá, các nàng khống chế giới diện cùng chư thiên vạn giới những người tu luyện khác khác biệt. Các nàng không chỉ có hộ khách đoan đổ bộ công năng, còn bảo lưu lại nguyên thủy cùng Tống Thư Hàng trực tiếp kết nối tu chân giới diện. Nói cách khác, các nàng liền có thể lấy sử dụng hộ khách đoan đổ bộ tu chân nói chuyện phiếm. Cũng có thể thông qua nguyên thủy giới diện,
vượt qua hộ khách đoan, trực tiếp kết nối Tống Thư Hằng cái này đài chủ server. Đây là Nguyên lão người sử dụng đặc quyền. Cái gì đồ chơi? Đông Phương Đại Đế nghi ngờ nói, hắn đột nhiên cảm giác mình cùng Bạch Cốt Tiên Cơ ở giữa, cứ nhiên có đại câu. Các ngươi đều không nhìn bá Tống giảng pháp sao? Bạch Cốt Tiên Cơ hỏi. Bạch Bào Kim Quái nghĩ đến Tống tiền bối, tâm tình phi thường phức tạp, hắn trả lời, ta vừa mới từ đảo bên trên đi ra, một mực ngăn cách. Sở dĩ còn chưa kịp tới xem bá Tống giảng pháp. Ta cũng thế, Đông Phương Đại Đế nói. Bá Tống, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nhẹ nhàng đọc lấy cái tên này. Sau đó, hắn trên móng vuốt con ngươi nhẹ nhàng ngắm nhìn thiên hỏa lô trước nhóm lửa không đầu thân thể. Mặc dù cỗ thân thể này không có đầu, nhưng nó vẫn là một chút liền nhận ra, cỗ này không đầu thân thể chính là đưa nàng từ thiên đạo ngục bên trong tiếp đi ra cái vị kia mặt nạ đạo hữu thân thể. Trên người đối phương có áp chế thánh hào đạo cụ, nhưng Phượng Nghi cầm chủ cũng đã suy đoán ra thân phận chân thật của hắn. Bá Tống. Sở dĩ, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt hiện tại nội tâm đặc biệt xoắn suýt. Đối phương là phá hư nàng lợi dụng nho gia thánh nhân phục sinh trận phục sinh thiên đế kế hoạch thủ phạm, nhưng lại là hắn đem bản thân từ thiên đạo ngục bên trong tiếp đi ra. Mà lại, tiên tử cùng Bạch Cốt Tiên Cơ, lại cùng bá Tống líu lo hệ mật thiết. Đông Phương Đại Đế tiền bối còn vì bá Tống thăng cấp bản mệnh pháp khí. Quan hệ phức tạp, như là thắt nút dây tai nghe, đem Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt kéo vào phiền não đầm lầy. Muốn làm sao thêm tu chân nói chuyện phiếm hảo hữu? Muốn thu nhìn bá Tống giảng pháp sao? Bạch Bào Kim Quái lên tiếng hỏi. Từ Bạch Cốt Tiên Cơ miêu tả đến xem, cái này tu chân nói chuyện phiếm liên hệ công năng phi thường thuận tiện, mà lại tại một số bí cảnh bên trong tựa hồ cũng có thể sử dụng, không sợ che đậy. Không bằng trực tiếp tìm bá Tống kéo các ngươi đi, Bạch Cốt Tiên Cơ nói. Đang khi nói chuyện, tán tài vương tọa không gian vòng xoáy mở ra. Mang theo mặt nạ Tống Thư Hàng từ vòng xoáy bên trong bước ra. Kim loại mặt nạ bị hắn nhẹ nhàng đẩy lên, lộ ra nửa dưới khuôn mặt. Ta trở về a, Đông Phương tiền bối. Tống Thư Hàng cười ngóc nói. Đông Phương đại đế. Vọng Thiên, còn kém một bước, còn kém một bước. Hoan nghênh trở về, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Tống Thư Hàng trên bờ vai, thấp giọng nói, bá Tống đạo hữu. Tống Thư Hàng bả vai cứng đờ. Không khí bởi vì xấu hổ mà an tĩnh lại. Ta đều đem bản thể đầu cho hái được, còn ẩn tàng bản thể thánh hào, người vẫn là đem ta cho nhận ra. Giữa chúng ta chẳng lẽ đã quen thuộc đến chỉ nhìn thân thể đều có thể nhận ra thân phận trình độ. Cái kia, ha ha, Tống Thư Hàng ngắm nhìn Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Để cho ta tiếp tục lẳng lặng, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nói. Được, Tống Thư Hàng sảng khoái trả lời. Lúc này Phượng Trảo tiên tử chịu hảo hảo đi tìm lẳng lặng, với hắn mà nói là chuyện tốt. Cách đó không xa, Bạch Cốt Tiên Cơ ngoắc nói, Thư Hàng, người đem Đông Phương tiền bối, Kim Quái cùng Phượng Nghi tiên tử kéo vào hảo hữu đi. Không có vấn đề, các ngươi chờ một chút, ta trước trở về nhục thân, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Nhục thể của hắn lúc này còn tại ra sức nhóm lửa. Ta nhục thân lưng bên trên, có kim đan mã QA xăm người, một hồi các ngươi quét xuống ta mã QA, ta trực tiếp kéo các ngươi đến hảo hữu của ta liệt biểu bên trong. Thuận tiện lại đi hạ cái hộ khách đoan, Tống Thư Hàng nguyên thần một bên giải thích lấy, một bên đi vào bản thân nhục thân bên cạnh, khuất thân trở về nhục thân. Tại mọi người ánh mắt bên trong, Tống Thư Hàng nguyên thần dần dần chui vào nhục thân. A, làm sao có chút chen, phụ thân đến một nửa lúc, Tống Thư Hàng đột nhiên nghi ngờ nói. Loại cảm giác này không đúng. Tựa như là đường dài xe khách một mình giường nằm, đã nằm cá nhân, dồn xuống không người thứ hai một dạng. Công đức tiên tử, tạo hóa tiên tử. Tiên tử còn tại trên đỉnh đầu tung bay, tạo hóa tiên tử cũng không có khả năng chiếm cứ nhục thể của hắn, sự tồn tại của nàng phi thường đặc thù. Chớ đẩy, lại chen liền muốn phát nổ. Lúc này, từ nhục thân bên trong truyền ra một cái Tống Thư Hàng thanh âm. Tống Thư Hàng, đây không phải thanh âm của ta sao? Trong lúc đang suy tư, nhục thân bên trong có một cái bá Tống nguyên thần hình chiếu, chủ động chui ra. Hai cái Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu bốn mắt nhìn nhau. Tống Thư Hàng, hình chiếu nguyên thần B. Ta nghĩ, ta cần hảo hảo lẳng lặng, Tống Thư Hàng nói. Vì cái gì nhục thể của ta bên trong lại thêm một cái nguyên thần hình chiếu? Bởi vì lúc trước ngươi tiến nhập thiên đạo phòng tối nguyên nhân.
Hình chiếu nguyên thần B trả lời, nhục thân cùng kiếp tiên hư không bên trong ký thác nguyên thần đều đưa ngươi quên mất. Sau đó, ngay tại nhục thân bên trong bổ đầu một cái mới nguyên thần hình chiếu. Không sai, chính là ta. Vậy ta làm sao bây giờ? Tống Thư Hàng nói. Nhục thân bên trong có một cái mới nguyên thần hình chiếu, vậy hắn tính là gì? Hắn không phải thành dư thừa. Tiểu Hàng, tối nay không nhà để về. Vấn đề này, ta cũng muốn biết. Trên bờ vai lẳng lặng Phượng Trảo tiên tử hỏi, nàng cũng bị vấn đề này làm phức tạp. Bên cạnh, Đông Phương Đại Đế, Bạch Cốt Tiên Cơ, Bạch Bào Kim Quái đều hiếu kỳ bu lại. Cứ nhiên thật là hai cái nguyên thần hình chiếu, có ý tứ. Đông Phương Đại Đế vui a nói, xem ra trễ đi cũng có trễ đi chỗ tốt, chí ít có thể nhìn thấy trận này trò hay. Bên cạnh, Bạch Cốt Tiên Cơ suy tư một lát sau, đưa ra một cái phi thường có khả thi đề nghị, đã đều là nguyên thần hình chiếu lời nói, cái kia chém đứt một cái không được sao. Dù sao chỉ là hình chiếu, vô luận chém đứt bao nhiêu, chỉ muốn kiếp tiên hư không bên trong nguyên thần bản thể vẫn còn, liền có thể liên tục không ngừng một lần nữa hình chiếu. Tống Thư Hàng, sở dĩ, ta muốn giết chính ta. Ta muốn giết chính ta. Công đức xà Mỹ Nhân thừa cơ đem câu này kinh điển lời kịch cho ghi chép lại, mỗi một câu hoàn toàn mới lời kịch, đều là nàng dẫn trước tạo hóa tiên tử một bước nhỏ. Nhiều cái một bước nhỏ tích lũy cùng một chỗ, chính là nàng dẫn trước tạo hóa tiên tử một bước dài. Ai sinh, ai chết, Đông Phương Đại Đế dần dần tiến vào xem kịch hình thức. Đáp án này đối với ta không quá hữu hảo. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nói nàng cũng không muốn cùng phục sinh sau bản thể mới móng vuốt quyết nhất tử chiến. Không thể dung hợp sao? Bạch Bào Kim Quái lên tiếng nói. Thử qua, không cách nào dung hợp. Bất quá, bởi vì đều là hình chiếu nguyên nhân, tùy thời có thể thông qua kiếp tiên hư không nguyên thần bản thể, đem hình chiếu hủy bỏ rơi. Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Hai cái nguyên thần hình chiếu đồng thời kết nối kiếp tiên hư không nguyên thần bản thể về sau, bởi vì thiên đạo ngục cưỡng chế ngắt mạng sinh ra số liệu khác biệt bắt đầu đồng bộ. Nguyên bản không thể cùng điều nguyên thần hình chiếu, tại nguyên thần bản thể tác dụng dưới, nhất cử nhất động bắt đầu đồng bộ lên. Bạch Cốt Tiên Cơ, cái kia hủy bỏ một cái nguyên thần hình chiếu không phải tốt. Nhưng nếu như vậy, có thể hay không cảm giác khá là đáng tiếc, thật vất vả mân mê ra hai cái nguyên thần hình chiếu. Tống Thư Hàng cùng hình chiếu B đồng thời nhìn về phía Bạch Cốt Tiên Cơ, chăm miệng một lời. Số liệu đồng bộ về sau, chỉ nếu không sử dụng nhất tâm lưỡng dụng công năng, hai cái nguyên thần hình chiếu tựa như là hai khối khác biệt màn hình, tại biểu hiện cùng một cái nội dung. Đừng dùng hai cái cá thể, đồng thời chằm chằm vào ta nói lời giống vậy, rất kinh dị được không? Bạch Cốt Tiên Cơ nói, thân là Bạch Cốt, nàng đối với người khác ánh mắt thị giác rất bén nhạy. Dù sao, Bạch Cốt thông sáng a. Bạch Bào Kim Quái hỏi, sở dĩ, bá tống ngươi muốn dùng hai cái này khác biệt nguyên thần hình chiếu làm gì? Còn chưa nghĩ ra, nhưng luôn cảm giác có tác dụng lớn. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Tống, sợ nghèo, Thư Hàng, công đức xà Mỹ Nhân niệm lấy chia cắt đi ra lời kịch, trả lời. Thân là Tống Thư Hàng công đức chi quang, nàng đối Tống Thư Hàng vô cùng giải, lại thêm nàng ở vào ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê góc độ. Lập tức liền nhìn thấu chân tướng Tống Thư Hàng đây đại khái là sợ nghèo, sở dĩ phàm là cảm giác có chút vật giá trị, liền không nỡ lãng phí. Cho dù là một cái nguyên thần hình chiếu, hắn cũng muốn ép làm giá trị về sau, lại đem hắn hủy bỏ. Tóm lại, thêm ra nguyên thần hình chiếu trước cất giữ lấy đi, thật không được trước hết lưu tại hạch tâm thế giới. Một hồi đi hỏi một chút Bạch tiền bối hoặc Bạch tiền bối, hỏi bọn họ một chút ý kiến. Tống Thư Hàng quyết định nói. Hắn vừa dứt lời lúc, tại Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu B sau lưng, đột nhiên có một đạo vết nứt không gian xuất hiện. Sau đó, một thanh to lớn mũi kiếm từ vết nứt không gian bên trong chui ra. Mũi kiếm vô cùng to lớn, cùng nói là mũi kiếm, chẳng nói là cự hạm đầu tàu. Nguyên thần hình chiếu B không có chút nào phòng bị to lớn mũi kiếm đụng trúng, liền kêu thảm đều không tới đến phát ra, liền bị đụng bay ra ngoài. Tống Thư Hàng. A ta đáng tiền nguyên thần hình chiếu B. Ngươi không muốn chết a, ngươi nghìn vạn lần không thể chết. Phanh tại một trận miệng thủy tinh mở thanh âm bên trong, một thanh gần 500 mét dài cự kiếm từ hư không bên trong chui ra. Cự kiếm bên trên đứng thẳng Bạch tiền bối Kim đại thối cùng chuột hamster hào. Là tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, Trung Yên Thánh kiếm hình thức. Chúng ta trở về, bá tống.
Người thứ hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí thăng cấp thành công không? Chuột hamster gào to nói. Tống Thư Hàng lại nói, vừa rồi mơ hồ nghe được người tại niệm lấy ta chủ. Chuột hamster hào lại nói. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, ngắm nhìn bị đụng bay nguyên thần hình chiếu bê, chẳng lẽ là ta vừa rồi một câu kia vô tâm bạch tiền bối xưng hô, chôn xuống nhân, sau đó nguyên thần hình chiếu bê thay thế ta đã nhận lấy quả. Chuột hamster hào thuận Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia bị đụng bay nguyên thần hình chiếu. Ai ra, quá tốt rồi. Ân, ta nói là không xong, ta chủ. Bá Tống Hào bị chúng ta đụng bay. Chuột hamster gào to nói. Bạch tiền bối thon dài kim đại thối nhẹ nhàng vẩy một cái, tà liên thế giới lối vào mở ra, sau đó có một đoàn nhỏ màu trắng bạc kim loại vật chất từ tà liên thế giới bên trong bay ra, dán tại bị đụng bay Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu bê trên người. Cái kia đoàn màu trắng bạc kim loại vật chất tiếp xúc nguyên thần hình chiếu bê, liền trực tiếp dung nhập hình chiếu. Tống Thư Hàng. Hắn cảm giác lồng ngực một trận lành lạnh, bạch tiền bối dung nhập hắn nguyên thần hình chiếu bê thể nội là vật gì? Trung Yên Thánh Kiếm bên trên, bạch tiền bối kim đại thối rơi xuống về sau, nhẹ nhàng dẫm mạnh. Một cái pháp thuật trận văn tại dưới chân hắn đẩy ra. Đồng thời, nguyên thần hình chiếu bê bên người hiển hiện 10 cái màu đen hình cái vòng cửu u thuật thức. Cái này 10 cái vòng lấy Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu làm hạch tâm, từng vòng trùng điệp, kéo dài. Một lát sau, 10 vòng bắt đầu chuyển động lên. Một cái cùng loại lỗ đen thuật thức, ngưng tụ thành hình. Cái lỗ đen này bên trong, ẩn chứa hủy diệt vạn vật, thôn vệ hết thảy khí thức. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, nói, đây là thiên đạo di thuế cầu lỗ đen thôn vệ. Hắn từng tự mình tiếp xúc qua thiên đạo di thuế cầu, trải qua cái này đáng sợ thôn vệ lỗ đen. Mà bạch tiền bối thi triển ra thuật này pháp, tự cùng lúc ấy thiên đạo di thuế cầu lỗ đen một dạng, có đem chư thiên vạn giới vật sở hữu chất thôn vệ thuộc tính. Cái kia bạch tiền bối ném ra cái kia đoàn kim loại vật chất, chẳng lẽ là thiên đạo di thuế cầu thân thể? Hoa lạp lạp lạp. Phía trước, lỗ đen thôn vệ pháp thuật kích hoạt về sau, sụp đổ thiên đế thế giới bên trong có đại lượng táo bạo năng lượng bị hấp thu, cuốn vào đến lỗ đen bên trong. Những thứ này táo bạo năng lượng là khuếch tán tại thiên đế thế giới bên trong bệnh độc năng lượng cùng bạo tạc sau pháp tắc còn sót lại. Giờ đây, cái này hết thảy đều bị thiên đạo di thuế lỗ đen thôn phệ. Vẻn vẹn hơn 10 phút sau, cả cái thiên đế thế giới bên trong bệnh độc năng lượng, hủy diệt pháp tắc, táo bạo linh lực, toàn bộ bị lỗ đen thôn phệ chống không. Một cái tinh khiết không ô nhiễm thiên đế thế giới sinh ra. Bạch tiền bối kim đại thối phóng xuất ra hài lòng sóng điện. Sau đó, Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu bê trước người thôn phệ lỗ đen, tiêu tán không thấy. 10 vòng thuật thức thu về, ẩn vào đến trong cơ thể hắn. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thiên đạo di thuế bá Tống. Chuột hamster hào lớn tiếng tuyên bố, tên gọi tắt bá thi. Tống Thư Hàng. Hắn, Tống Thư Hàng, năm nay 18 tuổi tròn. Tại vô số lần nhấm nháp tử vong tư vị về sau, rốt cục có được một bộ toàn thây. Đối diện, hóa thân thành bá thi nguyên thần hình chiếu bê hòa hoãn đứng lên, sờ lên bộ ngực mình. Lúc này hắn mặc dù vẫn là hình chiếu, nhưng thể nội lại nhiều như là mạch máu vật chất mạch lạc. Lại có màu bạc trắng chất lỏng kim loại, như dòng máu một dạng tại những thứ này mạch ca bên trong chảy xuôi. Những thứ này màu trắng bạc thể lỏng kim loại bên trong, ẩn chứa thiên đạo di thuế cầu khí tức, nhưng nó cũng không phải là thiên đạo di thuế cầu thân thể. Đây là bạch tiền bối tác phẩm, là hắn nghiên cứu thiên đạo di thuế cầu về sau, chế ra một loại nào đó dược tề dịch thể. Tại bá thi thể nội những cái kia mạch lạc trung điểm, ngưng tụ ra một khỏa giống trái tim hạch tâm cả cái thiên đế thế giới bên trong bệnh độc lực lượng, hủy diệt pháp tắc, táo bạo linh lực, bị lỗ đen thôn phệ sau khi hấp thu, bị thô bạo áp xúc thành đoàn, tồn trữ tại quả tim này hạch tâm bên trong. Nói cách khác, ta hiện tại ước tương đương thiên đạo di thuế. Bá thi ngẩng đầu, lên tiếng hỏi. Đúng cực kỳ, thiên đạo di thuế Tống. Chuột hamster hào gật đầu nói. Nhìn thấy cỗ này thiên đạo di thuế Tống, hắn liền phảng phất thấy được bá Tống thi thể, thật là khiến hắn chuột tâm cực kỳ vui mừng. Vọng Thiên, bá thi ngẩng đầu lên nói. Vọng Thiên, Tống Thư Hàng đồng dạng ngẩng đầu lên nói. Hắn, Tống Thư Hàng, thánh hào bá Tống, cự ly chứng đạo bất hủ còn có mấy cái đại cảnh giới cự ly. Nhưng là, mặc dù còn không chứng đạo bất hủ, hắn cũng đã thưởng thức qua cửu u chúa tể tư vị. Càng là sớm có được thiên đạo chuyên môn phúc lợi thiên đạo di thuế.
thậm chí ngay cả thiên đạo bất hủ thuộc tính, hắn đều có cái phảng phẩm ngụy bất hủ hình thức. Từ hôm nay trở đi, có thể xưng hô hắn là tối tiếp cận thiên đạo nam nhân bá tống. Cái danh xưng này hắn hiện tại hoàn toàn xứng đáng. Hiện tại chư thiên vạn giới, không có người so với hắn càng gần gũi thiên đạo. Mạnh hơn hắn người, không hắn hiểu rõ như vậy bất hủ. So với hắn hiểu rõ hơn bất hủ người, không hắn hiểu rõ như vậy cửu u chúa tể cùng thiên đạo di thuế. Bạch bào kim quái yên lặng chằm chằm vào bá tống cứ nhiên thành thiên đạo di thuế. Hắn cho tới bây giờ, nội tâm còn tại cự tuyệt thừa nhận trước mắt vị này bá tống chính là hơn nửa năm trước, tại hắn đảo bên trên đau khổ dẫy dụa tiểu manh tân tống thư hàng. Thời gian là thần kỳ nhất pháp thuật, hắn sẽ lặng yên cải biến một cái người. Nhưng thời gian pháp thuật này tác dụng trên người tống thư hàng về sau, hiệu quả không khỏi cũng quá siêu quần bạt tụy chút. Bạch bào kim quái cảm giác mình nội tâm một khi muốn thừa nhận bá tống chính là tống thư hàng, liền sẽ thua. Sở dĩ hắn tiềm thức bắt đầu kháng cự sự thật này. Đối diện, bạch tiền bối thon dài kim đại thối nhẹ nhàng đá một cái, bộ này dung hợp hắn khí thức tam thập tam thú tổ hợp pháp khí phân hóa ra, hóa thành 33 kiện pháp khí, trở về tống thư hàng nhục thân. Tiếp đó, bạch tiền bối lại tại hư không bên trong đạp một cước, tà liên thế giới lối vào mở rộng ra. Bá thi ta chủ để ngươi đi theo tới đây một chút, cần đối với ngươi làm một số điều thúc. Chuột hamster hào đối tống thư hàng kêu lên. Tống thư hàng, điều chỉnh. Đúng vậy, ta chủ nói, vừa mới cái kia thiên đạo di thuế dược tề vẫn chỉ là vật thí nghiệm, rất có thể sẽ có một ít di chứng loại hình đồ vật. Tóm lại, người bá thi nguyên thần đi theo tới, thừa dịp di chứng không có bộc phát đi ra trước, ta chủ cho ngươi điều chỉnh một chút. Thuận tiện lấy kiểm chắc một chút thí nghiệm hiệu quả, chuột hamster hào nhắc nhở. Được ta cái này tới. Bá thi đáp. Hắn vừa vặn sầu bản thân chỗ. Hiện tại bạch tiền bối chủ động mời hắn đi tà liên thế giới làm khách, hắn tự nhiên cầu còn không được. Cứ như vậy, tiểu hàng tối nay liền lại có thể về nhà. Bá thi đi theo bạch tiền bối đi tà liên thế giới làm khách về sau, tống thư hàng nguyên thần hình chiếu lấy anh tuấn tư thế, trở về nhục thân của mình. Thuận tiện lấy từ hạch tâm thế giới đem đầu của mình thu hồi lại. Nạp lại bên trên dù sao Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đã đoán được thân phận của hắn, lại đem đầu cất giấu cũng không có chút ý nghĩa nào. Như vậy các vị, ta cũng phải đi trước một bước. Đông Phương Đại Đế nhanh chóng thu hồi bản thân thiên hỏa lô, cẩn thận tại lô bên trên sờ lên, xác định thiên hỏa lô không có dị dạng về sau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đông Phương tiền bối chờ một lát, tống thư hàng kêu lên. Dứt lời, hắn cởi áo nới dây lưng, đem áo của mình giải trừ. Lộ ra trên lưng mình từ bạch tiền bối tự tay xăm kim đan mã QA đồ án. Các tiền bối, đại gia dùng tinh thần lực tại cái này mã QA bên trên quét qua, ta thêm ngươi nhóm làm hảo hữu. Tống thư hàng nói. Nếu như nói, chư thiên vạn giới tu chân nói chuyện phiếm người sử dụng chính là tống thư hàng tài nguyên, là tương lai linh thạch. Như vậy từ hắn tự mình thêm đại tiền bối nhóm, chính là hắn cường lực ngoại viện. Những thứ này trường sinh giả đại lão nhóm. Ở lúc mấu chốt nói không chừng liền có thể trợ tống thư hàng một chút sức lực chỉ muốn hảo hữu liệt biểu bên trong đại lão số lượng đủ nhiều, thiên hạ liền không có ta bá tống không thể khắc phục khó khăn. Đây là tống thư hàng từ nhất phẩm tu luyện tới giờ đây bát phẩm cảnh giới, tích lũy được kinh nghiệm. Đông Phương Đại Đế vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy bạch bào kim quái, Phượng Nghi cầm chủ đều quét cái này kim đan mã QA đồ án về sau, hắn thở dài, cứng đầu bên trên dùng tinh thần lực quét một phát. Thật tình không biết hắn cái này quét một cái về sau, trên người liền đánh lên bá tống cường lực hách tiêu ký. Nốt ngài đã tăng thêm bá tống làm hảo hữu, cũng được xếp vào đến VIP đại lão tổ liệt biểu, biệt danh, thiên hạ đệ nhất trùy. Chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Bá tống VIP đại lão tổ liệt biểu cùng sổ đen liệt biểu một dạng, không phải trường sinh giả đại lão không được đi vào. Ngay sau đó, Phượng Trào tiên tử Phượng Nghi cầm chủ. Cô độc thiên đế bạch bào kim quái lần lượt gia nhập cái này liệt biểu. Tiền bối, trên thực tế hảo hữu của ta liệt biểu bên trong còn có mấy vị viễn cổ thiên đình thành viên, một hồi ta cho các ngươi chuyên môn xây cái quần, liền gọi viễn cổ thiên đình quần thế nào? Tống thư hàng đề nghị. Gọi đã qua đời thiên đình đi, kỷ niệm chúng ta mất đi đi qua. Bạch cốt tiên cơ thơ tình dâng lên, trong mắt ngậm lấy thương cảm. Phượng Trào tiên tử. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đột nhiên dùng sức bắt lấy tống thư hàng bả vai, đầu ngón tay thật sâu lâm vào tống thư hàng bả vai trong cơ thể.
Tiên tử ngươi nhìn lầm, là Phượng Nghi tiên tử, ở đâu ra Phượng Trảo tiên tử? Tống Thư Hàng vội vàng kêu lên, đồng thời, hắn tối ngọn nguồn lặng lẽ đem Phượng Trảo đổi thành Phượng Nghi. Theo hắn quyền hạn biến hóa, giờ đây đổi tên về sau, sẽ không xuất hiện xốp giòn hung, vẽ rơi chán trạng huống như vậy, hiện tại hắn đổi tên về sau, sẽ xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới. Trảo chữ sẽ bị xoay chuyển, biến thành nghi chữ. Bất quá khuyết điểm vẫn phải có. Tỷ như, cái này xoay chuyển sửa đổi tới chữ, thỉnh thoảng sẽ bởi vì chấn động nguyên nhân xoay chuyển trở về. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt một lần nữa mắt nhìn bản thân xưng hào, phát hiện quả nhiên là Phượng Nghi tiên tử, nàng thỏa mãn lên tiếng. Bất quá, ngay tại nàng đem lực chú ý chuyển di không lâu sau, nàng xưng hào bên trong nghi chữ, hoạt bát xoáy quay tới, xoay chuyển thành trảo chữ. Chỉ là Phượng Nghi cầm chủ bản thân không chú ý tới. Xác định bản thân xưng hào không có vấn đề về sau, Phượng Trảo tiên tử lại tiếp cận bạch bào kim quái, cô độc thiên đế. Thiên đế xưng hô thế này, đối viễn cổ thiên đình thành viên tới nói, là cái phi thường mẫn cảm xưng hào. Còn rất hình tượng, bạch bào kim quái cười một cái tự giễu, hắn hiện tại mặc dù kế thừa thiên đế chi đạo, nhưng hắn lại là người cô đơn lưu manh một cái, không có cấp dưới, không phải là cô độc thiên đế sao? Kim quái kế thừa thiên đế chi đạo, Đông Phương Đại Đế chậm rãi nói, hắn thân là tứ phương đại đế, liếc mắt liền nhìn ra điểm này. Kế thừa thiên đế chi đạo, cái kia thiên đế đâu? Phượng Trảo tiên tử tâm tình chập chờn nói. Vấn đề này hỏi thật hay, Đông Phương Đại Đế chỉ Tống Thư Hàng, thiên đế bị hắn chém chết. Phượng Trảo tiên tử, Tống Thư Hàng, bạch bào kim quái nghe vậy, liền vội vàng đứng lên. Chuẩn bị lên tiếng giải thích cái này hiểu lầm, dù sao, hắn là biết thiên đế tìm chết chân tướng, thiên đế là muốn mượn bá tống chi thủ tìm chết thoát thân, hoàn thành nàng cái nào đó kế hoạch. Thế nhưng là không đợi hắn giải thích, bên cạnh Đông Phương Đại Đế đã ném ra một cái khác phương tạc. Ta chỗ này còn có hình ảnh làm chứng cớ, xem ta. Đông Phương Đại Đế nói hắn duỗi tay thi pháp. Tại Đại Đế linh lực quấy bên dưới. Thiên đế thế giới bên trong xuất hiện một đoạn máy chiếu 3D hình ảnh, sau đó đoạn này 3D hình ảnh như là thời gian nghịch chuyển một dạng, bắt đầu rút lui lên. Đây là một loại đơn giản không gian năng lực vận dụng tiểu kỹ xảo, thông qua đọc đến không gian ấn ký, đem trước đây không lâu phát sinh qua sự tình tái hiện. Hình ảnh phi tốc rút lui, rất nhanh liền thối lui đến Tống Thư Hàng cùng thiên đế nguyên thần rằng co hình ảnh. Chính là chỗ này, Đông Phương Đại Đế chỉ tay một cái. Hình ảnh bên trong, thiên đế bị lấp kín thủy tinh vách tường bảo hộ, suy yếu vô cùng. Đối diện, bá tống giữa ngón tay ngưng tụ ra hơn 10 mai đại đạo chí giản phù văn, những phù văn này nhìn qua vô cùng đơn giản, tựa hồ nhìn một chút liền có thể học được. Nhưng trên thực tế, mỗi một mai phù văn bên trong đều ẩn chứa vô cùng phức tạp quy tắc, chỉ học sẽ phù văn sát ngoài, không có chút ý nghĩa nào. Bá tống vung tay lên một cái, hơn 10 mai phù văn kích xạ ra ngoài. Hóa thành có thể đem nguyên thần chém giết khủng bố pháp thuật, chém ngược căn nguyên. Phanh! Đối diện, thiên đế thủy tinh vách tường căn bản ngăn không được bá tống công kích, sụp đổ ra. Liền ngay cả thủy tinh trong vách, cái kia ung dung hoa quý thiên đế thân ảnh cũng bị xé nát, triệt để tiêu tán, chết không thể chết lại. Thiên đế sau lưng, tượng trưng cho nàng một thế vô địch đế văn tản mát ra bi ai khí tức, hóa thành đế văn vãn ca, vì thiên đế đưa tang. Cuối cùng, đế văn hóa thành bão cát, tiêu tán không thấy. Đại biểu cho một thời đại vô địch thiên đế, như vậy rơi xuống mở màn. Đông Phương Đại Đế có chút trong nháy mắt, hình ảnh dừng lại. Hung phạm chính là ngươi, bá tống. Đông Phương Đại Đế nói. Bạch cốt thiên cơ, vọng thiên. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Nàng móng vuốt gắt gao đội lên Tống Thư Hàng bả vai trong cơ thể bất quá, không thể rách ra. Lúc này, Tống Thư Hàng nơi bả vai cơ bắp hóa thành cao su co giãn trạng thái, quy đánh. Ngươi còn có cái gì dễ nói, bá tống. Đông Phương Đại Đế cố gắng để cho mình biến sục sôi lên, nói, không lời nói lời nói, liền tiếp nhận chúng ta viễn cổ thiên đình thành viên lửa giận đi. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, ta cần luật sư, tại luật sư của ta không có tới trước đó, ta cái gì cũng sẽ không nói. Tiên tử, tại hạ bá tống, xuân xanh 18, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nếu như ta có đắc tội địa phương, các ngươi tới đánh ta a. Đông Phương Đại Đế, làm cái lông a, các ngươi dạng này đối thoại, ta làm sao sục sôi đứng dậy a. Ngươi thật sự giết thiên đế. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt phi thường bất an,
nhưng nó tại tận lực khắc chế bởi vì bất kể là Bạch Cốt Tiên Cơ, Đông Phương Đại Đế thậm chí là kế thừa Thiên Đế chi đạo Kim Quái, tại đối mặt tin tức này lúc, đều phi thường bình tĩnh. Sở dĩ, ở trong đó khẳng định có nàng còn không biết nhân tố tồn tại. Việc này, nói rất dài dòng, Tống Thư Hàng nói. Ngươi nói, ta nghe. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nói. Trên thực tế, Thiên Đế nàng còn chưa có chết, cho ta từ đầu nói tỉ mỉ. Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng. Đang khi nói chuyện, hắn xoay người từ cái bóng của mình bên trong ôm ra một đạo da đen thân ảnh. Đây là da đen Vũ Nhu Tử, nàng bởi vì cùng hưởng đến bản thể mất đi linh quỷ thống khổ trùng kích, đau đến hôn mê. Hiện tại Tống Thư Hàng bản thể chính phụ trách thỉnh thoảng cho nàng soát cái dưỡng đao thuật, làm dịu thống khổ. Giảng giải Thiên Đế muốn chết cần một quãng thời gian, Tống Thư Hàng trước hết đem da đen tử ôm ra, chuẩn bị cho nàng tới trước phát dưỡng đao thuật dưỡng thần. Nhưng khi da đen tử bị hắn ôm ra lúc, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt lại sững sờ, thất thanh nói, Thiên Đế. Ngươi đem Thiên Đế giấu ở cái bóng của ngươi bên trong. Đừng nhất kinh nhất xạ, đây không phải đát đát tử, đây là da đen tử. Tống Thư Hàng một phát dưỡng đao thuật rơi vào da đen tử trên người, để cho nàng nhíu chặt lông mày chậm chạp mở. Phượng chào tiên tử. Nàng lại nhìn một vòng. Phát hiện thiên đình mấy cái tiểu đồng bọn đều rất bình tĩnh, chỉ có nàng một đầu chảo ở chỗ này đặc biệt không bình tĩnh, nhất kinh nhất xạ. Chém chết Thiên Đế người, đích thật là ta. Bất quá, Thiên Đế nàng là mình muốn chết. Tống Thư Hàng bắt đầu giải thích. Hắn đem ngày ấy, Thiên Đế đem hắn đưa vào đến cái này Thiên Đế thế giới, cũng đem thế giới sụp đổ, mặt trời hủy diệt, Thiên Đế muốn chết quá trình, đơn giản miêu tả một lần. Bên cạnh, Bạch Bào Kim Quái rốt cuộc tìm được nói tiếp điểm. Lên tiếng nói, điểm ấy ta có thể chứng minh. Thiên Đế tại sao phải muốn chết? Phượng Trảo Tiên Tử hỏi. Đông Phương Đại Đế xoa cằm, hẳn là muốn thoát thân đi, hoặc là nàng có cái gì muốn đạt tới tư nhân mục đích. Phượng Trảo Tiên Tử. Sở dĩ Đại Đế ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết Thiên Đế muốn chết chân tướng. Vậy ngài trước đó sục sôi đã hơn nửa ngày, hình cái gì a? Cái kia bá tống vì cái gì có thể khẳng định Thiên Đế không chết? Bạch Cốt Tiên Cơ hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ghi chú A, Tống Thư Hàng đáp. Nói, hắn chỉ tay một cái, tại bản thân tu chân nói chuyện phiếm công năng giới diện, thành lập một cái mới quần. Đát đát tử thiên đình. Sau đó, hắn đem hảo hữu liệt biểu bên trong, thuộc về viễn cổ thiên đình thành viên kéo tiến đến. Quần viên, cô độc thiên đế Bạch Bào Kim Quái, thiên hạ đệ nhất trùy Đông Phương Đại Đế, Kim Long khăn quàng cổ Bạch Long tỷ tỷ, cốt khoa Bạch Cốt Tiên Cơ. Phượng Nghi Trảo Tiên Tử, Phượng Nghi cầm chủ, Vọng Thiên Quy Quy. Sau đó còn có hai vị mắt mù, lần lượt đem Tống Thư Hàng nhận thành là Trình Lâm Thiên Đình cửu phẩm kiếp tiên tượng nha quái nha tiên, cùng không biệt danh tử trung tiên. Kim Long Thủy Tổ cũng tại, Phượng Nghi cầm chủ sững sờ. Không nghĩ tới bá Tống giao thiệp rộng như vậy, liền Kim Long Thủy Tổ cũng nhận biết. Còn Bắc Phương Đại Đế rùa, bởi vì bá Tống cái kia Vọng Thiên miệng đam mê, nàng trước đó liền đã mơ hồ đoán được. Sở dĩ cũng không kinh ngạc. Bất quá còn không kết thúc, Tống Thư Hàng vẫn còn tiếp tục kéo người. Nốt hệ thống nhắc nhở, hồ bằng cầu hữu Thiên Đế. Đát đát tử trạng thái ghi chú, chết không thể chết lại, gia nhập đát đát tử thiên đình quần. Không sai, đây chính là tiền nhiệm Thiên Đế. Tống Thư Hàng sở dĩ phán định nàng còn chưa có chết, cũng là bởi vì ghi chú bên trong chết không thể chết lại trạng thái. Thật là Thiên Đế. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt sững sờ. Nhưng Tống Thư Hàng kéo người hành động còn chưa kết thúc. Tay hắn trượt đi, lại kéo một vị viễn cổ thiên đình thành viên. Nốt hệ thống nhắc nhở, sổ đen 1, chết không thể chết lại tiên tử trình cầu đản trạng thái ghi chú, chết không thể chết lại, gia nhập đát đát tử thiên đình quần. Đây cũng là ai vậy? Phượng Nghi cầm chủ một mặt mê mang. Trình cầu đản. Trình cầu đản. Trình cầu đản, Tống cầu đản ngươi cái này xả ích. Nốt hệ thống nhắc nhở, quần viên Trình Cầu Đản đã lui ra đát đát tử thiên đình quần. Là nàng sao? Đông Phương Đại Đế chậm rãi nói. Thiên đình giao trì nữ đế, tống táng thiên đình tội nhân. Là ai? Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nghi hoặc hỏi. Cái này Trình Cầu Đản vô luận từ danh tự vẫn là biệt danh phương diệt, đều không thể bắt được suy đoán thân phận nàng manh mối. Viễn cổ thiên đình bên trong không có chết không thể chết lại tiên tử, cũng không có gọi Cầu Đản. Khục, đây là ta một cái nhân viên quản lý hào. Tống Thư Hàng ho nhẹ một tiếng nói.
Phượng Trảo tiên tử dùng ánh mắt không tín nhiệm nhìn qua Tống Thư Hàng, ngươi. Đúng vậy, không sai. Tống Thư Hàng thành thật trả lời, nói hắn tháo xuống bạch tiền bối cho hắn dùng để áp chế thánh hào hiệu quả chiếc nhẫn. Ở trên người hắn, tám cái bá hào từng cái biểu hiện. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái khác biệt đạo hiệu nhân quả, dây dưa cùng thân. Tu vi đạt tới cảnh giới nhất định về sau, đạo hiệu cũng là một loại tự thân tiêu chí. Đặc biệt là một ít trưởng bối hoặc là đại lão ban thưởng đạo hiệu, lại ở tu sĩ trên người lưu lại ấn ký. Mà thân là cửu u chúa tể, cẩu đản cha trên người Tống Thư Hàng lưu lại trình cẩu đản đạo hiệu ấn ký, còn thật sâu khắc. Thực không dám giấu giếm, trình cẩu đản chính là ta, là đạo hiệu của ta một trong. Tống Thư Hàng thành thật trả lời. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Nửa ngày về sau, nàng gạt ra một câu lời kịch, người cái này đạo hiệu, đỉnh độc đáo. Tạ ơn, Tống Thư Hàng một lần nữa đem bạch tiền bối chiếc nhẫn mang về. Nếu là ngươi quản lý hào, cái kia nàng vừa rồi vì cái gì mắng ngươi? Đã đoán được chân tướng Đông Phương Đại Đế, đưa ra vấn đề mấu chốt. Đây là ta cùng nàng ngày thường, mặc dù nói cái này quản lý hào chính là ta, ta chính là cái này quản lý hào. Nhưng tựa như là chủ nhân cùng linh quỷ quan hệ trong đó, ta cùng nàng ở giữa cũng có được quan hệ như vậy. Lẫn nhau ở giữa có thể tiến hành một số giao lưu. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Người đang nói lời nói thật thời điểm, khí thế liền đặc biệt mạnh, lực lượng cũng đủ. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt tại Tống Thư Hàng trên bờ vai rời cái vị trí, thì ra là thế. Mặt khác, các ngươi nhìn thiên đế trạng thái ghi chú chết không thể chết lại. Cái trạng thái này, phi thường đặc thù. Tống Thư Hàng tiếp tục giải thích nói. Cái trạng thái này đại biểu cho chết hết đi. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nói. Đúng vậy, đại biểu cho đi qua chết hết, chư thiên vạn giới không còn có nàng còn sống ấn ký. Tống Thư Hàng nói. Phượng Trảo tiên tử, thì ra là thế. Đây chính là thiên đế theo đuổi trạng thái A. Bạch bào kim quái hơi suy nghĩ một chút, hỏi, cái kia thiên đế lúc nào sẽ thức tỉnh? Không biết, nàng lúc nào tại quần bên trong lên tiếng, lúc nào liền xem như thức tỉnh A. Tống Thư Hàng trả lời. Dù sao có cái này đát đát tử thiên đình quần tại, đại gia có thể tùy thời liên hệ, tùy thời giao lưu, không cần lo lắng. Có đạo lý, Đông Phương Đại Đế đứng dậy, hắn khẽ vươn tay, một lần nữa xỏ vào chính mình xa hoa đại đế phục sức, nói, như vậy các vị đạo hữu, bản tọa còn có chút sự tình muốn đi xử lý. Chúng ta xin từ biệt. Nhìn thấy Tống Thư Hàng thỉnh thoảng cho ra đen tử soát dưỡng đao thuật hình ảnh về sau, Đông Phương Đại Đế cũng có chút ngồi không yên. Đông Phương tiền bối, sau này còn gặp lại. Bạch cốt tiên cơ trả lời. Sau này còn gặp lại. Phượng Nghi tiên tử cùng kim quái đồng thanh nói. Tiên tử vung đầu ngón tay, chúng ta tại sai lầm thời gian gặp nhau, tại thời gian chính xác nhưng lại tách ra. Đông Phương đại đế. Luôn cảm giác tiên tử, lời nói bên trong có chuyện. Mang theo nghi ngờ cảm xúc, Đông Phương đại đế thu hồi bản thân Đông Chi Xuân các đúc khí phụ điện, chạy trốn thiên đế thế giới. Rời đi Tống Thư Hàng rất lâu sau đó, Đông Phương Đại Đế đột nhiên cảm giác mình tựa hồ đã mất đi thứ gì. Hắn cẩn thận kiểm tra bản thân phụ điện, từ đầu tới đuôi, kiểm tra mỗi một chi tiết nhỏ. Không có mất đi bất kỳ vật gì a, thiên hỏa lô, chùy, rèn đúc đài, tôi nước lạnh ao. Đông Phương Đại Đế cau mày. Rõ ràng không có cái gì mất đi, nhưng lại cảm giác mình tựa hồ đã mất đi cái gì. Thất vọng mất mát. Đợi đã. Kết hợp tiên tử lời nói để suy nghĩ. Chẳng lẽ, nhưng thật ra là ta nhận lấy dưỡng đao thuật ảnh hưởng, biến không muốn rời đi bá tống. Đông Phương Đại Đế đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Nghĩ đến đây về sau, hắn lập tức mang theo bản thân Đông Chi Xuân Các, bằng nhanh nhất tốc độ, tiến về cự ly bá tống xa nhất cự ly. Đại Đế chạy thế nào như thế nhanh a, rõ ràng đã đáp ứng phải cho ta rèn đúc kiện pháp khí. Bạch cốt tiên cơ bất mãn nói. Phượng Trảo tiên tử thì nhìn qua trống rỗng thiên đế thế giới, thương cảm nói, cái gì cũng bị mất. Năm đó viễn cổ thiên đình đám người hợp lực chế tạo tiểu thế giới, thiên đình thứ hai căn cứ. Hiện tại cái gì đều không lưu lại. Bá tống, tiểu thế giới này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Bạch cốt tiên cơ hỏi. Tống Thư Hàng đưa tay trái ra cùng tay phải, đem bọn hắn sát nhập, ta cần dùng hắn, chứa vào một cái thế giới khác. Đem hai cái không trọn vẹn thế giới, hợp hai làm một. Y gạch dưới hép gạch dưới A thiên đế thế giới, Y gạch dưới hép gạch dưới A cự nhân tiểu thế giới.
U cự thiên thế giới. Đem hai thế giới sát nhập đến cùng một chỗ. Loại chuyện này, bá tống ngươi có thể làm được. Bạch bào kim quái nghi ngờ nhìn về phía Tống Thư Hàng. Nếu như hắn còn không biết Tống Thư Hàng chân thực thân phận, lúc này đương lại ở nội tâm kêu một tiếng Tống tiền bối như phê. Nhưng bây giờ, hắn mặc dù nội tâm kháng cự, cũng đã biết Tống Thư Hàng chính là năm đó bên trên hắn thần bí đảo tiểu tu sĩ, trước mắt bát phẩm huyền thánh cảnh giới. Một cái bát phẩm huyền thánh, muốn dung hợp hai thế giới, loại chuyện này đại bộ phận trường sinh giả đều làm không được. Dung hợp thế giới không phải tướng tinh cầu chuyển tới đơn giản như vậy. Trong này dính đến thế giới vị diện khái niệm. Ta có nhất định nắm chắc, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Bạch bào kim quái. Ngươi thật là Tống Thư Hàng tiểu hữu. Ngươi thật không có bị người đoạt xá. Ngươi khi đó bên trên thần bí đảo lúc, có phải hay không áp chế cảnh giới đang chơi ta? Thân phận chân thật của ngươi chính là thiên đế trong miệng Tống tiền bối đúng hay không? Cần hỗ trợ sao? Bạch cốt tiên cơ hỏi. Nếu như cần trợ giúp lời nói, ta sẽ hướng bạch cốt tiên tử nhờ giúp đỡ. Tống Thư Hàng cười ha ha nói hướng đại lão nhóm xin giúp đỡ cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Có thể có một đám đại lão tùy thời có thể để cầu trợ, cái này cũng bản lãnh của mình. Tống Thư Hàng nhìn lấy chính mình hảo hữu liệt biểu bên trong, một hàng kia đại lão, lộ ra nụ cười vui mừng. Muốn làm gì công tác chuẩn bị sao? Tỷ như bố trí trận pháp. Phượng Trảo tiên tử hỏi, nếu như muốn bố trí trận pháp lời nói, chúng ta có thể giúp ngươi một cái. Không cần không cần, không cần phiền toái như vậy, Tống Thư Hàng nói. Dứt lời. Hắn duỗi tay tại hạch tâm thế giới bên trong co lại, rút ra một chương thẻ bài. Đây là hắn lần này cùng Tam Nhãn thiếu niên tiền bối đánh cược chiến lợi phẩm một trong. Cũng có thể cho rằng là Tam Nhãn thiếu niên tiền bối đáp tạ hắn từ thiên đạo ngục bên trong đem rút thẻ thần khí mang về lễ vật. Tạp tên thế giới dung hợp. Công hiệu quả tự cùng tên nó một dạng, có thể đem khác biệt tiểu thế giới, dung hợp một chỗ. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối đã giải ngoại trừ thẻ bài bên trên phong ấn hạn chế, Tống Thư Hàng chỉ cần cung cấp linh lực, liền có thể sử dụng tấm thẻ này bài. Mà lại tấm thẻ này bài thiết kế rất nhân tính hóa, nếu như linh lực không đủ, còn có thể thông qua tiêu hao linh thạch, cung cấp năng lượng. Lại đến ta anh Tuấn thời gian. Tống Thư Hàng quất ra thế giới dung hợp tạp, khi hắn ngón tay nắm chương này thẻ bài lúc, thẻ bài phía trên chứng nhận hệ thống bắt đầu đối với hắn thân phận tiến hành nghiệm chứng. Vân tay xác nhận thành công, nguyên thần xác minh không sai, thánh ấn không khác thường, đổ ước nghi thức ấn ký thông qua. Hoan nghênh người đổ bộ sử dụng sáng thế thẻ bài tổ, bá tống người sử dụng. Thế giới dung hợp tạp bên trên, vang lên một cái êm tai nữ tử thanh âm. À, đây không phải Tam Nhãn tiền bối thanh âm, cũng không phải tròng mắt thanh âm của quản gia. Tống Thư Hàng phát hiện hoa điểm. Cái thanh âm này, hẳn là vừa thu không lâu, nếu như là chân nhân thu lời nói. Cái kia Tam Nhãn thiếu niên tiền bối gạt hắn tại Kim Ốc Tàng Kiều. Xin bắt đầu rót vào linh lực, thế giới dung hợp tạp bên trên, cái kia êm tai nữ tử thanh âm tiếp tục nhắc nhở nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía bạch cốt tiên cơ phương hướng kêu, bạch cốt tiên tử, đảo chủ tiền bối, các ngươi đều đến bên cạnh ta tới. Ta muốn bắt đầu dung hợp hai thế giới. Tới, bạch cốt tiên cơ thuần thục đi vào Tống Thư Hàng bên cạnh thân. Ngồi xuống Hà Long thần hành chiến xa bên trên nàng đối tam thập tam thú tổ hợp pháp khí rất có hảo cảm, dù sao pháp khí này có thể cùng nàng bạch cốt cự nhân hợp thể, tiến hành siêu thú vũ trang biến thân. Bá Tống đạo hữu, người đừng gọi ta tiền bối. Bạch bào kim quái đi theo bạch cốt tiên cơ, ngồi lên chiến xa, sau đó từ trong tay áo đem khả ái thỏ con thỏ một lần nữa móc ra, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve. Công đức xà mỹ nhân nhẹ nhàng trở lại Tống Thư Hàng bản thể phía trên. Làm ra chuẩn bị sẵn sàng động tác, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Tống Thư Hàng. Nàng có một loại trực giác, chương này thế giới dung hợp tạp, sẽ để cho bá tống nước mắt bỗng nhiên liền rơi xuống. Vì thu thập bá tống nước mắt, cũng vì để bá tống ít lãng phí một chút nước mắt, nàng sẽ ra tay trợ bá tống một chút sức lực. Như vậy, bắt đầu, Tống Thư Hàng nói. Hắn vận chuyển thể nội linh lực khổng lồ, quán vào đến chương này thế giới dung hợp tạp bên trong. Vô cùng to lớn linh lực, từ bá tống thể nội chuyển vận. Bảy hạch tâm, mang cho Tống Thư Hàng viễn siêu tự thân cảnh giới linh lực số lượng. Trong cơ thể hắn linh lực bàng đại trình độ, liền Phượng Nghi cầm chủ, bạch bào kim quái cũng vì đó ghé mắt. Tốt linh lực khổng lồ, chỉ luận số lượng lời nói, đã hoàn toàn siêu việt cửu phẩm kiếp tiên cấp độ,
tại hướng trường sinh giả trình độ dựa sát vào đi. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt tính ra nói. Cái này linh lực bàng đại trình độ, so vài ngày trước ta còn muốn khoa trương. Bạch bào kim quái nội tâm thụ thương, hắn còn không có kế thừa thiên đế đại đạo trước đó linh lực cường độ, muốn bị bá tống song bảo. Dù sao cũng là 7 cái tiểu hạch tâm cái đại hạch tâm cái kim đan. Đại gia chỉ lắp một cái động cơ, hắn lặng lẽ lắp 9 cái, động lực tự nhiên cấp kính. Bạch cốt tiên cơ một mặt bình tĩnh nói ở đây trong mấy người, nàng và bá tống tiếp xúc thời gian dài nhất, đối bá tống cũng hiểu rõ nhất. 7 hạch tâm chỗ tốt, không chỉ có là linh lực bằng đại, mà lại liền linh lực tốc độ khôi phục cũng viễn siêu bình thường tu sĩ. Lấy Tống Thư Hàng hiện tại linh lực chuyển vận tốc độ, khôi phục linh lực cơ hồ cùng tiêu hao linh lực ngang hàng. Khó trách hắn căn bản không cần người khác trợ giúp. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt thầm nghĩ trong lòng, chiếu trước mắt xem ra, bá tống một cái người liền có thể kích hoạt cũng cung cấp thế giới dung hợp tạp cần có năng lượng tiêu hao. Phượng Nghi cầm chủ suy nghĩ vừa dứt, thế giới dung hợp tấm thẻ đột nhiên bắt đầu bành trướng. Lấy tấm thẻ này làm trung tâm, có một đạo thật mỏng màu đen giới hạn tầng triển khai. Nhìn qua là thật mỏng một mảnh giấy tầng, bất quá chính diện cùng mặt sau, các ngưng tụ một cái vòng xoáy đen kịt lỗ đen. Thẻ bài kích hoạt, hiện tiến nhập giai đoạn thứ hai. Mời lựa chọn muốn dung hợp tiểu thế giới, mời tăng cường năng lượng đưa vào. Cái kia êm tai tiếng nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Cần dung hợp thế giới, thiên đế thế giới cộng nhân tạo cự nhân tiểu thế giới. Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, thần trí của hắn thông qua thế giới dung hợp tạp, khóa chặt thiên đế thế giới cũng lấy hạch tâm thế giới vì trung chuyển, kết nối cự nhân tiểu thế giới. Hai thế giới hư ảnh, phù hiện ở tầng kia màu đen giới hạn tầng hai mặt, hòa hoãn bị hai mặt vòng xoáy lỗ đen dẫn dắt. Ở trong quá trình này, Tống Thư Hàng quán nhập thế giới dung hợp tạp linh lực số lượng, dây lát phồng lớn hơn 30 bội. Mà lại cái này số liệu, còn tại không ngừng tăng lên. Nguyên bản linh lực thu chi cân bằng, lập tức liền bị đánh vỡ, thu không chống đỡ chi. Cho dù là 7 hạch tâm động cơ, cũng không đuổi kịp 30 bội, 40 bội linh lực tiêu hao. Bá Tống, cảm giác thế nào? Còn chống đỡ được sao? Bạch cốt tiên cơ có chút bận tâm hỏi. Tống Thư Hàng toàn thân run rẩy một chút, cảm giác thân thể phảng phất bị móc sạch. Mặc dù hắn hạch tâm nhiều như vậy, mặc dù linh lực của hắn số lượng như thế hải lược. Nhưng cái này thế giới dung hợp thẻ bài, là cửu u chúa tể cấp pháp khí thủ đoạn. Sở dĩ, cho dù là chín hạch bá tống, cũng nhịn không được cái này tiêu hao. Dung hợp hai thế giới, thậm chí đem hai cái vị diện quy tắc cho cưỡng ép phò đến cùng một chỗ, cái này muốn tiêu hao năng lượng, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Chống đỡ được sao? Phượng Nghi cầm chủ cũng lên tiếng hỏi thăm. Vẫn được, ta còn có dự bị nguồn điện. Tống Thư Hàng lên tiếng đáp. Đang khi nói chuyện, từ trong cơ thể hắn lại có mấy cái mới năng lượng nguyên bắt đầu liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng. Mấy cái này dự bị nguồn điện, một là linh quỷ lúc này Tống Thư Hàng trên người cái kia linh quỷ thiên tử, tạm thời ký túc trên người Tô Thị A Thập Lục, nhưng nàng vẫn như cũ có thể hướng Tống Thư Hàng liên tục không ngừng cung cấp một phần dự bị linh lực. Hai là thiên tử, nàng là Tống Thư Hàng công đức hóa thân, đồng thời cũng là một cái năng lượng nguyên. Nguyên bản chờ đón Tống Thư Hàng nước mắt công đức xà mỹ nhân cộng nàng công đức tỏa kỵ cá voi cộng công đức lôi thụ bên trên năng lượng, một hơi bị rút khô. Cảm giác thân thể lập tức bị móc sạch, Tống Thư Hàng còn không khóc, chính nàng kém chút nhịn không được rơi lệ. Ba là hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cái này hai bộ pháp khí bên trong, mỗi một kiện bên trong đều có một cái bá tống trái tim, mà lại hai bộ đều có một cái bạch tiền bối chế tạo phảng phất. Mọc ra mắt tinh cầu trái tim. Khẩn yếu quan đầu, hai bộ bản mệnh pháp khí có thể vì Tống Thư Hàng cung cấp đáng tin linh lực nơi phát ra. Những năng lượng này, đều cùng Tống Thư Hàng một thể, có thể bị thế giới dung hợp tạp thừa nhận, chuyển hóa làm dung hợp thế giới tiêu hao. Ba cái dự bị nguồn điện bắt đầu về sau, Tống Thư Hàng miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng ngay tại Tống Thư Hàng chuẩn bị thở phào thời điểm, thế giới dung hợp tạp bên trên cái kia thanh âm ngọt ngào vang lên lần nữa, thiên đế thế giới. Cự nhân tiểu thế giới vị diện khóa chặt thành công, sơ bộ dẫn dắt hoàn thành, pháp tắc tiếp xúc bắt đầu. Tiến vào giai đoạn thứ ba, thế giới vật chất dung hợp. Mời tăng lớn linh lực quán nhập. Tống Thư Hàng. Có thể mượn nhờ năng lượng của chúng ta sao? Tự do miễn phí làm công chiến sĩ Bạch Cốt Tiên Cơ xung phong nhận việc, lên tiếng hỏi. Thử một chút, Tống Thư Hàng trả lời.
Bạch Cốt Tiên Cơ duỗi tay đè tại Tống Thư Hàng trong tay thế giới dung hợp tạp bên trên, thử nghiệm đưa vào linh lực. Thuộc về nàng linh lực, quấn quanh lấy Tống Thư Hàng bàn tay, dung nhập vào thẻ bài bên trên. Nhưng sau một khắc, vân tay xác nhận thất bại, nguyên thần xác minh thất bại, thanh ấn dị thường, đổ ước nghi thức ấn ký dị thường. Cái kia thanh âm ngọt ngào vang lên. Hắn cự tuyệt Bạch Cốt Tiên Cơ linh lực. Đây thật là cái tàn khốc lại ngọt ngào thanh âm. Nhưng trên thực tế, thẻ bài cự tuyệt công năng, là tam nhãn thiếu niên tiền bối một mảnh dụng tâm lương khổ. Dung hợp thế giới quá trình bên trong, dính đến thế giới quy tắc cùng quyền hạn. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, tốt nhất là từ Tống Thư Hàng độc lập hoàn thành linh lực cung cấp. Coi như muốn tìm ngoại viện, cái kia ngoại viện lực lượng ít nhất cũng phải đánh lên bá tông ấn ký, miễn cho ảnh hưởng đến thế giới dung hợp sau hiệu quả. Xem ra không được a. Bạch Cốt Tiên Cơ thu hồi bàn tay của mình, tiếc nuối nói. Phượng Trảo Tiên Tử hơi suy nghĩ một chút, nói, nhưng Tiên Tử lại bị bớt thời gian, nói cách khác, từ bên ngoài đến năng lượng hẳn là có thể tiến hành chuyển hóa mới đúng chứ. Tiên Tử là Thư Hàng công đức hóa thân, nàng bây giờ cùng Thư Hàng vốn chính là một thể. Bất quá, ngươi vừa nói như thế, ngược lại là nhắc nhở ta. Nếu như muốn thông qua chương này thẻ bài xác minh, vậy thì phải cùng bá tống trở thành một thể. Bạch Cốt Tiên Cơ ngón tay quấn lấy tóc của mình, suy tư. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt gặp nàng vẻ mặt thành thật vẻ suy tư, hơi sững sờ, Bạch Cốt Tiên Tử, không cần liều mạng như vậy a. Vì trợ giúp bá tống một lần, cứ nhiên nghĩ đến cùng bá tống hợp thể. Cái này giống như là vì muốn mượn cho bá tống một khối tiền, nhưng phải thông qua lấy thân báo đáp phương thức tiến hành một dạng. Không phải, Phượng Nghi Tiên Tử ngươi hiểu lầm, ta chỉ là đang nghĩ lấy. Có thể hay không để cho ta năng lượng mượn Tống Thư Hàng thân thể loại bỏ một chút, để nó biến thành Tống Thư Hàng năng lượng, lại bị chương này thẻ bài lợi dụng. Bạch Cốt Tiên Cơ cười đáp. Phượng Trảo Tiên Tử. Ngươi thật đúng là đang suy nghĩ hợp thể loại sự tình này. Lấy bá Tống hiện tại gấp gáp trạng thái, Bạch Cốt Tiên Cơ ngươi năng lượng trực tiếp độ nhập trong cơ thể hắn, đoán chừng sẽ dẫn đến hắn tẩu hỏa nhập ma muốn đem năng lượng cùng bá Tống dung hợp, cần trước đó tự cùng bá Tống ở giữa kết thành liên hệ mới được. Bạch Bào Kim Quái chậm rãi nói. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nói, sở dĩ, trực tiếp lên linh thạch đi. Lên linh thạch đi. Linh thạch, linh thạch, linh thạch. Tống Thư Hàng cảm giác ngực một buồn bực. Lên linh thạch. Không tồn tại. Hắn bá Tống còn có thủ đoạn khác. Tiên cơ không cần lo lắng, trên thực tế ta còn có một cái dự bị pin, có thể phát huy được tác dụng. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Hắn, bá Tống. Còn có át chủ bài. Dứt lời, hắn chủ động bắt đầu kết nối dự bị cổ thần hào pin. Bị tam nhãn thiếu niên tiền bối phong ấn tại trái tim của hắn bên trong cổ thần, lúc này đã bị cọ lên bá tống khí tức. Tại Tống Thư Hàng chủ động thao tác bên dưới, một cổ bàng đại lại tinh khiết năng lượng, cách không từ cổ thần cái kia truyền tới. Thông qua trái tim ở giữa cộng minh, tại Tống Thư Hàng thao tác bên dưới. Cổ thần năng lượng bị hắn chia cắt chuyển rời đến bản thể trái tim cùng 66 kiện bản mệnh pháp khí trái tim bên trong. Sau một khắc, bá tống trái tim 6 kiện bản mệnh pháp khí bên trong trái tim điên cuồng loạn động, nhanh chóng đem cổ thần hào pin bên trong năng nguyên chuyển hóa, cũng đưa chúng nó chuyển vào đến thế giới dung hợp trong thẻ đi. Cổ thần năng lượng trải qua chuyển hóa về sau, tại phong ấn đến trái tim sau liền nhiễm lên bá tống khí tức, hiện tại lại trải qua 2 lần chuyển hóa. Đạt đến thẻ bài thiết lập bên trong ngoại viện năng lượng yêu cầu. Lại thêm, cổ thần năng lượng vốn là cùng cự nhân tiểu thế giới có sâu xa. Cả hai kết hợp phía dưới, thế giới dung hợp tạp thuận lợi tiếp thu cỗ này năng lượng khổng lồ, đưa chúng nó quán vào đến thế giới dung hợp pháp thuật bên trong đi. Rất tốt, lại chống được, Tống Thư Hàng hài lòng nói. Đừng quá cao hứng, người bây giờ linh lực còn tại không ngừng tiêu hao. Nếu như người tìm không thấy mới bổ sung nguyên, ngươi không kiên trì được bao lâu. Phượng Trảo Tiên Tử nhắc nhở. Mà lại, cổ thần pin bản thân lượng điện liền không nhiều, hắn bị phong ấn lúc liền ở vào cực độ suy yếu trạng thái, còn bị Tống Thư Hàng dùng đồng thuật dày vò, biến thành mọc lông slime, hiện tại cũng không khôi phục. Đa tạ Phượng Nghi Tiên Tử nhắc nhở. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Mới linh lực bổ sung nguyên, hắn hiện tại đi đâu mà tìm đây? Ánh mắt của hắn rơi vào bản thân hạch tâm thế giới. Dưới tình huống bình thường, hạch tâm thế giới cũng là Tống Thư Hàng dự bị nguồn điện một trong, hoạt tuyền cùng hạch tâm thế giới chỉ muốn không có bị che đậy,
liền có thể liên tục không ngừng vì Tống Thư Hàng chuyển vận năng lượng. Nhưng bây giờ, hạch tâm thế giới năng lượng đã sớm đầu nhập vào thế giới dung hợp, quá trình cự nhân tiểu thế giới chính là cùng hạch tâm thế giới tương liên, thông qua hạch tâm thế giới vì trung chuyển, cùng thiên đế thế giới tiến hành sát nhập. Hạch tâm thế giới hiện tại cũng là đầy phụ tải tại vận chuyển, không có dư thừa năng lượng có thể trợ giúp bản thể. Tống Thư Hàng ánh mắt, cuối cùng rơi vào trong tay mình một nhóm kia linh thạch phía trên. Đây là vừa tới tay nóng hổi linh thạch, là Bạch Bào đảo chủ tiền bối cho hắn lễ gặp mặt. Cái này lễ gặp mặt Tống Thư Hàng cũng còn không có che nóng, thậm chí còn không có cẩn thận đi kiểm kê những linh thạch này tiểu khả ái. Chẳng lẽ, bây giờ lập tức liền muốn đưa chúng nó dùng ra đi? Đang lúc Tống Thư Hàng xoắn suýt thời khắc, từ linh quỷ tiên tử nơi đó, lại có một đạo năng lượng khổng lồ, truyền tới. Những năng lượng này bên trong, bổ sung lấy Bạch Long tỷ tỷ khí tức. Đây là bế quan bên trong Tô Thị A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ, cho Tống Thư Hàng viễn trình trợ giúp. Một lát trước, cổ thần hào pin năng lượng phản hồi qua tới thời điểm, bị Tống Thư Hàng chủ động cắt đứt, đem cổ thần năng lượng phân biệt độ vào đến mỗi một mai lưu ly trái tim bên trong, mượn 66 có bản mệnh pháp khí đến tăng tốc cổ thần năng lượng chuyển hóa quá trình. Ở trong quá trình này, có một phần cổ thần năng lượng, bị độ đưa đến đang tại Bạch Long tỷ tỷ trong huyệt mộ tiềm tu Tô Thị A Thập Lục trên người. Tô Thị A Thập Lục thông qua linh quỷ tiên tử phản hồi, suy đoán ra Tống Thư Hàng lúc này cần đại lượng linh lực. Thế là nàng thông qua lưu ly trái tim, trước đem mình và Bạch Long tỷ tỷ trợ giúp năng lượng chuyển hóa một lần, lại thông qua linh quỷ tiên tử đem phần này năng lượng trợ giúp cho Tống Thư Hàng. Có lưu ly trái tim cộng linh quỷ tiên tử song trọng chuyển hóa, cái này một đợt ngoại viện năng lượng, đồng dạng phù hợp tiêu chuẩn. Bạch Long tỷ tỷ và cổ thần ngoại viện năng lượng ủng hộ để Tống Thư Hàng thuận lợi chi viện xuống tới. Giai đoạn thứ ba, thành công vượt qua. Cuối cùng giai đoạn mở ra, thế giới mới thành hình bên trong, thế giới mới pháp tắc tạo ra bên trong, giới chủ quyền hạn dung hợp bên trong, mời trèo chống cuối cùng 3 phút đồng hồ, thanh âm ngọt ngào nhắc nhở vang lên. Rốt cục, đến cuối cùng giai đoạn. Mà giai đoạn này, cũng là linh lực tiêu hao khổng lồ nhất giai đoạn. Chống đỡ được sao? Bạch Cốt Tiên Cơ khẩn trương hỏi. Cũng không nên phí công nhọc sức a. 3 phút, còn tốt, ta lưu lại sau cùng thủ đoạn. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Tại sau lưng của hắn, hạch tâm thế giới có chút triển khai. Lấy hạch tâm thế giới vì thông đạo, liên tiếp đến cửu u thế giới bên trong Tống Pho. Bản thể cùng Tống Pho lưng bên trên, kim đan mã QA đồ án sáng lên. Bia đá đạo hữu vượt không hiển hiện. Rơi vào Tống Thư Hàng trong lòng bàn tay, phối hợp với hắn kích hoạt. 3 phút chân nam nhân hình thức, Tống Thư Hàng quát khẽ nói linh thạch, ta tuyệt đối sẽ không giao ra. Đến từ Bạch Tiền Bối vì hắn lưu lại 3 phút chân nam nhân hình thức, nhưng hắn có thể hóa thân chân chính cửu u chúa tể. Hắn đem lá bài tẩy này lưu đến cuối cùng, quả nhiên là chính xác lựa chọn. Cửu u chúa tể hình thức có thể mượn trợ Bạch Tiền Bối bộ phận lực lượng, kiên trì 3 phút lâu. Tam nhãn thiếu niên tiền bối thế giới dung hợp tạp, cuối cùng giai đoạn cũng là 3 phút. Ông trời tác hợp cho. Tống Thư Hàng thông qua hạch tâm thế giới vì trung chuyển, cùng Tống Pho cộng minh tiến vào cửu u chúa tể hình thức. Vì phòng ngừa cửu u chúa tể tiến vào hiện thế dẫn hạ thiên phạt khả năng này, khi tiến vào hình thức về sau, Tống Thư Hàng lại lấy Tống Pho vì tọa độ, mở ra nối thẳng cửu u không gian thông đạo. Sau đó, nhục thể của hắn lui ra phía sau một bước. Đứng không gian thông đạo bên trong. Bạch Bào Kim Quái, Bạch Cốt Tiên Cơ, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nhìn lấy Tống Thư Hàng khí tức đột nhiên đột biến, từ chính phái thiện lương khí tức trở mặt, hóa thành tà ác vô cùng, giống như thâm uyên khí tức kinh khủng. Đây chính là trong truyền thuyết, càng là chính nghĩa người hắc hóa lên, liền càng đáng sợ. Cửu U Chúa Tể, Phượng Nghi cầm chủ trên móng vuốt độc nhãn trừng lớn, không dám tin. Là Cửu U Chúa Tể hình thức không sai. Bạch Bào Kim Quái chậm rãi nói thiên đế cứ nhiên không có hống hắn, bá tống lấy hiện thế nhân loại thân phận, lại chấp trưởng cửu u quyền hành, hoàn toàn không biết cái này muốn làm sao mới có thể làm đến. Sở dĩ, đây tuyệt đối không thể nào là hắn nhận biết cái kia Thư Hàng tiểu hữu. Bá tống, ngươi là cửu u chúa tể. Phượng Trảo tiên tử chấn kinh đến biến âm thanh, từ ngự tỷ âm bị chấn kinh thành thiếu nữ âm. Cộng tác viên, ta chỉ là một cái đi ngang qua cộng tác viên. Tống Thư Hàng bình tĩnh trả lời. Dứt lời, hắn đem Bạch Bào đảo chủ tiền bối cùng Bạch Cốt Tiên Cơ toàn bộ dùng niệm lực lôi kéo qua đến,
đem hai vị cũng kéo vào đến không gian thông đạo bên trong. Tại vô cùng vô tận cửu u chúa tể cấp bậc năng lượng duy trì dưới, thế giới dung hợp tạp toàn lực vận chuyển. Hai thế giới đã đều bị hút vào đến lỗ đen bên trong, lột xác thành thế giới hoàn toàn mới. Cả cái quá trình phi thường thuận lợi. Cửu u chúa tể cấp lực lượng, hoàn toàn đầy đủ Tống Thư Hàng tiêu xài. Thậm chí không cần Tống Thư Hàng vận dụng tự thân linh lực, dự bị nguồn điện, bị dự bị pin. Sở dĩ, tại cái này 3 phút đồng hồ bên trong, Tống Thư Hàng dành thời gian, 9 đại phát động cơ hạch tâm toàn lực vận chuyển lên bắt đầu khôi phục tiêu hao linh lực. Không chỉ có là bản thể hắn, liền hắn linh quỷ, công đức xà mỹ nhân ngoại hạng treo năng lượng nguyên, cũng đang gia tăng thời gian khôi phục trạng thái. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tống Thư Hàng là cái cẩn thận nam nhân, mặc dù 3 phút chân nam nhân hình thức cùng thế giới dung hợp tạp cuối cùng 3 phút giai đoạn là ông trời tác hợp cho, nhưng vạn nhất thế giới dung hợp tạp tại cuối cùng còn có cái cần tiêu hao linh lực khâu nhỏ đâu. Sở dĩ, lo trước khỏi họa. Hắn muốn đem tất cả tiêu hao hết linh thạch tiểu khả ái khả năng, toàn bộ bóp chết trong trứng nước. 3 phút đồng hồ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Bạch bào kim quái, phượng nghi cầm chủ móng vuốt, bạch cốt tiên cơ đều không phát âm thanh, đại gia chuyên chú quan sát thế giới thuế biến một màn, từ đó được đến một số dẫn dắt. Hai cái thế giới khác nhau va chạm, pháp tắc giao hội dung hợp, vị diện sát nhập quá trình, mỗi một bước bên trong đều ẩn chứa đại đạo lý lẽ, đối trường sinh giả tới nói quả thực là một trận dạy học thịnh điển. Tiên tử tấn trách đem một màn này toàn bộ thu xuống tới. Tương lai, nàng thu những nội dung này. Đều là Tống Thư Hàng dùng để dạy bảo học sinh dạy học video. Ầm ầm. Tại một trận nổ thật to âm thanh bên trong, một cái thế giới hoàn toàn mới vị diện sinh ra. Tống Thư Hàng 3 phút chân nam nhân hình thức vừa lúc kết thúc. Phối hợp thiên y vô phùng. Cửu u thế giới cùng Tống Thư Hàng ở giữa liên hệ cắt ra. Tống Thư Hàng nhục thân bị đẩy vào đến cái này thế giới mới bên trong, đứng ở phương này mới thiên địa chính giữa. Từ trên người hắn. Có một phương giới ấn hiển hiện. Đây là hắn thân là giới chủ, tại thế giới mới soát cơ thành công về sau, lại bắt đầu lại từ đầu xác minh thân phận. Ba giới giới ấn, trôi nổi tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Cửu thiên bên ngoài, phong vân dũng động, lại có đạo đạo chói mắt thất thải hào quang từ cửu thiên bên ngoài tản mát mà xuống, cũng có tường vân làm bạn. Những thứ này tán tán thất thải hào quang, tất cả đều là to lớn công đức chi lực. Rơi vào cái này mai bá giới giới ấn phía trên. Những thứ này công đức chi lực vô cùng to lớn, thậm chí so Tống Thư Hàng huyền thánh giảng pháp đều muốn to lớn hơn. Đây là cứu vớt một giới một vị diện to lớn công đức. Công đức chi lực đem giới in nhuộm thành kim sắc, lại đem phương này giới ấn cùng mới thiên địa một mực khóa lại tại cùng một chỗ. Tống Thư Hàng đứng ở trong thế giới, hắn hơi suy nghĩ một chút về sau, giơ cao tay phải của mình, đặt tại giới ấn phía trên. Đưa tay bắt đầu quán nhập bản thân linh lực. Hắn phòng bị là chính xác ở thế giới dung hợp thành công về sau, quả nhiên còn có cần hắn quán thâu linh lực khâu. Thừa dịp cái kia 3 phút, đem bản thân linh lực cùng dự bị nguồn điện linh lực khôi phục, thật sự là chính xác nhất quyết định. Ông cả cái thế giới mới bắt đầu cùng Tống Thư Hàng linh lực cộng minh, hoan nghênh bá Tống giới chủ. Bàng đại thiên hàng công đức, tại cường hóa xong Tống Thư Hàng bá giới giới ấn về sau, còn sót lại lượng lớn công đức. Toàn bộ dung nhập vào công đức xà mỹ nhân thể nội. Công đức xà mỹ nhân tự thân tiến hóa kỳ thật đã cơ bản hoàn thành. Nàng đã tiến hóa ra hai chân thon dài, có thể tại chân cùng đuôi rắn ở giữa tự do hoán đổi. Lần này, tất cả thiên hàng công đức, toàn bộ chuyển hóa làm lực lượng của nàng. Nguyên bản, công đức xà mỹ nhân thực lực sẽ bị giới hạn Tống Thư Hàng bản thể cảnh giới. Mà giờ đây, Tống Thư Hàng mặc dù vẫn như cũ ở vào bát phẩm cảnh giới. Nhưng hắn nguyên thần độ mạnh cùng nhục thân độ mạnh, đã không lại hạn chế công đức xà mỹ nhân cảnh giới. Huống hồ, giờ đây Tống Thư Hàng còn có giới chủ cái này quan phương nhận chứng thân phận gia trì. Công đức xà mỹ nhân cảnh giới, không ngừng tăng lên. Tại bàng đại công đức chi lực thôi thúc dưới, thực lực của nàng lấy bá Tống tâm tính bành trướng tốc độ, không ngừng tăng lên. Bá Tống tại cửu u chúa tể quyền hạn ảnh hưởng dưới, tâm tính bành trướng có bao nhanh. Công đức xà mỹ nhân lúc này thực lực cảnh giới tăng lên liền có bao nhiêu khoa trương. Mấy hơi về sau, công đức xà mỹ nhân tựa hồ đột phá cửu phẩm kiếp tiên hạn chế, nhưng tựa hồ lại không có hoàn toàn đột phá. Nàng cũng không có ngưng tụ ra chính mình đạo, thực lực cự ly trường sinh giả cũng chênh lệch rất xa.
cùng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí một dạng, lúc này công đức xà mỹ nhân đại khái ở vào yếu. Trường sinh giả đặc thù cấp độ. Giới chủ kế nhiệm quá trình còn tại tiếp tục. Phương này mới trong trời đất, đủ loại dị tượng liên tiếp. Có màu trắng chân long hư ảnh ở trong thiên địa du tẩu, có to lớn cổ thần hư ảnh trong lòng đất chìm nổi, có từng khỏa lưu ly trái tim hư ảnh hóa thành đầy sao tô điểm bầu trời sao, có vàng, đen hai màu hoa sen, nở đầy thiên địa các ngõ ngách. Vô số dị tượng, tại ăn mừng phương này mới thiên địa bù đắp. Chư thiên vạn giới tu luyện giả, đột nhiên trong lòng hơi động, cùng nhau ngẩng đầu vọng thiên. Không chỉ có là phổ thông tu luyện giả, liền ngay cả rất nhiều trường sinh giả đại lão, cũng lòng có cảm giác, ngẩng đầu. Lại có mới huyền thánh chứng đạo. Không đúng, không phải huyền thánh đơn giản như vậy. Cái này lớn công đức đại tạo hóa cấp bậc, là có giới chủ sinh ra. Thế giới mới bên trong. Tống Thư Hàng soái khí thu hồi bàn tay của mình, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Hắn linh thạch tiểu khả ái, bảo vệ. Chúc mừng bá Tống, mới thiên địa dung hợp thành công. Nhắc nhở, thế giới dung hợp thẻ bài bắt đầu tiêu tán, phải chăng sử dụng số lượng nhất định linh thạch, lấy ổn định thế giới dung hợp thẻ bài kết cấu cùng trên đó pháp tắc. Nhắc nhở, đầu nhập đại lượng linh thạch về sau, thế giới dung hợp thẻ bài tại giảm xuống phẩm chất về sau, có thể đưa đến lặp đi lặp lại sử dụng hiệu quả. Cái kia thế giới đỉnh cấp ngọt ngào thanh âm, dùng êm tai nhất thanh âm, đưa ra đối bá Tống mà nói tối ác ma đề nghị. Tống Thư Hàng, không thể dùng linh lực thay thế sao? Tống Thư Hàng nhanh chóng hỏi. Đáp, không cách nào dùng linh lực thay thế, cho dù là tịnh hóa qua linh lực bên trong đều ẩn chứa tạp chất, sẽ cùng thẻ bài bên trong chúa tể lực lượng xung đột. Nhắc nhở, xin mau sớm làm ra lựa chọn, thế giới dung hợp thẻ bài, đem tại 5 giây sau, tiêu tán giải thể. Cái kia ngọt ngào thanh âm đáp. Nàng đây là đang nhắc nhở Tống Thư Hàng, nếu như muốn bảo trụ thế giới dung hợp thẻ bài, liền mau chóng xuất thủ. Nếu không, mỗi qua một giây, thế giới dung hợp thẻ bài bên trên pháp tắc cùng nó cấu tạo, liền sẽ tiêu hao nhiều hơn một bộ phận. Bảo tạp vẫn là bảo linh thạch. Bảo đại vẫn là bảo tiểu. Thế giới dung hợp thẻ bài hiệu quả, ai dùng người nấy biết, cái đồ chơi này công năng đơn giản mạnh đến bạo. Càng quan trọng hơn là, thế giới dung hợp thẻ bài chế tạo vật liệu phi thường chân quý, nó nguyên vật liệu bên trong có một bộ phận, tam nhãn thiếu niên tiền bối đến bây giờ đều không có một lần nữa sưu tập đầy đủ. Mà linh thạch, là Tống Thư Hàng vừa tới tay, còn không có từng mai đếm qua, còn nóng hổ lấy. Muốn linh thạch của ta, trừ phi từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Đầu nhập, đem ta linh thạch đầu nhập, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Người bình tĩnh phân hai loại. Một loại là chân chính bình tĩnh, trải qua sóng to gió lớn đại lão nhóm, vô luận gặp được dạng gì mưa to gió lớn, đều có thể mặt không đổi sắc đi đối mặt. Một loại là cảm xúc đạt đến cực hạn sau bình tĩnh, bởi vì kích thích quá lớn, mọi người đã không biết dùng cái gì biểu lộ cùng cảm xúc để diễn tả mình nội tâm, sở dĩ chỉ có thể bình tĩnh đối mặt. Linh thạch tiểu khả ái dùng xong về sau, chung quy còn có thể kiếm về. Nhưng thẻ bài chế tạo vật liệu, tiêu hao hết về sau, tương lai liền không nhất định có thể một lần nữa tìm tới. Rầm rầm. Tại Tống Thư Hàng ý chí phía dưới, mới từ bạch bào đảo chủ cái kia thu hoạch khỏa sung mãn cửu phẩm linh thạch, khuynh đảo mà ra. Mỗi một mai linh thạch bên trên, cũng giống như tấm gương tỏa ra Tống Thư Hàng mặt, tựa như là tại cùng hắn cáo biệt. Sau một khắc, cửu phẩm linh thạch nhóm như bay nga dập lửa, dung nhập vào thế giới dung hợp thẻ bài bên trong, duy trì thẻ bài kết cấu, bảo trụ trên đó pháp tắc mạch lạc. Tống Thư Hàng hận không thể vì mỗi một mai linh thạch lên một cái tên, lấy kỷ niệm những thứ này bị tiêu hao linh thạch. Kiểm tra đến đại lượng linh thạch quán nhập, thế giới dung hợp thẻ bài kết cấu bảo tồn hoàn tất, thẻ bài pháp tắc một lần nữa ghi chép. Mời đầu nhập càng nhiều linh thạch, tận khả năng giữ lại thế giới dung hợp thẻ bài hiệu quả. Ngọt ngào thanh âm tiếp tục nhắc nhở nói. Ném, toàn bộ ném vào đi, Tống Thư Hàng nói. Đã đầu, vậy liền không thể buông tha, tranh thủ đem hiệu quả tối đại hóa. Tại Tống Thư Hàng mệnh lệnh dưới, tất cả chân quý cửu phẩm linh thạch, toàn bộ bị vùi đầu vào thế giới dung hợp thẻ bài bên trong. Thẻ bài có chút sáng lên, hóa thành một cái quang đoàn, nhẹ nhàng rơi vào Tống Thư Hàng lòng bàn tay. Thư Hàng bưng lấy cái này quang đoàn, nội tâm trình độ phức tạp, cho dù là vạn chữ văn chương đều không thể biểu đạt. Thật thảm, lại một viên linh thạch đều không còn lại. Bạch Cốt Tiên Cơ nói khẽ.
Bá Tống Linh Thạch tự cùng hắn phục sinh pháp khí một dạng, nhất định không gánh nổi, trừ phi sớm điểm tặng người. Bia đá đạo hữu chậm rãi nói. Đang khi nói chuyện, trên người nó Bá Tống Chi Mộ năm cái chữ lớn, phát ra hào quang bảy màu, diệu mù bạch bào kim quái cùng Phượng Nghi cầm chủ con mắt. Bá Tống, rất thiếu linh thạch sao? Bạch bào kim quái phát hiện hoa điểm, chẳng lẽ, đây chính là thiên đế dặn đi dặn lại, nhượng hắn tới cửa trực tiếp đưa linh thạch nguyên nhân. Thiếu, phi thường thiếu. Hắn hiện tại chỉ ít thiếu bạch thánh mấy trăm ức linh thạch. Bia đá đạo hữu đáp. Bạch cốt tiên cơ nhắc nhở, không chỉ mấy trăm ức, chỉ là thăng cấp 66 kiện bản mệnh pháp khí, hắn lại hướng bạch thánh mượn mấy cái linh thạch thiết cắt cầu, mỗi cái cầu thể tích đều to lớn vô cùng, căn bản tính không rõ. Hiện tại hắn trừ phi giống bạch thánh như thế, nhặt được một cái linh thạch tinh cầu, nếu không căn bản là không có cách trả nợ. Cái này còn không tính lợi tức đây, bia đá đạo hữu nói. Bạch bào kim quái. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong thế giới Bá Tống. Lúc này Bá Tống, bá khí vô cùng, cả cái thế giới mới lấy hắn làm chủ, vô số dị tượng vì hắn nhảy múa, công đức xà mỹ nhân làm hộ pháp cho hắn, đỉnh đầu bá giới rơi ấn sấn thác khí chất của hắn. Phía sau cả cái cửu u thế giới vì hắn đứng đài. Nếu bàn về khí thế, chư thiên vạn giới đều rất khó tìm ra mấy người, có thể trên khí thế vượt trên hiện tại giờ khắc này Bá Tống. Nhưng là, hắn không có tiền. Có ít người nhìn từ bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, quần áo xa hoa. Nhưng kỳ thật bọn hắn liền biết tất đều là phá, trong túi căn bản không bao nhiêu tiền. Thế giới trung tâm, dị tượng bắt đầu hòa hoãn tiêu tán. Cự nhân tiểu thế giới trong hư không chìm nổi, to lớn thiên đế vị diện không lại vắng vẻ. Bất quá, cái thế giới này còn hơi có vẻ đơn điệu, chỉ có một khỏa hành tinh, không có mặt trời, không có vệ tinh, những thứ này, cần Tống Thư Hàng tương lai cố gắng bố trí. Tống Thư Hàng duỗi tay, nhẹ nhàng bắt lấy bản thân bá giới giới chủ con dấu, đem hắn dung nhập bản thân bản mệnh đan điền. Sau một khắc, thân hình của hắn khẽ chấn động. Tại hoàn chỉnh thế giới mới cùng giới chủ quyền hạn gia trì bên dưới, Tống Thư Hàng nhục thân cường độ, nguyên thần cường độ lần nữa kịch liệt tăng lên. Mà lại, theo thế giới mới ổn định, cả cái thế giới mới có thể cuồn cuộn không ngừng đem lực lượng trả lại cho Tống Thư Hàng. Kể từ đó, Tống Thư Hàng đột phá bát phẩm, bước chân cửu phẩm, ở trong tầm tay. Mặt khác, theo hắn đem giới ấn hòa tan vào thân thể về sau, liền cảm giác đến chư thiên vạn giới tại cùng hắn chấn động. À, loại cảm giác này, giống như là chư thiên vạn giới tại phối hợp lấy ta. Tựa như là, huyền thánh giảng pháp, Tống Thư Hàng khẽ gọi nói. Chư thiên vạn giới tựa hồ tại cho Tống Thư Hàng tuyên bố thế giới thông cáo, hơn nữa còn là soát bình phong thức thông cáo. Loại trạng thái này, cực kỳ giống huyền thánh giảng pháp. Chư thiên vạn giới, chỉ cần là tu luyện giả, đều sẽ phát giác được cái này thông cáo. Mơ hồ trong đó, có mấy đạo vô cùng cường đại trường sinh giả ý thức. Đưa mà đến những trong ánh mắt này, mang theo dõi ý tứ. Một cái thế giới mới sinh ra, một cái giới chủ hình thành, không nhất định liền đại biểu cho cường giả tuyệt thế, nói không chừng sẽ có cùng loại mộng vị diện thế giới quy tắc tập hợp thể làm danh giới chủ. Nếu như cái này thế giới mới quy tắc tập hợp thể là vừa sinh ra giai đoạn, cái kia trường sinh giả đại lão chỉ muốn đem hắn bắt được, đem hắn luyện hóa, liền có cơ hội thay vào đó, trở thành giới chủ. Sở dĩ những thứ này cường đại trường sinh giả ý thức, mới có thể mang theo dõi ý tứ, muốn nhìn một chút một phương này thế giới mới giới chủ đột nhiên là phương nào lai lịch. Là cường đại đỉnh tiêm đại năng, vẫn là quy tắc tập hợp thể. Sau đó sau một khắc, những thứ này trường sinh giả ý thức nhóm, liền quét đến Bá Tống thân ảnh. Đứng ở giữa thiên địa Bá Tống, lúc này khí thế đang đứng ở đỉnh phong. Trên người hắn mơ hồ mang theo cửu u chúa tể khí tràng. Còn có thế giới mới giới chủ uy thế. Lại là Bá Tống. Đợi đã, cái này thế giới mới bối cảnh. Giống hay không Bá Tống trước đó chém giết thiên đế lúc bối cảnh. Chẳng lẽ, thiên đế cũng không phải là chủ động khiêu chiến Bá Tống, mà là Bá Tống coi trọng thiên đế thế giới, sở dĩ đem thiên đế chém giết. Tựa như hắn chém giết tôn này cửu u chúa tể chiếm lấy hắn đạo khí một dạng. Đang lúc những thứ này trường sinh giả nhóm suy đoán thời khắc, chư thiên vạn giới chỉ muốn ngẩng đầu người, liền có thể xem đến tự chư thiên vạn giới thế giới thông cáo. Đó là một đoạn thu hình lại hình ảnh. Bá Tống đứng ở giữa thiên địa, duỗi tay đè hướng hư không, hai cái thế giới khác nhau vị diện, tại Bá Tống trong tay thành hình. Mà trên người Bá Tống, có cực lớn đến giống như vô hạn linh lực bộc phát.
cái kia linh lực bàng đại trình độ, cho dù đem mấy vị trường sinh giả đại lão trói đến cùng một chỗ, cũng không sánh nổi. Không chỉ có như thế, ở thế giới dung hợp giai đoạn sau cùng, bá tống sau lưng đột nhiên hiện ra cửu u thế giới hình ảnh. Tại cửu u thế giới bên trong, có một cái màu đen bá tống cùng hiện thế bá tống đối ứng. Cửu u chúa tể lực lượng, từ trên thân bá tống bộc phát. Ta thiên, bá tống đã ra đời đối ứng cửu u chúa tể. Hắn đã tấn thăng thiên đạo. Nhìn thấy bá tống vậy mà có được đối ứng cửu u chúa tể lúc, chư thiên vạn giới những người tu luyện đều kém chút coi là tự thân thời gian tuyến bị người xê dịch, xuyên qua đến tương lai. Nếu như bá tống hiện tại đã là thiên đạo chi thân, vậy hắn đến cùng là lúc nào chứng đạo bất hủ? Vì cái gì chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Những người tu luyện ngẩng đầu vọng thiên, yên lặng cảm giác sau đó, bọn hắn phát hiện thiên đạo chi vị, vẫn như cũ ở vào bỏ trống trạng thái. Từ khi giới trước thiên đạo tại bá tống huyền thánh giảng pháp lúc sụp đổ về sau, thiên đạo chi vị một mực huyền không. Trước mắt, chư thiên vạn giới cũng không có nhân chứng đạo, bước ra bước cuối cùng này. Bá tống cũng không có chứng đạo, thiên đạo chi vị vẫn như cũ không công bố. Này mới đúng mà, giới trước thiên đạo vừa mới tiêu tán, lúc này mới qua bao lâu, thiên đạo chi vị nào có nhanh như vậy sinh ra. Kém chút cho là mình bế quan quá mức, thời gian đã đến tương lai xa xôi. Những người tu luyện đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như bá tống hiện tại liền đã chứng đạo bất hủ, cái kia cũng thật là đáng sợ. Chờ chút, đã thiên đạo chi vị vẫn chưa có người nào đi kế thừa. Cái kia bá tống cửu u chúa tể bán thân là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng còn không có chứng đạo bất hủ, chấp trưởng thiên đạo, cũng đã ra đời cửu u chúa tể bán thân, bá tống đây là làm sao làm được? Từ một loại nào đó góc độ mà nói, bá tống trạng thái so chứng đạo bất hủ, lại sinh ra cửu u chúa tể càng đáng sợ a. Hắn đây là siêu cương a. Không giảng đạo lý, liền thiên đạo đạo lý đều không giảng. Chư thiên vạn giới bên trong, có vài vị trường sinh giả suy nghĩ tại vượt vị diện tiến hành giao lưu. Nhưng nói chuyện phiếm nơi này lúc, đột nhiên liền cảm giác trò chuyện không đi xuống, lẫn nhau ở giữa đều muốn chia tay không trò chuyện. Người thật có thể tại chứng đạo bất hủ trước đó, liền ngưng tụ ra thuộc về mình cửu u chúa tể bán thân. Nho gia thánh nhân cùng viễn cổ thiên đình thiên đế lúc trước đều không làm được đến mức này đi. Chẳng lẽ là dựa vào vũ lực đi chinh phục cửu u thế giới, sau đó thu hoạch được cửu u thế giới thừa nhận? Không có khả năng, cửu u thế giới vô cùng to lớn, nào có dễ dàng như vậy bị chinh phục. Mà lại, khoảng cách thiên đạo sụp đổ mới bao lâu? Về thời gian cũng không cho phép a. Vũ lực chinh phục cửu u thế giới, còn không bằng trực tiếp tại hiện thế chứng đạo tới dứt khoát đơn giản. Bá tống trên người mê thực tế nhiều lắm, thật là một cái mê người giống đực. Chẳng biết tại sao, mặc dù biết rõ chứng đạo bất hủ trước ngưng tụ ra cửu u chúa tể chuyện này phi thường siêu cương, phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng phát sinh trên người bá tống lúc, ta tâm tình lúc này vậy mà không có chút nào ba động. Thực không dám giấu giếm, ta cũng thế. Thêm ta một cái. Lại nói, bá tống có được cửu u chúa tể bán thân chuyện này đã thành sự thật, không cách nào cải biến. Cho nên, so với đi suy đoán bá tống là thế nào ngưng tụ ra cửu u chúa tể bán thân, chúng ta càng hẳn là đi lo lắng chuyện này mang tới ảnh hưởng. Ảnh hưởng, giả thiết, nếu như giới sau thiên đạo nếu như không phải bá tống, cửu u thế giới sẽ còn sinh ra thuộc về thiên đạo bán thân cửu u chúa tể sao? Nếu như đản sinh lời nói, một cái kia cửu u thế giới chẳng phải là có hai cái cửu u chúa tể rồi. Chúa tể chính là chí cao vô thượng, độc quyền chuyên nhất. Nếu như một cái cửu u thế giới có hai cái cửu u chúa tể, này thiên đạo đối ứng cửu u chúa tể chẳng phải là rất biệt khuất. Như đúng như đây, chỉ sợ thiên đạo tiền nhiệm sau chuyện làm thứ nhất, chính là xử lý bá tống a. Cho nên, bất kể như thế nào, giới này thiên đạo chi tranh, bá tống đã chiếm định đi. Nếu như hắn không thể tấn thăng thiên đạo, vậy hắn căn bản không có đường lui. Chư thiên vạn giới người tu luyện, thông qua một việc, thật nhanh tiến hành thôi diễn. Phỏng đoán tương lai chuyện có thể xảy ra. Lần này, bọn hắn nghiêm túc phỏng đoán không có mau bệnh. Một núi không thể chứa hai hổ. Nếu như mới thiên đạo không phải bá tống, vậy hắn sinh ra sau chuyện thứ nhất khẳng định là trước chơi chết bá tống, ít nhất cũng phải chơi chết bá tống cửu u chúa tể bán thân. Nếu như thế suy tính, cái kia từ khía cạnh đó có thể thấy được, bá tống đối với mình chứng đạo bất hủ, trở thành thiên đạo sự tình rất có lòng tin.
hắn đã xem thiên đạo chi vị vì vật trong bàn tay, mới có thể sớm đem chính mình cửu u chúa tể bán thân mân mê ra. Không nhất định, cũng có thể là bá tống tại đập nồi dìm thuyền, đoạn mất đường lui của mình, để cho mình lui không thể lui, tăng cường chính mình chứng đạo quyết tâm. Vô luận từ góc độ nào đi xem, bá tống đều là cái đáng sợ ngoan nhân, đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác. Tại trường sinh giả đại lão, đỉnh tiêm kiếp tiên vượt vị diện giao lưu bên trong, chư thiên vạn giới thế giới trong thông báo thu hình lại tiến vào hồi cuối. Bá tống đưa tay giơ cao bá giới giới chủ ấn, chính thức trở thành một cái viên mãn không thiếu sót giới chủ. Giờ khắc này, tối soái, tối cụ khí thế bá tống, bị ghi lại đến, nó hình tượng truyền khắp chư thiên vạn giới. Trường sinh giả các đại lão nhìn rất sâu, nhìn rất xa, bọn hắn từ bá tống trở thành giới chủ chuyện này bên trên, lại suy đoán ra rất nhiều khả năng. Tỷ như giới chủ quyền hạn phải chăng cùng cửu u chúa tể bán thân sẽ có liên quan loại hình. Nhưng phổ thông người tu luyện, cũng không có trường sinh giả nhóm nhìn xa xưa, đoán nhiều như vậy. Phần lớn phổ thông trường sinh giả nhóm, lần nữa vọng thiên nhìn thấy bá tống về sau, tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là bá tống đại lão Ngưu Phê. Bá tống đại nói huyền thánh giảng pháp khâu đã kết thúc, hắn đã không còn cần thông qua huyền thánh giảng pháp đến xác minh chính mình đại đạo. Nhưng dù cho không có huyền thánh giảng pháp khâu, bá tống đại lão vẫn như cũ là chư thiên vạn giới tối tịnh tử. Hắn vẫn như cũ có thể thông qua đường dây khác, xuất hiện tại chư thiên vạn giới tất cả những người tu luyện trước mặt. Tỷ như hiện tại, giới chủ kế nhiệm nghi thức liền được chư thiên vạn giới toàn bộ server thông cáo. Kế huyền thánh giảng pháp về sau, bá tống tiền bối sau đó phải khiêu chiến là giới chủ đi. Bá tống tiền bối thật đúng là cái không chịu cô đơn nam nhân. Lần này hẳn là chỉ là cái mở đầu, tháng sau chúng ta hẳn là có thể nhìn thấy bá tống tiền bối kế nhiệm thế giới mới, trở thành cái thứ hai thế giới giới chủ. Đón lấy, bá tống tiền bối sẽ lấy một tháng một cái thế giới tốc độ, tiến hành khuếch trương. Đây đều là sáo lộ, chúng ta đều biết rõ. Lúc này, thu hồi giới ấn Tống Thư Hàng, sắc mặt có chút vi diệu. Thân là chính quy huyền thánh, hắn hôm nay tại loại này cùng loại huyền thánh giảng pháp trên bình đài biểu diễn về sau, mơ hồ có thể tiếp thu được một chút thính pháp giả phản hồi. Tỷ như, hắn tiếp thu được trường sinh giả môn quan tại một cái cửu u thế giới có được hai cái chúa tể bình luận, cùng bá tống nếu như không chứng thiên đạo, rất có thể liền sẽ bị mới thiên đạo đánh giết phỏng đoán. Một cái thế giới hai chúa tể, mới chúa tể hoàn toàn chính xác sẽ tương đối thảm tỷ như béo cầu đại lão. Mặt khác theo những thứ này đại lão phỏng đoán, nếu như mới thiên đạo không phải là ta liền có thể sẽ bị đánh chết. Vậy ta hiện tại tình cảnh chẳng phải là phi thường không ổn. Nếu không phải Tống Thư Hàng kinh lịch nhiều hơn, nội tâm vô cùng cường đại, lúc này hắn khẳng định được túng. Chính ta đều không nghĩ tới ta hiện tại ở vào trên vách đá xiếc DJ trạng thái. Chẳng lẽ muốn bước ta đi tranh đoạt thiên đạo? Nhưng ta hiện tại vẫn chỉ là cái bát phẩm nhỏ huyền thánh, ta tranh cái chủy thiên đạo u, ta căn bản không có kế thừa thiên đạo tư cách a. Cái này cùng hắn hiện tại chỉ có 18 tuổi tròn, còn chưa tới hợp pháp kết hôn tuổi tác, không thể kết hôn đồng dạng mặc dù hắn đều đã tuyệt dục, nhưng trên lý luận hắn vẫn như cũ không thể hợp pháp kết hôn. Mà lại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, coi như chờ Tống Thư Hàng thân sinh nữ nhi xuất thế, hắn cũng vẫn như cũ không cách nào đạt tới hợp pháp kết hôn tuổi tác. Chỉ cần vừa nghĩ tới nữ nhi của mình vừa xuất thế, liền muốn trở thành mồ côi cha hài tử, không có mụ mụ, Tống Thư Hàng sẽ rất khó qua. Cái giám a. Mà lại, hắn nhưng là tu sĩ. Tu sĩ loại này tồn tại, làm sao có thể dùng lẽ thường đi suy đoán. Hắn có quá nhiều tao thao tác có thể chấp hành. Tỷ như, ta có thể kiên trì một chút, giống mang cái na cha đồng dạng, mang nàng cái mấy năm. Chờ mang đến hợp pháp kết hôn tuổi tác, kết hôn sau lại đem nàng sinh ra không muộn. Tống Thư Hàng xoa cằm, nghiêm túc suy tư. Công đức xà mỹ nhân. Tiên tử yên lặng ghi chép xuống câu này lời kịch, nhưng cảm giác tại ghi chép lời kịch thời điểm, tinh thần của nàng đều hứng chịu tới ô nhiễm. Bất quá tân thiên đạo sự tình, đích thật là phiền phức. Có lẽ ta được tìm cơ hội giải thích xuống ta cửu u chúa tể hóa thân hiểu lầm, để chư thiên vạn giới người biết ta kỳ thật chỉ là cái cộng tác viên. Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Công đức xà mỹ nhân lật ra cái kim nhãn, thì thầm, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lão già họm hẹp, rất xấu. Ngươi cho rằng chư thiên vạn giới nhân dân quần chúng sẽ tin tưởng ngươi sao? Cũng đúng,
lâm thời cửu u chúa tể loại chuyện này nói ra, chính ta đều không tin. Mà lại, này lại bại lộ bạch tiền bối tồn tại, không ổn không ổn. Cho nên, không bằng sớm cùng hạ nhiệm thiên đạo hạt giống tuyển thủ tạo mối quan hệ. Nếu như hạ nhiệm thiên đạo có thể từ ta biết đại lão tiền bối nhóm ở giữa ra, thì tốt hơn. Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Tỷ như, bạch tiền bối. Nếu như bạch tiền bối chứng đạo bất hủ, lần nữa trở thành thiên đạo, hắn Tống Mỗ Nhân liền có thể gối cao không lo. Công đức xà mỹ nhân. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là, Tống Thư Hàng hảo hữu trong vòng các đại lão phân lượng quá nặng nề. Những thứ này đại lão bên trong, có nhân chứng nói bất hủ, thật không kỳ quái. Toàn bộ server thông cáo sống hiệu quả kết thúc. Tống Thư Hàng cũng từ loại huyền thánh giảng pháp trạng thái bên trong chậm rãi rời khỏi. Chư thiên vạn giới những người tu luyện, ngẩng đầu vọng thiên, nhìn xem khí thế cường đại bá Tống đại lão thân ảnh, dần dần bắt đầu làm nhạt. A, lần này bá Tống tiền bối không có giảng pháp, chỉ là đơn thuần hiện hình. Bá Tống tiền bối, ngài lần này không giảng vài câu sao? Chia sẻ điểm chứng đạo giới chủ kinh nghiệm cũng tốt. Tiền bối không muốn đi, chúng ta bây giờ liền ngóng trông ngài một tháng một lần phúc lợi nha. Chư thiên vạn giới những người tu luyện lập tức ra sức phản hồi tin tức. Giảng vài câu a, tùy tiện giảng vài câu đều được a, bá Tống tiền bối. Tống Thư Hàng toàn bộ hành trình mặt mỉm cười, không có phát biểu. Thông cáo chỉ là công cáo, cũng không cần giảng pháp. Có lẽ nếu như Tống Thư Hàng có hứng thú, ngược lại là có thể tuyên bố vài câu cảm nghĩ. Nhưng bây giờ hắn, hiển nhiên không có cái tâm tình này, chủ yếu hơn chính là hắn hiện tại tương đối từ nghèo trước đó không lâu huyền thánh giảng pháp số lần quá nhiều, đem hắn móc rỗng. Hắn hiện tại thật chen không ra bất kỳ lời nói, có thể cùng chư thiên vạn giới các đạo hữu chia sẻ. Lần trước huyền thánh giảng pháp, hắn đều là để chư thiên vạn giới đạo hữu nhóm nhìn hắn mặt thấu hỏa lấy qua. Hắn lúc đầu trong bụng liền không có hoa quả khô, mấy lần trước dựa vào chắp vá lung tung, thật vất vả chống nổi giảng pháp khâu, sớm đã đem hắn ép khô. Nếu như bây giờ nhất định phải hắn giảng điểm cái gì, hắn chỉ sợ chỉ có thể dựa vào một câu thỏa vừa đi vừa về ứng người xem. Cho nên, lúc này hắn nào dám mở miệng. Không cần lên tiếng, lúc này, bảo trì mỉm cười liền tốt. Trên bầu trời, bá Tống đang cười, trên mặt đất, khán giả đang gầm thét. Phản hồi tin tức, còn tại liên tục không ngừng truyền tới. Liên quan tới phổ thông những người tu luyện sách đến bá Tống kế thừa giới chủ nghi thức chỉ là mới bắt đầu, kế tục sẽ còn mỗi tháng tới một lần nghi thức suy đoán, Tống Thư Hàng căn bản không có đi để ý ngươi cho rằng chư thiên vạn giới vị diện là rau cải trắng, tùy chỗ có thể nhặt sao. Giới chủ có như thế tốt kế nhiệm, cái kia chư thiên vạn giới liền sẽ không chỉ có như vậy mấy vị giới chủ. Hắn bá Tống Hào có thể nhặt được hai cái không trọn vẹn thế giới. Lại may mắn đưa chúng nó dung hợp, kế nhiệm giới chủ, đều đã là bạch tiền bối phù hộ. Một tháng nhặt một cái giới chủ đương đương loại này thao tác, Tống Thư Hàng thậm chí không cần suy nghĩ dám. Liền xem như nằm mơ, cũng sẽ không làm đến như thế hoang đường mộng. Chúc mừng Thư Hàng, trở thành chúa tể một giới. Bạch Cốt Tiên Cơ cười ngoắc nói. Chúc mừng bá Tống đạo hữu. Bạch Bào Kim Quái từ nội tâm cự tuyệt Thư Hàng tiểu hữu xưng hô thế này. Chúc mừng. Phượng Trảo Tiên Tử cũng lên tiếng. Bia đá đạo hữu đặt câu hỏi nói, bá Tống đạo hữu trở thành giới chủ về sau, có cảm tưởng gì sao? Tống Thư Hàng nghiêm túc suy tư một lát sau, đáp, ta chuẩn bị toàn lực ủng hộ Long Lạc nữ sĩ khai phát tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoàn công năng, tranh thủ mau chóng đem công năng tăng lên một chút, khai phát VIP thu phí công năng cùng các loại phúc lợi, tranh thủ đem thu phí hệ thống tạo dựng lên. Hộ khách chính là lực lượng, hộ khách chính là tiền. Bia đá đạo hữu. Tống Thư Hàng vừa sách đến Long Lạc nữ sĩ lúc, Long Lạc nữ sĩ tựa như là tiếp thông đối thoại. Làm xong, Long Lạc nữ sĩ trả lời. Tống Thư Hàng. Làm xong cái gì, chẳng lẽ, thu phí công năng cùng sách hiện công năng, đã mân mê ra rồi. Long Lạc nữ sĩ nghiêu phê. Ta đem VIP dùng thử công năng cho khai phát ra, bất quá không có 6 tháng dài như vậy, VIP dùng thử công năng dài nhất 1 tháng. Cần xử lý số liệu quá to lớn, dùng thử thời gian quá dài sẽ ảnh hưởng kế tục hộ khách đoan thăng cấp. Long Lạc nữ sĩ trả lời. Nhanh như vậy, Tống Thư Hàng trong nội tâm lập tức bắt đầu suy nghĩ đập Long Lạc nữ sĩ mông ngựa lời kịch bản, hắn cảm giác chính mình ít nhất phải dùng 1 vạn chữ trường thiên tán dương phương thức, mới có thể miêu tả ra Long Lạc nữ sĩ nghiêu phê chỗ.
VIP dùng thử công năng, tại khai phát hộ khách đoàn thời điểm, liền đã có module tồn tại. Lần này chỉ cần điều chỉnh bộ phận số liệu, liền có thể đem cái này module kích hoạt. Cho nên, không dùng đến bao nhiêu thời gian. Long Lạc nữ sĩ bình tĩnh trả lời, cho nên, chỉ dùng tuột hai sợi tóc, liền làm xong nó. Tống Thư Hàng, Long Lạc nữ sĩ nghiêu phê. Không có cách, gần nhất hắn từ nghèo, nghĩ đến vuốt mông ngựa, vậy mà trong lúc nhất thời đều nghĩ không ra tốt hơn từ tới. Ngươi có thể tán bại, Long Lạc nữ sĩ nói. Cho chư thiên vạn giới download hộ khách đoàn các thành viên, mỗi người phát một tháng VIP dùng thử tư cách. Kém chút liền quên tán tài chuyện này. Tống Thư Hàng vỗ vỗ trán. Hắn lập tức kiểm sát một chút chính mình toàn bộ server thông cáo hình thức vẫn được, còn có cuối cùng một chút xíu thời gian. Cái này chút điểm thời gian, đầy đủ dùng. Khục, toàn bộ server trong thông báo bá tống, rốt cục phát ra tiếng. Thật đáng tiếc, bởi vì lần này chư thiên vạn giới hiện hình phương thức khác biệt, cho nên giảng pháp loại yêu cầu này, ta không cách nào thỏa mãn mọi người. Dù sao, không có cái này thời gian. Chư thiên vạn giới thông cáo là có thời gian hạn chế. Tống Thư Hàng chậm rãi nói, bất quá, trở thành giới chủ đích thật là kiện đáng giá ăn mừng sự tình, ta nguyện đem phần này vui sướng chia sẻ cho chúng đạo hữu. Là thời điểm hướng chư thiên vạn giới người tu luyện hiện ra ta bá tống hào sảng một mặt. Ta là bá tống, ta hiện tại làm một cái xưa nay chưa từng có quyết định, ta muốn cho chư thiên vạn giới những người tu luyện đồng thời tán tài. Đưa tặng ra giá trị số triệu ước cửu phẩm linh thạch tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoàn VIP một tháng dùng thử tư cách. Đây cũng là từ trước tới nay, tán tài vương tọa quy mô lớn nhất một lần tán tài nghi thức. Dĩ vãng, tán tài vương tọa nghi thức, chỉ dính đến một mảnh nhỏ khu vực. Phàm là người có duyên có thể đến, được chia bảo vật. Từ viễn cổ đến nay, tán tài vương tọa nghi thức lớn nhất quy mô cũng chỉ liên quan đến một cái tiểu thành thị phạm vi. Dù sao, tán tài là phúc duyên, cũng không phải trời mưa to. Mà Tống Thư Hàng một hơi liền đem tán tài nghi thức quy mô tăng lên tới, từ thành nhỏ quy mô vượt qua tỉnh cấp, nước cấp, tinh cầu cấp, thái dương hệ cấp, ngân hà hệ cấp, vị diện vũ trụ cấp, trực tiếp tăng lên tới chư thiên vạn giới cấp. Bá Tống tiền bối, muốn cho ta nhóm chia sẻ vui sướng. Bất quá, vui sướng loại vật này muốn làm sao chia sẻ? Chẳng lẽ... Bá Tống tiền bối muốn hướng chúng ta miêu tả tâm tình của hắn lúc này. Có người nghi ngờ nói. Tại hắn bên cạnh, lập tức có tu sĩ trả lời, người đừng có dùng chính mình cách cục đi suy đoán bá Tống tiền bối. Phải biết, hắn nhưng là có thể cưỡng chế cùng người chia sẻ tình thương của mẹ vĩ đại loại này khái niệm tồn tại. Mà lại, đừng quên bá Tống tiền bối lần trước giảng pháp lúc, còn đem người thay thế vào đến tử vong bên trong, cùng người chia sẻ tử vong kinh lịch. Chỉ cần bá Tống tiền bối muốn làm, hắn liền nhất định có thể làm được. Bá Tống tiền bối lại khai phát ra cái gì đồng thuật, có thể khiến người ta cưỡng ép vui vẻ. Chư thiên vạn giới những người tu luyện, trong lòng hiển hiện rất nhiều suy nghĩ. Tại giảng pháp phương diện, bá Tống đại lão đã thành lĩnh vực bên trong quyền uy. Vô luận hắn muốn mân mê ra cái gì hình thức giảng pháp, đại bộ phận người tu luyện đều tin tưởng bá Tống có thể làm đến. Tán tài vương tỏa, lúc này... Toàn bộ server thông cáo hình tượng bên trong bá tống, đưa tay dương lên. Tại lòng bàn tay của hắn, tán tài vương tọa vòng xoáy triển khai. Bất quá, bởi vì lần này muốn tán chính là VIP một tháng dùng thử tư cách, cho nên tán tài vương tọa kệ hàng trên không đung đưa, không có bất kỳ vật gì. Mở ra tán tài vương tọa không gian, cũng chỉ là đi một cái quá trình hình thức, lấy hoàn thành cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối ước định. Tán tài vương tọa không gian mở ra về sau. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phối hợp với Long Lạc nữ sĩ tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoàn tiến hành thao tác. Sau đó, Tống Thư Hàng thần thức, Long Lạc nữ sĩ tinh thần cùng đuổi vào Hắc Long thế giới mọc ra mắt tinh cầu đại lão kết nối đến cùng một chỗ. Tống Thư Hàng phát hiện thần trí của mình, tùy tiện thẩm thấu đến mọc ra mắt tinh cầu đại lão thể nội, đối tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoàn tổng chương trình tiến hành thao tác. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão bị Long Lạc nữ sĩ hàng phục rồi. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Nếu không, tinh cầu đại lão sẽ không như thế phối hợp. Vị này đạo khí tinh cầu đại lão cũng là rất thảm, chính mình đem chính mình đóng gói, đưa vào đến Hắc Long thế giới, dê vào miệng cọp. Rầm rầm. Theo Tống Thư Hàng thao tác, tán tài vương tọa sinh ra cảm ứng. Chư thiên vạn giới toàn bộ server thông cáo hình tượng bên trong, tán tài vương tọa bên trong đột nhiên toát ra vô số tiểu tinh tinh.
những thứ này tiểu tinh tinh, phải hướng chư thiên vạn giới mỗi một vị người tu luyện. Phàm là download tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoàn tu sĩ, tất cả đều theo bản năng duỗi ra hai tay, bưng lấy những thứ này tinh quang. Những thứ này tinh quang tiếp xúc đến người tu luyện bàn tay về sau, tựa như bông tuyết hòa tan, lại phảng phất là dung nhập vào chư thiên vạn giới người tu luyện thể nội, nhưng trên thực tế, quá trình này chỉ là tán tải vương tọa nghi thức tại đi cái hình thức, đơn thuần chỉ là đẹp mắt, cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chân chính ban thưởng, đã sớm thông qua mọc ra mắt tinh cầu đại lão server hậu trường, kích hoạt gửi đi cho tất cả người tu luyện. Đinh chúc mừng ngài, thu hoạch được từ bá tống tự tay đưa tặng tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoàn VIP công năng một tháng. Ngài đem thu hoạch được trở xuống quyền hạn, siêu huyễn thất thải bảo quang hội viên tên, tự chụp ảnh chân dung công năng, VIP nói chuyện phiếm kiểu chữ đặc quyền công năng, hội viên miễn quảng cáo công năng, trực tiếp ở giữa đưa đỉnh quảng cáo công năng, thành lập môn phái quần trò chuyện công năng, giọng nói trò chuyện dùng thử công năng. Mỗi tháng che đậy chỉ định hảo hữu 7 ngày công năng, hảo hữu tử vong trạng thái nhắc nhở công năng. Tại tuyến nghe giảng pháp gói quà lớn, mỗi tháng miễn phí nghe một lần lục phẩm chân quân giảng pháp. Giảm còn 60% nghe thất phẩm tôn giả giảng pháp. Giảm còn 70% ưu đãi nghe bát phẩm huyền thánh giảng pháp. Giảm còn 80% ưu đãi nghe kiếp tiên giảng pháp. Càng có ngẫu nhiên trường sinh giả giảng pháp chờ ngươi tới nghe. Mỗi tháng còn có cơ hội miểu sát đoạt điểm đỉnh tiêm tiên chủ kiểu mới món ăn. Thật dài liệt biểu, chừng gần 80 loại VIP hội viên đặc quyền, có được đủ loại công năng, có công năng vẫn còn dùng thử, chỉ có VIP hộ khách mới xứng có được. Có chút công năng, thậm chí còn chỉ có giàn khung, còn lại nguyên bộ chương trình cũng còn không có khai phát ra. Mỗi tháng có thể miễn phí nghe được lục phẩm chân quân giảng pháp một lần. Đối với phần lớn phổ thông người tu luyện đến nói, lục phẩm chân quân giảng pháp đã rất cao đại thượng. Ngày bình thường, đừng nói là lục phẩm chân quân giảng pháp, một chút đại môn phái đệ tử, mỗi tháng có thể nghe một lần ngũ phẩm linh hoàng giảng pháp cũng không tệ rồi. Cũng chính là năm nay giá thị trường tốt, huyền thánh chứng đạo đại bạo phát, một hơi ra nhiều như vậy cái huyền thánh. Lại thêm bá tống đại lão mỗi tháng đều muốn giảng pháp một lần, tăng lên thật nhiều chư thiên vạn giới những người tu luyện thính pháp chất lượng. Dĩ vãng, loại này mỗi tháng nghe một lần huyền thánh giảng pháp sự tình, nằm mơ cũng không dám nghĩ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Còn nữa VIP hội viên đặc quyền trừ nghe huyền thánh giảng pháp bên ngoài, lại còn có tôn giả giảng pháp, huyền thánh giảng pháp, kiếp tiên giảng pháp. Thậm chí liền trường sinh giả giảng pháp đều có. Mặc dù phải trả linh thạch, nhưng linh thạch có thể mua được huyền thánh, kiếp tiên, trường sinh giả giảng pháp, quả thực thật quá kiếm. Mà lại, VIP còn có đánh gãy. Sung sung sung, một tháng dùng thử về sau, nhất định phải nạp tiền. Đối chư thiên vạn giới những người tu luyện đến nói, nạp tiền thu được giảng pháp loại chuyện này, quả thực quá mức có sức hấp dẫn long lạc nữ sĩ, lập tức liền bắt đến trọng điểm. Về phần cái gì thất thải hội viên bảo quang, tự chụp ảnh chân dung loại hình, đối bình thường người tu luyện đến nói, ngược lại không phải là trọng yếu như vậy. Nhưng, trong đó đầu kia mỗi tháng che đậy chỉ định hảo hữu 7 ngày công năng, lại thật sâu hấp dẫn hai tôn đỉnh tiêm trường sinh giả đại lão. Hà Chỉ Ma Đế khi nhìn đến nhắc nhở trong tin tức đầu này công năng lúc, con mắt tỏa sáng. Hắn muốn chính là đầu này công năng, sau đó hắn mỗi tháng đều muốn che đậy bá tống 7 ngày, nhắm mắt làm ngơ, tránh cho bị hao lông dê. Nếu là miễn phí đưa tặng VIP công năng, vậy ta thử một chút cũng là không phải là không thể được. Hà Chỉ Ma Đế chậm rãi nói. Sau đó, hắn án lấy nhắc nhở, từng bước một bắt đầu tiếp thu cái này VIP dùng thử một tháng công năng. Đầu tiên mở ra hộ khách đoan, khóa lại tốt chính mình tài khoản. Sau đó, tại nạp tiền giao diện khoanh tròn bên trong đưa vào một nhóm VIP hội viên dùng thử mã. Phải chăng xác nhận mở ra VIP hội viên công năng? Vâng, Hà Chỉ Ma Đế điểm kích xác định nút bấm. Hoa một đóa xinh đẹp pháo hoa tại hộ khách đoan giao diện nổ tung. Chúc mừng người sử dụng Hà Chỉ Ma Đế, người đã trở thành tôn quý VIP hội viên. Mới là lạ, người còn muốn thu hoạch được miễn phí VIP. Dã chết rồi ngươi. Nở rộ pháo hoa, hóa thành một chương long lạc nữ sĩ mặt quỷ. Hà Chỉ Ma Đế. Mà tại cái này vô hạn chư thiên vạn giới bên trong, trừ Hà Chỉ Ma Đế bên ngoài, còn có một vị khác đỉnh tiêm trường sinh giả, cũng không kịp chờ đợi đăng ký cũng đăng ký VIP một tháng thể nghiệm công năng. Cùng sớm đã bị đánh lên đặc thù tiêu ký Hà Chỉ Ma Đế khác biệt, tôn này sinh trưởng người,
thành công kích hoạt lên một tháng VIP quyền hạn chúc mừng Nguyên lão người sử dụng sổ đen một. Bạn tốt của ta cái gì đều có thể bán đại lão, ngài đã trở thành tôn quý VIP người sử dụng, trước mắt đẳng cấp, hoan nghênh người sử dụng tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Biệt danh đâu, ta ngay từ đầu đăng ký chính mình biệt danh đâu, vì cái gì lại biến trở về cái danh xưng này rồi. Cái gì đều có thể bán đại lão bất mãn nói. Hắn download hộ khách đoan về sau, thật vất vả cho mình sửa lại cái soái khí biệt danh, kết quả vừa mới kích hoạt VIP công năng, hộ khách đoan lên biểu hiện biệt danh cũng bị đồng bộ trở về. Sổ đen một ngược lại không có vấn đề gì, vấn đề là hảo bằng hữu là cái quỷ gì. Hắn cùng bá tống là hảo bằng hữu, nói đùa cái gì. Còn cái này một viên VIP đẳng cấp, xem xét liền tràn đầy tiền khí tức. Cái gì đều có thể bán đại lão dám khẳng định, tương lai bá tống khả năng sẽ còn đẩy ra cấp VIP. Đây thật là cái kiếm tiền tốt đường đi a. Cái gì đều có thể bán đại lão tâm động nói. Nếu không, hợp tác với bá tống. Phi. Hợp tác, đời này cũng không thể. Kéo đen, hiện tại ta liền đem bá tống kéo đen 7 ngày. Phải chăng sử dụng VIP công năng, che đậy hảo hữu liệt biểu bên trong chỉ định người sử dụng. Phải. Cái gì đều có thể bán đại lão điểm kích xác định. Mời lựa chọn muốn che đậy hảo hữu, nhưng sử dụng giọng nói công năng đọc lên hảo hữu biệt danh hoặc tài khoản. Chú thích, một khi lựa chọn che đậy về sau, đem khóa chặt nên hảo hữu tin tức dài đến 7 ngày, mời thận trọng lựa chọn. Che đậy bá tống, cái gì đều có thể bán đại lão nói. Không có tìm thấy được bá tống hảo hữu, mời dùng tay lựa chọn muốn che đậy hảo hữu. Cái gì đều có thể bán đại lão. Không có khả năng, bá tống một mực nằm tại hảo hữu của ta liệt biểu bên trong, làm sao lại lục soát không đến. Chẳng lẽ, tại sổ đen công năng bên trong hảo hữu, không cách nào bị che đậy. Cái gì đều có thể bán đại lão trong lòng đột nhiên đạn hiện một cái suy đoán. Hắn vội vàng dùng tay kéo ra hảo hữu của mình liệt, cũng điểm mở sổ đen. Sổ đen bên trong, bá tống lẻ loi trơ trọi nằm ở bên trong bất quá, hắn biệt danh cũng không phải là bá tống. Server, trình cầu đàn, quần chủ tống thư hàng. Cái gì đều có thể bán đại lão. Khó trách lục soát không đến bá tống, không nghĩ tới gia hỏa này đổi tên, nếu không phải ta đã đem hắn kéo đen, nói không chừng tìm không ra hắn chân thân. Cái gì đều có thể bán đại lão dứt lời, dùng tay đem cái này server. Trình cầu đàn, quần chủ tống thư hàng kéo vào che đậy liệt biểu. Ninh che đậy hảo hữu server. Trình cầu đàn, quần chủ tống thư hàng thành công. Nên hảo hữu đem bị che đậy 7 ngày, trong 7 ngày ngài sẽ không thu được hắn PM, giọng nói, trò chuyện, ngài tại cùng chỗ hắn tại cùng một cái hảo hữu quần lúc, cũng đem tự động che đậy hắn phát biểu. Tán A, cái gì đều có thể bán đại lão đắc y nói. Chức năng này quả thực thật quá bổng. Mà lại, đây vẫn chỉ là một cấp VIP quyền hạn, tương lai nói không chừng cấp VIP có thể che đậy hảo hữu càng lâu thời gian, nói không chừng có thể dòng dã che đậy một tháng. Cho nên, chờ một tháng VIP dùng thử kết thúc về sau, ta muốn tục phí sao? Tục phí, không phải tương đương với là hướng bá tống giao tiền. Cái kia không phải tương đương với là hướng bá tống giao phí bảo hộ. Không ổn. Loại hành vi này không ổn, có sai lầm tôn nghiêm. Không bằng, hắn đem cái gì hàng đều có thể thiến tiên tử cho thế chân A. Đang lúc cái gì đều có thể bán đại lão suy tư vấn đề này lúc. Hư không bên trong, thân là server bá tống, đạt được một đầu thời gian thực phản hồi. Có VIP hộ khách đem hắn cho che giấu. Tống thư hàng. Thân là tu chân nói chuyện phiếm công năng vật dẫn, thân là server bản thân, đủ loại tin tức sẽ trước thông qua mọc ra mắt tinh cầu đại lão hộ khách đoan server tính toán một lần, sau đó đem đơn giản hóa sau số lượng phản hồi cho tống thư hàng. Ai vậy, vừa lên đến liền che đậy ta 7 ngày. Tống thư hàng nghi hoặc điều ra hậu trường số liệu. Sau đó, hắn liền thấy được số liệu biểu hiện bên trong đem hắn che đậy sổ đen một. Bạn tốt của ta cái gì đều có thể bán. Đại lão thật sự là đâm tâm, Tống thư hàng nói. Không nghĩ tới song phương đều hợp tác nhiều lần như vậy, cái gì đều có thể bán đại lão vẫn là phòng bị hắn. Bị VIP công năng che đậy về sau, ta cái này 7 ngày liền đều không thể cùng cái gì đều có thể bán tiền bối câu thông. Dạng này ta còn thế nào cùng hắn nói chuyện làm ăn a? Tống thư hàng vuốt vuốt mi tâm. Vừa rồi nhìn thấy ngẫu nhiên thu phí nghe trường sinh giả giảng pháp tuyển hạng lúc,
Tống Thư Hàng trừ nhớ tới trên người mình trúng trường sinh giả đại lão vật trang sức bên ngoài, lập tức liền nghĩ tới cái gì đều có thể bán đại lão. Hắn vốn còn muốn mời cái gì đều có thể bán đại lão tiến vào chiếm giữ tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan giảng pháp kênh, nếu có hứng thú, cái gì đều có thể bán đại lão liền có thể dành thời gian bán một đợt trường sinh giả giảng pháp. Dù sao chư thiên vạn giới bên trong, trừ Tống Thư Hàng cái này một thân vật trang sức bên ngoài, cũng chỉ có cái gì đều có thể bán đại lão, mới có cơ hội bị linh thạch loại này tục vật đả động, ra bán thân giảng pháp. Nếu như đại lão nguyện ý, Tống Thư Hàng còn chuẩn bị đem phí thủ tục cũng cho miễn thuật, đại lão trường sinh giả giảng pháp bán đi nhiều ít linh thạch, đều về đại lão tất cả. Chức năng mới mở ra, danh khí phi thường trọng yếu, trường sinh giả giảng pháp có thể trở thành một khối biển chữ vàng. Kết quả, hắn còn chưa kịp tới cùng cái gì đều có thể bán đại lão nói chuyện làm ăn, đối phương liền đem hắn bình phong mất. Không có cách, cái kia chỉ có lợi dụng server nhắc nhở công năng, cùng cái gì đều có thể bán đại lão tiến hành trao đổi. Tống Thư Hàng thở dài. Trong lúc suy tư, chư thiên vạn giới toàn bộ server thông cáo hình thức kết thúc, Tống Thư Hàng thân ảnh tiêu tán. Lần này tán tài nghi thức đạt được thành công lớn. Vạn giới những người tu luyện, đều đắm chìm trong nghiên cứu VIP công năng bên trong, đi nếm thử cái này đến cái khác tươi mới công năng. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đối bá Tống lần này tán tài nghi thức phi thường hài lòng. Tán tài nghi thức phạm vi càng rộng, lực ảnh hưởng càng lớn, tam nhãn thiếu niên tiền bối liền có thể thu được càng nhiều phản hồi. Đây là từ tiếp xúc đến hiện tại, tam nhãn thiếu niên tiền bối lần thứ nhất cảm thấy Tống Thư Hàng tiểu hữu là khả ái như thế. Một bên khác, cái gì đều có thể bán đại lão cũng tại tiện tay lật qua lại tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan công năng. Cơ hội buôn bán, hắn từ bên trong này thấy được rất nhiều ẩn tàng cơ hội buôn bán. Có lẽ, ta có thể để cái gì hàng đều có tiên tử bắt lấy trong này cơ hội buôn bán. Đại lão xoa cằm suy tư. Đang lúc hắn trầm mê vô hạn cơ hội buôn bán, không thể tự kiềm chế lúc, đột nhiên có một đầu hệ thống tin tức đạn hiện. Hệ thống tin tức hệ thống tinh linh cấn tay tiểu tùng thử, tôn kính cấp VIP cái gì đều có thể bán hội viên, ngài tốt, xin hỏi ngài hiện tại có thời gian không? Có thể hay không dành thời gian cùng chúng ta nói chuyện làm ăn. Cái gì đều có thể bán đại lão. Cấn tay tiểu tùng thử. Cái này tựa hồ đích thật là tu chân nói chuyện phiếm hệ thống tinh linh. Nhưng là cái này nói chuyện phiếm ngữ khí. Bá Tống, cái gì đều có thể bán đại lão trả lời. Hệ thống tin tức in dấu tay tiểu tùng thử, ngọa thảo, cái gì cũng có bán tiền bối người cái này đều có thể nhận ra ta đến. Ta đều cố ý dùng cơ giới hóa ngữ khí cùng ngươi tán gẫu a. Cái gì đều có thể bán đại lão. Mẹ nó, thật sự là bá Tống. Ta cũng là ngây thơ, biết rõ bá Tống chính là tu chân nói chuyện phiếm công năng chủ server, lại còn sẽ tin tưởng cấp VIP có thể che đậy bá Tống chuyện ma quỷ. Quy tắc đều người ta định, tại địa bàn của người ta, người lấy cái gì cùng người ta đánh. Cái gì đều có thể bán đại lão ngẩng đầu vọng thiên, không muốn nói chuyện. Trên thực tế, đang xuất thủ lợi dụng VIP đặc quyền che đậy bá Tống 7 ngày lúc, cái gì đều có thể bán đại lão trong lòng liền đã mơ hồ đoán đến khả năng này. Chính vì vậy, khi Tống Thư Hàng vừa sử dụng cấn tay tiểu tùng thử cái hệ thống này tiểu tinh linh liên hệ hắn lúc, hắn mới có thể lập tức đoán ra bá Tống chân thực thân phận. Chỉ là, có thời gian mọi người biết rất rõ ràng một việc kết quả cùng cuối cùng khả năng, nhưng nội tâm cuối cùng sẽ ôm một loại nào đó đối với mình có lợi thần kỳ may mắn tâm lý. Chính là tại may mắn tâm lý tác dụng dưới, cái gì đều có thể bán đại lão mới có thể vận dụng đặc quyền đi nếm thử che đậy bá Tống vạn nhất thành công đâu. Đúng không? Dù là hy vọng rất xa vời, nhưng dù sao không cần tiền a, vì cái gì không thử một lần. Hệ thống tin tức cấn tay tiểu tùng thử, xem ra, cái gì đều có thể bán tiền bối ngươi đối ta hiểu rõ vô cùng a. Ta như vậy ngụy trang đều không thể gạt được ngươi, quả nhiên. Hai chúng ta có trở thành hảo hữu chí giao tiềm lực. Mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm, cái gì đều có thể bán đại lão cao lãnh hồi phục. Hệ thống tin tức cấn tay tiểu tùng thử, tiền bối, ta nói thế nào cũng là cái bát phẩm huyền thánh, đã sớm tích cốc. Mà lại, mẹ ta bây giờ tại nho gia thế giới bên trong hảo hảo ở lại, không có việc gì cũng sẽ không gọi ta về nhà ăn cơm. Cái gì đều có thể bán đại lão. Ở xa tu chân nói chuyện phiếm giao diện một chỗ khác Tống Thư Hàng mỉm cười muốn để ta lăn, nào có dễ dàng như vậy. Có mấy lời, chỉ cần không rõ nói rõ ràng, vậy ta giả ngu liền có thể hồ lộng qua.
cái gì đều có thể bán đại lão đối với hắn vô cùng hiểu rõ, hắn đối cái gì đều có thể bán đại lão tính cách, đồng dạng có nhất định kiến giải. Hệ thống tin tức cấn tay tiểu tùng thử, cái gì đều có thể bán tiền bối, chúng ta nói trắng ra đi. Ta chỗ này có hảo sinh ý, nghĩ hợp tác với ngươi. Lại nói, chúng ta thông qua hệ thống tin tức giao lưu phương thức rất phiền phức, không bằng ta vận dụng hậu trường quyền hạn, đem ngài một cấp VIP che đậy hảo hữu 7 ngày công năng giải trừ. Để chúng ta hảo hảo nâng cốc dạ đàm. Lăn lần này, cái gì đều có thể bán đại lão nhịn không được, trực tiếp bày ra trên mặt bàn nói rõ. Ngươi thông qua hệ thống tin tức đến cách ứng ta vậy thì thôi. Bây giờ lại còn muốn dùng máy chủ đặc quyền giải khai ta VIP công năng. Ngươi đây là đánh mặt trái của ta, còn muốn đem ta lật qua đánh ta má phải. Mơ tưởng. Cho dù là hệ thống tin tức giao lưu phương thức lại phiền phức, ta cũng cự tuyệt giải trừ che đậy hảo hữu 7 ngày công năng. Cấn tay tiểu tùng thử, tiền bối ngươi thật đúng là khó chịu. Vậy chúng ta nói một chút hợp tác sự tình đi, tiền bối ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Ta tu chân nói chuyện phiếm công năng, đã mở ra giảng pháp kênh công năng. Cái gì đều có thể bán tiền bối người có hứng thú hay không ngẫu nhiên tới này cái giảng pháp kênh khu mở chú đứng giảng pháp tư cách. Làm cái thứ nhất chú đứng trường sinh giả đại lão, ta có thể cho người ưu đãi. Người mỗi lần giảng pháp thu hoạch linh thạch, chúng ta không thu một điểm thủ tục phí. Có hứng thú hay không bán một bán trường sinh giả giảng pháp hạng mục này. Cái gì đều có thể bán đại lão nghe được Tống Thư Hàng đề nghị về sau, sắc mặt hơi động một chút hắn tâm động. Dù sao, lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn thấy Tống Thư Hàng cái này tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan siêu cường tiềm lực. Người sử dụng chính là tiền tài, có đầy đủ số lượng người sử dụng liền có được tất cả. Nếu như chư thiên vạn giới những người tu luyện, người người đều đối tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan sinh ra ỷ lại, quen thuộc hắn tồn tại. Cái kia bá Tống chẳng khác nào nắm giữ một tòa vô hạn linh thạch khoáng. Cái gì đều có thể bán đại lão trước đó còn đang suy nghĩ, muốn hay không cổ động đệ tử của mình, tiến vào chiếm giữ bá Tống tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, tốt lợi dụng cái này bình đài, kiếm một món tiền. Kết quả hiện tại, người ta bá Tống chủ động đem cơ hội hợp tác đưa đến trước mặt hắn. Mặc dù chỉ là mở ra chú đứng giảng pháp hợp tác, nhưng vạn sự đều phải có một cái mở đầu. Một khi chú đứng giảng pháp hợp tác vui vẻ, vậy sau này hắn cùng bá Tống cái khác hợp tác, cũng có thể thuận lý thành chương mở ra. Đối mặt cái này hấp dẫn cực lớn, cái gì đều có thể bán đại lão không thể không tâm động. Chư thiên vạn giới, muốn dùng linh thạch đổi trường sinh giả Tiếu Dung, cũng chỉ có tại cái gì đều có thể bán đại lão nơi này có thể mua được. Vì cái gì không phải Bạch Đạo Hữu a, nếu như có được cái này tu chân nói chuyện phiếm công năng chính là Bạch Đạo Hữu. Vậy ta liền có thể trực tiếp mở miệng đáp ứng tiến vào chiếm giữ, đồng thời hợp tác vui vẻ. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là bá Tống? Cái gì đều có thể bán đại lão nói khẽ. Cấn tay tiểu tùng thử, ách, nếu như ngươi muốn bạch tiền bối mời ngươi, cũng không thành vấn đề. Ta chỗ này có thật nhiều khoản bạch tiền bối, ngươi muốn cái nào khoản bạch tiền bối tới mời ngươi? Cái gì đều có thể bán đại lão? Cấn tay tiểu tùng thử, thế nào, tiền bối? Cân nhắc thế nào? Cái gì đều có thể bán đại lão thở dài. Một bên là chán ghét bá Tống, bị hắn xếp vào cấp 5 sao sổ đen đại hắc hộ. Một bên là vô hạn tiềm lực cơ hội buôn bán, một khi nắm giữ cái này cơ hội buôn bán, liền có thể để sự nghiệp của hắn nâng cao một bước. Cái gì đều có thể bán tiền bối nội tâm, đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Hắn ý nghĩ, không ngừng tại đồng ý cùng không đồng ý ở giữa bồi hồi. Cấn tay tiểu tùng thử. Nếu không, tiền bối ngươi thay cái mạch suy nghĩ. Đổi thành ta dùng nhiều tiền đến mua ngươi trường sinh giả giảng pháp trực tiếp thế nào? Đưa tiền tới cửa giao dịch, ngươi nghĩ như vậy có thể hay không có thể tiếp nhận một chút? Cái gì đều có thể bán đại lão nghe vậy, thử chuyển đổi mạch suy nghĩ. Quả nhiên tựa hồ có thể tiếp nhận một chút. Dù sao lại thế nào kéo đen bá Tống, nhưng sinh ý là vô tội, linh thạch là vô tội, kéo đen bá Tống cũng không ảnh hưởng hắn kiếm tiền a. Sư phụ, người đang làm gì? Trong lúc đang suy tư, cái gì hàng đều có tiên tử thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Có người muốn mua ta trường sinh giả giảng pháp. Cái gì đều có thể bán đại lão trả lời. Cái gì hàng đều có tiên tử nghi ngờ nói, nhìn ngươi một mặt xoắn suýt bộ dáng, ngươi không bán sao? Vậy không bằng ta ra bán a, ngươi đem trường sinh giả giảng pháp bản thảo cho ta, ta đi lên giảng. Sự thành về sau, linh thạch chúng ta 7,3. Ta 7 ngươi 3.
cái gì đều có thể bán đại lão. Gần nhất nhà ta đáng yêu đệ tử, nghiệp vụ năng lực càng ngày càng thành thục. Cái này rõ ràng là ngay tại chỗ lên giá, rơi xuống đất trả tiền sáo lộ. 64, ta 64, cái gì đều có thể bán đại lão thở dài, mặc dù khám phá đệ tử sáo lộ, nhưng bởi vì cưng chiều tâm lý, hắn vẫn là cho đệ tử trở về cái giá quen biết. Cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử cười nói, thành giao a, động động mồm mép liền có thể kiếm bốn thành, ta mâu gạch dưới men gạch dưới tây a. Cấn tay tiểu tùng thử, đi, vậy ta trực tiếp tìm cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử hàn huyên. Cùng tiền bối ngươi ở giữa nói chuyện phiếm, còn phải dựa vào hệ thống tin tức, thao tác quá phiền toái. Cái gì đều có thể bán đại lão. Đột nhiên có loại mê chi bị ném bỏ ảo giác. Luôn cảm giác bá tống vứt bỏ hắn cũng quá dứt khoát. Cũng sẽ không tiếp tục giữ lại tranh thủ một chút. Cái này khiến cái gì đều có thể bán đại lão trong lúc vô hình cảm giác được chính mình tựa hồ điệu giới. Mấy hơi sau, bên cạnh cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử mặt mỉm cười, nói, được a, cái kia bá tống đạo hữu chúng ta ký kết hợp đồng đi. Tại dăm ba câu âm, nàng liền cùng tống thư hàng đạt thành hiệp nghị. Từ nàng thay thế sư phụ vào ở bá tống giảng pháp kênh trở thành cái thứ nhất chú đứng giảng pháp. Nàng trừ ngẫu nhiên từ sư phụ nơi đó tiến trường sinh giả giảng pháp bản thảo bên ngoài, chính mình còn có thể gánh chịu kiếp tiên giảng pháp hạng mục. Hợp tác vui vẻ, Tống Thư Hàng trả lời. Cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử mỉm cười, hợp tác vui vẻ. Toàn bộ quá trình, tiến triển chi lưu loát, mau lẹ đến ngạt thở. Cái gì đều có thể bán đại lão thậm chí cũng hoài nghi, chính mình thân yêu đồ đệ có phải là đã sớm liên hợp bá tống. Muốn từ trong tay hắn hố trường sinh giả giảng pháp bản thảo. Một bên khác, tại Tống Thư Hàng cùng cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử ký xong Long Lạc nữ sĩ đã sớm chuẩn bị xong hợp đồng về sau, Long Lạc nữ sĩ chính thức đem giảng pháp kênh dùng thử bản công năng mở ra. Tại chư thiên vạn giới download tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan người tu luyện chờ đợi bên trong, nguyên bản biểu hiện đợi mở ra giảng pháp kênh khu vực chậm rãi giải phong. Long Lạc nữ sĩ, nhắc nhở. Mở ra giảng pháp kênh quá trình, phải chăng rút ra bá tống đạo hữu bản thể pháp tắc ủng hộ. Ta pháp tắc ủng hộ, trên người ta có cái gì pháp tắc, có thể ủng hộ giảng pháp kênh. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Ngụy bất hủ pháp tắc tin tức, huyền thánh giảng pháp quy tắc mảnh vỡ, huyền thánh giảng pháp không gian khối đất. Long Lạc nữ sĩ nhắc nhở nói. Tại bá tống trên thân, trừ vạn năng ngụy bất hủ pháp tắc bên ngoài, còn có một chút xíu huyền thánh giảng pháp quy tắc tin tức. Kia là Tống Thư Hàng tại ngưng tụ bá diệt thánh hào, thiên đạo sụp đổ giảng pháp khâu bên trong, hắn ý thức vô hạn tăng lên, tiếp xúc đến một chút xíu huyền thánh giảng pháp quy tắc tin tức. Cái kia một lần, là phi thường đặc thù ngoại lệ kinh lịch. Là thiên địa pháp tắc cưỡng ép can thiệp Tống Thư Hàng ngưng tụ thánh ấn quá trình, đem hắn thánh hào đổi thành bá diệt sau đền bù. Mượn cái kia một lần linh hồn thăng hoa, Tống Thư Hàng ý thức vô hạn lên cao. Cuối cùng tiếp xúc đến một chút xíu không thuộc về phàm nhân có thể tiếp xúc đến huyền thánh giảng pháp tin tức. Đáng tiếc, lúc ấy hắn ý thức cùng huyền thánh giảng pháp quy tắc vừa chạm vào tức cách, hắn chỉ lĩnh ngộ được chút điểm quy tắc tin tức, liền ra lông cũng không bằng. Ta cái kia chút điểm huyền thánh giảng pháp quy tắc tin tức, có thể phát huy được tác dụng. Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Có ta ở đây, Long Lạc nữ sĩ tự tin trả lời đừng quên, nàng hắc long thế giới mặc dù tiểu nhân đáng thương. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Hắc long thế giới, đồng dạng có cùng loại hiển thánh quy tắc. Hai thế giới quy tắc có chỗ khác biệt, nhưng Long Lạc nữ sĩ có thể dựa vào Tống Thư Hàng cái kia chút điểm huyền thánh giảng pháp quy tắc đến tiến hành đối ứng, đối với nó tiến hành trình độ nhất định bổ túc. Có cái này chút điểm huyền thánh giảng pháp quy tắc tin tức cộng Long Lạc nữ sĩ bổ túc, đối tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan giảng pháp kênh, là mạnh hữu lực ủng hộ. Được. Cái kia béo cầu nữ sĩ ngươi cứ việc rút ra, ta cho ngươi mở ủy quyền hạn. Tống Thư Hàng trả lời. Về phần cái kia một khối huyền thánh giảng pháp không gian khối đất, bây giờ đã biến thành Tống Thư Hàng cửu tu chi mộ dưới mặt đất 100 tầng đại mộ địa bình tuyến. Cái kia khối đất, là thuộc về huyền thánh giảng pháp bình đài một bộ phận. Về sau bị trực tiếp cắt chém ra, đưa vào đến hiện thế. Liên quan tới khối kia huyền thánh giảng pháp không gian khối đất. Bây giờ đã thành ta đại mộ một bộ phận, chỉ sợ không cách nào cắt chém ra. Tống Thư Hàng đối Long Lạc nữ sĩ nói bổ sung. Vật dẫn, chúng ta có thể đem giảng pháp kênh server bắc đến người bất hủ chi mộ bên trên, trở thành một cái chuyên môn phân server. Dạng này,
cũng có thể giảm bớt mọc ra mắt tinh cầu server áp lực. Long Lạc nữ sĩ bình tĩnh trả lời. Cửu tu chi mộ cấu tạo tham khảo đạo khí cửu tu phượng hoàng đao bản vẽ cộng bất hủ giả thiết kế bất hủ chi mộ kiến tạo kết cấu, tiềm lực vô hạn, đủ để gánh vác lên phân server lưu lượng. Mà lại, Long Lạc nữ sĩ có được phi thường xa xưa chiến lược ánh mắt. Không chỉ có là giảng pháp kênh, tương lai liên quan tới tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan thăng cấp khai thác các loại chức năng mới, nếu như điều kiện cho phép, nàng đều muốn một lần nữa cơ cấu một cái phân server. Tống Thư Hàng bây giờ trở thành giới chủ, có được một cái hoàn chỉnh thế giới vị diện, có càng nhiều thao tác không gian. Tương lai, Tống Thư Hàng bá giới bên trong, mỗi khỏa hành tinh, mỗi một khỏa hành tinh, đều có thể trở thành tu chân nói chuyện phiếm cái nào đó công năng phân server vật dẫn. Long Lạc nữ sĩ đã sớm tại tính toán tỉ mỉ. Được, cái kia đến lúc đó ta đem cửu tu chi mộ rời vào đến ta bá giới bên trong đi. Tống Thư Hàng gật đầu nói, ta cho ngươi mở quyền hạn. Để ngươi có thể điều động bất hủ chi mộ. 5 phút bên trong, giải quyết. Long Lạc nữ sĩ tự tin hồi phục Tống Thư Hàng nói hôm nay nàng tâm tình rất không tệ, có thể là bởi vì chính diện đối một đợt Hà Chỉ Ma Đế nguyên nhân. Nàng hiện tại duy nhất niềm vui thú, chính là rời giường, thăng cấp tu chân nói chuyện phiếm công năng, đối Hà Chỉ. 4:50 giây sau. Vạn chúng chú mục bên trong, tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan giảng pháp kênh chính thức mở ra. Đại lượng trông mong mà đối đãi người tu luyện, không kịp chờ đợi tiến vào chức năng này khu vực. Khi bọn hắn ý thức dung nhập vào giảng pháp kênh khu vực lúc, đột nhiên lòng có cảm giác. Loại cảm giác này, không sai được, là huyền thánh giảng pháp lúc cảm giác. Có giác quan mẫn duệ đạo hữu kinh ngạc nói. Dù sao mấy tháng nay, chư thiên vạn giới người tu luyện không ngừng tiếp nhận các vị huyền thánh giảng pháp tẩy lễ, đối chủ huyền thánh giảng pháp trạng thái phi thường mẫn duệ. Bá Tống giảng pháp kinh, vậy mà cho người ta một loại huyền thánh giảng pháp thể nghiệm cảm giác. Ta cảm giác tựa như là có huyền thánh muốn bắt đầu chứng đạo, cũng điểm muốn ngẩng đầu vọng thiên. Từ trên lý luận tới nói, bá Tống giảng pháp kinh cùng huyền thánh giảng pháp hoàn toàn chính xác có chút tiếp cận. Tỷ như thụ chúng, đều là chư thiên vạn giới người tu luyện. Quy mô đồng dạng to lớn vô cùng. Sẽ có công đức chi lực hội tụ sao? Lúc này, có người đưa ra vấn đề mấu chốt. Bá Tống giảng pháp kinh đã có thể cho người một loại huyền thánh giảng pháp cảm giác, vậy nếu như có người thông qua cái này bình đài, hướng về chư thiên vạn giới những người tu luyện hoàn thành giảng pháp về sau, sẽ giống huyền thánh giảng pháp đồng dạng, nhận lấy đại lượng công đức sao? Sẽ có hay không có công đức chi lực hội tụ không xác định, nhưng là có thể khẳng định, cái này giảng pháp kinh giảng pháp, tuyệt đối sẽ là vạn chúng chú mục khâu. Đặc biệt là cái thứ nhất nếm thử giảng pháp thành viên. Nhất định sẽ bị chư thiên vạn giới đạo hữu nhớ kỹ. Trước mắt, còn không có đại lão tại cái này giảng pháp kênh lên đài. Cho nên, một khi có người khai đàn giảng pháp, tuyệt đối khả năng hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Tương lai, một cái giảng pháp kênh bên trong, có thể sẽ có rất nhiều vị đại lão đồng thời giảng pháp, phân lưu đi đại lượng người xem. Như vậy, ai sẽ trở thành cái thứ nhất làm liều đầu tiên người? Những người tu luyện cũng bắt đầu mong đợi. Một bên khác, có đỉnh tiêm kiếp tiên cùng trường sinh giả, khi tiến vào đến cái này giảng pháp kênh về sau, không khỏi sững sờ. Phổ thông người tu luyện ánh mắt có hạn, tư duy có hạn, nhìn không có sâu như vậy xa. Nhưng là, đỉnh tiêm kiếp tiên cùng trường sinh giả lại nhìn càng xa, nghĩ thấu triệt hơn. Bá Tống cái này giảng pháp kênh, rõ ràng là lấy phàm nhân chi thân, hành xử thiên đạo quyền hành. Tại lấy phàm nhân chi thân ngưng tụ ra cửu u chúa tể bán thân sau. Bá Tống rốt cục đem ma chảo, đưa về phía cấm kỵ thiên đạo quyền hạn khu vực. Suy nghĩ tỉ mỉ Bá Tống từ lần lượt huyền thánh giảng pháp nghiệm chứng tự thân đại đạo bắt đầu, đến hắn đến tiếp sau một hệ liệt hành động, có thể phát hiện hắn mỗi một bước hành động, đều là thận trọng từng bước. Lúc trước, trên hỏa tinh Bá Tống cỗ kia phân thân khiêu chiến chư thiên vạn giới cường giả lúc, liền có không ít người nhìn ra Bá Tống cỗ này phân thân có cửu u hương vị. Mà bây giờ... Bá Tống cửu u chúa tể phân thân rốt cục hiện ra ở chư thiên vạn giới trước mặt. Lại thêm hắn hiện tại, lấy tu sĩ chi thân đi thiên đạo quyền hành. Bá Tống cái này sẽ không là khác loại chứng đạo pháp A. Một cái ý niệm như vậy, xuất hiện tại không ít trường sinh giả trong đầu, vùng đi không được. Từ Bá Tống một hệ liệt hành vi đến xem, hắn tựa hồ là muốn tại chứng đạo bất hủ trước đó, trước hết thẩm thấu các loại thiên đạo quyền hành. Thiên đạo có các loại năng lực ta đều muốn,
nhưng thiên đạo trách nhiệm ta lại không muốn gánh chịu. Bá Tống cho đám người mang tới cảm giác đại khái chính là như vậy. Loại chuyện này, thật có thể làm được sao? Có trường sinh giả nghi ngờ nói. Nếu như là Bá Tống, nói không chừng thật có thể làm đến bước này. Dù sao, Bá Tống đã một lần lại một lần phá vỡ chúng ta nhận biết. Trước lúc này, chúng ta ai sẽ nghĩ đến, phàm nhân chi thân có thể thống trị cửu u, ngưng tụ ra cửu u thân thể chúa tể. Tại Bá Tống trước đó, ai sẽ nghĩ đến phàm nhân có thể làm thiên đạo quyền hành. Luôn cảm giác, tại Bá Tống trước mặt, tất cả đều có thể. Vị này trường sinh giả quả thực là một vị bá suy, điên cuồng thổi bạo Bá Tống. Trong hư không, mấy vị này trường sinh giả cùng đã bước ra tự thân đại đạo hình thức ban đầu kiếp tiên thần thức, vượt qua nhiều cái vị diện, trao đổi lẫn nhau. Bởi vì Bá Tống cho chư thiên vạn giới mang đến lần lượt rung động, mấy vị này chú ý Bá Tống trường sinh giả nhóm, bất chi bất giác hội tụ thành một đám. Mặc dù bọn hắn lẫn nhau đều chưa thấy qua đối phương, nhưng mỗi khi Bá Tống làm ra đại tân văn lúc, thần trí của bọn hắn liền sẽ hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó âm thầm giao lưu. Lại nói, chúng ta dạng này giao lưu hơi mệt, mỗi lần đều muốn vượt mấy cái vị diện giao lưu, vô cùng phiền phức. Đang khi nói chuyện, đột nhiên có đại lão lên tiếng nói. Nếu không, chúng ta tại Bá Tống tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan xây cái quần, chúng ta tại quần bên trong giao lưu. Lập tức, liền có một vị đại lão đưa ra phi thường có thể được ý kiến. Nhưng là, cái kia tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, sẽ có hay không có cái gì hạn chế? Tỷ như giống viễn cổ thiên đình đồng dạng, sẽ trói buộc chặt trường sinh giả tự thân đạo, khiến trường sinh giả không cách nào thoát thân. Có đại lão cảnh giác nói, cái này tựa hồ là vị giải viễn cổ thiên đình đại đạo đại lão. Điểm ấy ta thử qua, ta chuyên môn chế tạo ra một cái có thể cùng bản thể cắt ra liên hệ phân thân, để hắn download một cái tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, cũng download tiến hành nghiên cứu. Tại nghiên cứu của ta bên trong, cái này hộ khách đoan cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế vấn đề. Mà lại cho dù có vấn đề, cũng có thể tùy thời xóa bỏ cái này hộ khách đoan, cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Lại có một vị trường sinh giả đại lão lên tiếng nói, mà lại, ta nghĩ không chỉ là ta, các vị đang ngồi hẳn là đều nghiên cứu qua cái này tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan đi, đều là Bá Tống mân mê ra đồ vật, ta cũng không tin mọi người sẽ không hiếu kỳ. Hoàn toàn chính xác, vị đạo hữu này nói không có vạch, ta cũng trong bóng tối khảo nghiệm qua Bá Tống hộ khách đoan, trước mắt hoàn toàn chính xác không có phát hiện vấn đề. Ta cũng vậy, mà lại thừa dịp hiện tại Bá Tống gửi đi một tháng VIP công năng, chúng ta có thể thừa cơ xây cái quần, mọi người tốt lẫn nhau giao lưu. Nếu không, qua một tháng này về sau, nghĩ xây lại quần liền không dễ dàng. Lại có trường sinh giả lên tiếng nói. Sau đó, tại vị kia lợi dụng phân thân nghiên cứu qua tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan đại lão lửa cháy thêm dầu phía dưới, mấy vị này trường sinh giả đại lão cùng ngưng tụ ra tự thân đại đạo hình thức ban đầu kiếp tiên nhóm, cuối cùng đồng ý thành lập một cái quần tổ. Quần tên nghiên cứu Bá Tống giao lưu quần. Quần chủ, Hắc Bạch Long Nữ Hòa Trình Tiên Tử, chính là vị này Hòa Trình Tiên Tử đề nghị thành lập quần tổ, cho nên tự nhiên do nàng phụ trách xây quần. Nhân viên quản lý, cổ giới chi chủ Nguyệt Bán Nữ Sĩ. Sau đó còn có còn lại mấy vị nhân viên quản lý, đều là phi thường cường đại trường sinh giả. Có Nguyên Sơ Ma Nữ, nàng là chư thiên vạn giới vị thứ nhất ma nữ, là ma nữ thể hệ thủy tổ. Có Ngự Thú Huyền Giả, hắn là triệu hoán sư hệ thống tu luyện người sáng lập, nhưng hắn cũng không phải là lấy triệu hoán nhập trường sinh đại đạo, hắn trường sinh đại đạo phi thường thần bí, đến nay không muốn người biết. Sau đó quần bên trong quần viên, từng cái đều là đỉnh tiêm tồn tại. Tỷ như một vị nào đó kim cương tự đại sư, nó uy danh truyền xa, nhục thân chiến lực siêu phàm, khiến mấy cái vị diện tà ma ngoại đạo run rẩy. Lại tỷ như Thánh Liêm Thiên Vương, vị này chính là viễn cổ thiên đình người sống sót, nghe nói tại thiên đình hủy diệt về sau, lại lấy được mới cơ duyên, đã ngưng tụ ra chính mình con đường trường sinh hình thức ban đầu, lúc nào cũng có thể bước vào trường sinh giả hàng ngũ. Còn có một vị không có lộ ra tên thật, biệt danh là nhà ta có một đôi cẩu đản đại lão, hắn mặc dù không có lộ ra thân phận chân thật, nhưng ở trước đó trường sinh giả thần thức vượt vị diện giao lưu bên trong, tất cả mọi người mơ hồ có thể cảm giác ra vị này cường đại, không có gì sánh kịp cường đại. Những thứ này quần viên sở dĩ không có đi muốn nhân viên quản lý quyền hạn, là bởi vì mọi người cảnh giới bày ở cái kia, trừ bất hủ bên ngoài, cũng không thèm để ý cái gì hư danh. Cứ như vậy, một cái từ trường sinh giả đại lão,
bước ra chính mình đạo hình thức ban đầu đỉnh tiêm kiếp tiên tạo thành nghiên cứu bá tống giao lưu quần tại trình cầu đản, Long Lạc nữ sĩ, bị kéo tới diễn xong hoàng cầu đản cha, Kim Cương tự đại sư phối hợp xuống, thành lập. Chẳng khác gì là một nhóm đỉnh tiêm trường sinh giả, thành bá tống tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan người sử dụng. Cũng không thể xem thường những thứ này đỉnh tiêm người sử dụng, bọn hắn mỗi một vị tại chính mình vị diện có được không phải tầm thường lực ảnh hưởng. Mà lại bọn hắn bản thân liền chân quý nhất tài nguyên. Giải quyết, tạ ơn cầu đàn tiên tử phối hợp, Long Lạc nữ sĩ hướng trình cầu đàn tiên tử nói cảm tạ. Vì có thể để cho tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan có thể mau chóng phát triển, Long Lạc nữ sĩ vị này lập trình viên đều tự thân lên trận, thành lập tiểu hào, bồi trường sinh giả nhóm nói chuyện phiếm, bồi trường sinh giả vị thổi bạo bá tống. Mà trình cầu đàn tiên tử chính là Long Lạc nữ sĩ liên hệ đến trợ thủ, dù sao Long Lạc nữ sĩ quá bận rộn, nàng hiện tại bận đến ngay cả mình tuột tóc đều không có thời gian thu dọn. Có thời gian bận quá thời điểm, nàng liền cần trình cầu đàn tiên tử đến lên tiểu hào, dẫn đạo trường sinh giả quần thể ở giữa chủ đề. Mà trình cầu đàn tiên tử không phụ Long Lạc nữ sĩ nhờ vả, lần lượt dẫn dắt đến trường sinh giả nhóm chủ đề. Để trường sinh nhóm các đại lão trong lúc bất chi bất giác đối bá tống sinh ra rất nhiều mỹ diệu hiểu lầm. Bá tống lần gần đây nhất lần bị thổi bạo, tại trường sinh giả nhóm ở giữa lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, trừ bá tống tao thao tác không ngừng soát ra từng cái tin tức bên ngoài, phía sau màn mấy vị này bá suy thủy quân không thể bỏ qua công lao. Mà chuyện này, liền chính bá tống cũng không biết. Béo cầu nữ sĩ không cần cảm ơn, chúng ta cũng là thích thú. Tiếp xuống. Còn có hay không mục tiêu mới? Trình Lâm tiên tử hỏi. Tạm thời không có, ta cần thời gian đem cái này một nhóm trường sinh giả tài nguyên tiêu hóa, hợp lý đem bọn hắn lợi dụng. Long Lạc nữ sĩ đáp, nếu như cầu đàn tiên tử có rảnh rỗi, ngươi có thể tùy ý tìm một nhóm mục tiêu, ấn cái này hình thức tiến hành thao tác. Đi vậy ta lại đi tìm kiếm một nhóm kiếp tiên, nhìn xem có thể hay không lại thổi một đợt bá tống, xây cái đỉnh tiêm kiếp tiên bá tống giao lưu quần. Trình Lâm tiên tử trả lời. Đó có thể thấy được, gần nhất Trình Lâm tiên tử có bao nhiêu nhàn đến nàng đều nguyện ý không ràng buộc đi làm một cái thủy quân, thổi phồng bá tống. Mặt khác, béo cầu nữ sĩ, ta cảm giác nếu có thời điểm ngươi có thể xuất thủ biên một bản bá suy sổ tay, sau đó ta có thể mang người mới hảo hảo thổi phồng thư hàng, cho hắn tạo thế. Trình Lâm tiên tử lại bổ sung. Chờ thăng cấp xong lần này hộ khách đoan. Ta liền nhìn xem có thể hay không biên một vài thứ ra, dẫn đạo người sử dụng hứng thú. Long Lạc nữ sĩ tận tụy hấp thu Trình Lâm tiên tử đề nghị, đương nhiên, bá suy sổ tay loại vật này quá giới, nàng sẽ không đi làm. Lần này vì chủ yếu cũng là vì hấp dẫn cái này một nhóm đỉnh tiêm trường sinh giả cùng kiếp tiên, nàng mới có thể trở thành một vị lâm thời bá suy. Được rồi, vẫn là chính ta nhìn xem có thể hay không mân mê quyển sổ ra. Trình Lâm tiên tử đáp. Béo cầu nữ sĩ người quá bận rộn, vẫn là ta tự mình tới đi. Long Lạc nữ sĩ giản pháp trả lời. Nhìn thấy Long Lạc nữ sĩ lại tiến vào rất bận rộn công tác hình thức về sau, Trình Lâm tiên tử liền không lại quấy rầy, quay người chính mình đi bày ra chơi đùa phương án. Một bên khác, Cửu Châu nhất hào quần bên trong. Tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan. Một ngày này, thư hàng tiểu hữu rốt cục thành server. Bắc Hà tán nhân cảm thán nói. Kỳ thật, tại Tống Thư Hàng tiểu hữu thành lập Cửu Châu nhị hào quần, khai phát ra tu chân nói chuyện phiếm thiên phú ngày đó, Cửu Châu nhất hào quần bên trong các vị tiền bối, liền đoán được khả năng này. Quả nhiên, không có mấy tháng, Tống Thư Hàng liền đem chính mình biến thành chư thiên vạn giới server. Diệt Phượng công tử trả lời, trọng yếu là, hắn liền tại tuyến giảng pháp kênh đều mân mê ra a. Ta luôn cảm giác tại thời khắc này, hẳn là muốn một chút ai, nhưng lại nghĩ không ra. Diệt Phượng công tử kiểu nói này, ta cũng nhớ tới một người, mà lại ta mơ hồ hẳn là nhớ kỹ vị đạo hữu này cùng tại tuyến giảng pháp kênh lục phẩm chân quân một tháng miễn phí giảng pháp hoạt động sẽ có quan hệ. Lệ Chi tiên tử cau mày, gõ lên hồi phục. Hoàng Sơn tiền bối đâu? Nếu như là Hoàng Sơn tiền bối, có lẽ sẽ nhớ tới thứ gì? Diệt Phượng công tử hỏi. Đậu đậu, Hoàng Sơn đại ngốc cùng thư hàng một cái phân thân chạy tới sâu trong vũ trụ mạo hiểm. Tựa hồ là muốn móc một chút bảo vật trở về, cho các vị đạo hữu làm năm mới lễ vật. Dù sao, mấy ngày nữa liền qua Tết. Thật nhanh, nhân loại bình thường thế giới lại muốn trôi qua một năm sao. Tuyết Lang Động chủ chậm rãi nói. Thân là người tu luyện,
bọn hắn thời gian quan niệm cùng người bình thường có chỗ khác biệt. Thời gian một năm, đối với người bình thường đến nói có lẽ đã lâu, nhưng đối với người tu luyện đến nói, thời gian một năm thực tế không có ý nghĩa. Nhanh sao, ta cảm giác năm nay qua cũng không tính quá nhanh. Sa thần Đông Phương Lục Tiên Tử nói, có thể là năm nay phát sinh sự tình nhiều lắm, ta luôn cảm giác năm nay qua đặc biệt phong phú. Ta phải đi tìm Thư Hàng tiểu hữu. Minh Nguyệt bao lâu có trả lời. Tỷ như, tại năm nay, bá tống tiểu hữu chứng đạo huyền thánh, không còn là hàng lởm. Đông Phương Tĩnh Tuyết Tiên Tử hì hì cười nói. Hoàn toàn chính xác, năm nay là có Thư Hàng tiểu hữu cộng bạch tiền bối xuất quan, cho nên cảm giác qua đặc biệt phong phú. Thật sự là rất mâu thuẫn một năm, cảm giác thời gian vẫn là rất trước kia đồng dạng, qua rất nhanh, đảo mắt chính là một năm. Nhưng lại cảm giác thời gian trôi qua rất chậm, nhìn xem Thư Hàng tiểu hữu trưởng thành đến hiện tại, lại còn không có qua năm. Bắc Hà Tán Nhân tổng kết nói. Khó được bạch tiền bối lần này còn không có trở về bế trường quan, năm nay Cửu Châu nhất hào quần người cũng tương đối toàn. Không bằng năm nay hào hào tụ tụ, Lệ Chi tiên tử đề nghị. Khẳng định được tụ tụ, ta đã đang chờ mong Hoàng Sơn tiền bối sẽ cho chúng ta phát cái gì qua năm gói quà. Thất Sinh Phù phủ chủ nổi lên, vui vẻ cười nói. Thông Huyền đại sư, ngón tay cái biểu lộ. Dược sư, giọng nói tạp âm không biết dược sư đang làm gì, một mảnh tạp âm, mơ hồ tựa hồ còn có thể nghe được Giang Tử Yên thanh âm. Lại nói, Thư Hàng có phải hay không được cho mọi người phát hồng bao? Hắn hiện tại có thể là huyền thánh A, luôn không khả năng để chúng ta cho hắn phát hồng bao đúng không? Nào có qua năm, chúng ta một đám ngũ, lục phẩm, cho bát phẩm huyền thánh phát hồng bao. Đậu Đậu đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù Cửu Châu nhất hào quần cùng chính thức môn phái khác biệt, bên trong tiền bối, hậu bối quan hệ cũng không hoàn toàn lấy thực lực cảnh giới xếp đặt, nhân tình vị càng đậm. Tại Tống Thư Hàng trong lòng, quần bên trong tiền bối nhóm mãi mãi cũng là tiền bối, cho tới bây giờ sẽ cải biến. Nhưng là, Đậu Đậu nói cũng rất có đạo lý a, qua năm lúc, đám người bọn họ chẳng lẽ muốn cho Thư Hàng tiểu hữu phát hồng bao? Đồng quái tiên sư, ta rốt cục lại log in. Thư Hàng tiểu hữu cho mọi người phát hồng bao. Ha ha ha, đừng quá khó xử Thư Hàng tiểu hữu. Hắn khắc kim khắc lợi hại, trong tay tồn không có bao nhiêu linh thạch cùng bảo vật. Ép, cẩn thận hắn khai phát ra một cái tu chân nói chuyện phiếm tệ công năng ra, hàng năm cho mọi người phát 100 triệu tu chân nói chuyện phiếm tệ dùng để mạo xưng VIP hội viên. Đậu Đậu, nó chỉ cần não bổ bên dưới màn này, liền mặt chó tuyệt vọng. Chúng ta đến lúc đó, cho Thư Hàng đệ tử phát hồng bao đi. Bắc Hà Tán Nhân đưa ra một cái tương đối thỏa đáng phương án, lại cho Thư Hàng tiểu hữu phát hồng bao, hoàn toàn chính xác có điểm là lạ. Cho nên, đem phần này hồng bao đổi thành phát cho đệ tử của hắn, liền thỏa đáng. Vẫn là lão Bắc Hà đáng tin cậy, Diệt Phượng công tử điểm tán. Dừng trước Cửu Châu nhất hào quần bên trong không thể thiếu tồn tại Hoàng Sơn tiền bối, Bắc Hà Tán Nhân cùng Bạch tiền bối. Bạch tiền bối mặc dù có thời gian không đáng tin cậy, nhưng hắn có thể dùng đến chấn quần, là cái mạnh nhất linh vật. Mà tại Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu nhóm vui sướng thảo luận lúc sau Tết, một vị cư sĩ nhanh chóng liên hệ với Tống Thư Hàng. Thư Hàng, có hay không tại, người cái kia mỗi tháng một lần nghe lục phẩm chân quân miễn phí giảng pháp cơ hội, còn ở đó hay không? Tống Thư Hàng đột nhiên thu được đầu này nguyên lão công năng bản khối nội bộ thông đạo tin tức về sau, đầu tiên là hơi sững sờ. Cái này ai vậy, ta trước kia thêm qua hắn sao? Liên biệt danh cùng đạo hiệu đều không có tiêu ký. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động. Chờ chút, là hắn. Là 1000 vạn tiền điện thoại cư sĩ. Còn tốt, bởi vì khai phát ra tu chân nói chuyện phiếm công năng về sau, thân là chủ server hắn, có thể có được một chút đặc quyền, triệt tiêu một chút 1000 vạn tiền điện thoại cư sĩ hiệu quả đặc biệt. Thật sự là đáng sợ. Ta hiện tại nguyên thần cường độ có thể so với cửu phẩm kiếp tiên, thậm chí càng vượt qua, vậy mà đều không cách nào miễn dịch cư sĩ loại công pháp này hiệu quả. Tống Thư Hàng thầm thở dài một hơi. Sau đó, hắn hồi phục 1000 vạn tiền điện thoại cư sĩ nói, tiền bối, cái kia giảng pháp cơ hội vẫn còn ở đó. Bất quá, tiền bối ngài không phải đã tấn thăng thất phẩm tôn giả sao? Mơ hồ trong đó tựa hồ nhớ kỹ cư sĩ tấn thăng thất phẩm, nhưng nhớ không rõ ràng. Không sao, thất phẩm giảng lục phẩm giảng pháp, giảng càng có hiệu quả. Đem cơ hội này cho ta đi, thế nào? 1000 vạn tiền điện thoại cư sĩ lên tiếng nói,
nếu như có thể mà nói, năm 2020 mỗi tháng lục phẩm miễn phí giảng pháp ta đều bao hết. Làm báo đáp, ta có thể mang ngươi đến tổ truyền tu luyện bí cảnh đi một chuyến. Nếu như ngươi may mắn, có thể thu hoạch được suy yếu thiên kiếp hiệu quả bắp. À, ta nhớ được có phải là mang ngươi linh quỷ tiến vào cái kia bí cảnh. Làm sao nhớ không rõ? Tống Thư Hàng. Ngài mỗi tháng đều miễn phí cho ta giảng pháp, trả lại cho ta báo đáp. 1.000 vạn tiền điện thoại cư sĩ cái này nhất hệ, có thể kiên trì cho tới hôm nay, tuyệt đối là thiên địa tại thương hại. Báo đáp cái gì tiền bối cũng không cần, người ta ở giữa không cần khách khí như thế. Tiền bối ngươi muốn, tùy thời có thể đến giảng pháp, ta cầu còn không được. Tống Thư Hàng trả lời. Mặt khác, ta linh quỷ thiên tử, đi qua cư sĩ hệ bí cảnh. Ta làm sao nhớ không rõ rồi. Cư sĩ nhất hệ, sớm muộn muốn xong. Thế là, Tống Thư Hàng đáy lòng âm thầm tuyệt đi cư sĩ nhất hệ tổ truyền bí cảnh mạo hiểm suy nghĩ. Hắn cũng không muốn chính mình biến cùng 1.000 vạn tiền điện thoại cư sĩ đồng dạng, hóa thân vĩnh cửu trạng thái bị động tiểu trong suốt. Tiểu trong suốt trạng thái có thời gian phi thường hữu dụng. Tỷ như tại bị béo cầu đại lão di thuế khắp thế giới truy sát lúc, Tống Thư Hàng liền khát vọng có được cư sĩ tiểu trong suốt chi thân. Nhưng trừ cái đó ra, vĩnh cửu bị động tiểu trong suốt trạng thái, sẽ cho sinh hoạt mang đến phiền não to lớn. Tỷ như, làm người bị người thân sinh cha mẹ quên, tân sinh cha mẹ quyết định sinh hạ chính mình đứa bé thứ nhất lúc, tỷ như, còn có thể sẽ có bị chính mình người yêu giấu quên khủng bố khả năng. Nói đến, cũng không biết cư sĩ tiền bối có hay không nói qua yêu đương. Những ý niệm này tại Tống Thư Hàng trong đầu chợt lóe lên, hắn đối cư sĩ càng phát ra thương hại bắt đầu. Cư sĩ tiền bối đã đến cảnh giới này, chúng ta được thiện đãi hắn, thừa dịp chúng ta triệt để quên mất lúc trước hắn, chân quý hắn tồn tại ở chúng ta ký ức mỗi một khắc. Tiền bối, người bây giờ có lục phẩm giảng pháp bản thảo không? Nếu như mà có, chọn ngày không bằng đụng ngày, hiện tại liền lên tới nói cái pháp, hút hút nhân khí. Tống Thư Hàng đề nghị. Thừa dịp hiện tại chư thiên vạn giới những người tu luyện vừa mới download tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan không lâu, đồng thời lại nhận được hắn hào sảng đưa tặng VIP dùng thử quyền hạn, tại tuyến nhân số hẳn là đỉnh phong. Lúc này lập tức đẩy ra miễn phí lục phẩm giảng pháp công năng, có thể ngay lập tức hấp dẫn càng nhiều người sử dụng quan sát lại nói, linh thạch nạp tiền hệ thống còn không có giải quyết trước đó, cũng chỉ có miễn phí quan sát lục phẩm chân quân giảng pháp có thể bước đầu tiên mở ra. Cùng cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử ký kết kiếp tiên giảng pháp cùng trường sinh giả giảng pháp hợp đồng, cần chờ tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan thăng cấp về sau, mới có thể chính thức thượng tuyến. Hiện tại liền có thể đi lên giảng pháp, 1.000 vạn tiền điện thoại cư sĩ hỏi. Thư Hàng tiểu hữu thật nhiều lần thành đoàn giảng pháp, đều không mang hắn chơi nhưng lần này miễn phí lục phẩm giảng pháp thủ tú, nó quy tắc không thể so huyền thánh giảng pháp yếu bao nhiêu. Mà lại, bởi vì là chức năng này thủ tú. Lần thứ nhất, sẽ có phi thường đặc thù ý nghĩa. Thứ nhất cùng thứ hai, mọi người vĩnh viễn chỉ có thể ghi nhớ ý nghĩa đặc thù thứ nhất, mà thứ hai thường thường dễ dàng bị người xem nhẹ. Tống Thư Hàng trả lời, đương nhiên, chỉ cần ngươi có lục phẩm giảng pháp chuẩn bị, chúng ta tùy thời có thể bắt đầu. Cái kia không cần chờ, lục phẩm giảng pháp, ta chuẩn bị rất nhiều. Trên thực tế, mỗi một cảnh giới giảng pháp, ta đều có chuẩn bị. 1.000 vạn tiền điện thoại cư sĩ nói. Hắn là đang vì mình tương lai đệ tử chuẩn bị, đã từng hắn cũng muốn thu một người đệ tử, giống quần bên trong rất nhiều đạo hữu đồng dạng. Nhưng theo hắn tu vi cảnh giới tăng lên, tự thân tồn tại cảm càng ngày càng thấp về sau, thiện lương cư sĩ liền tạm thời đoạn mất thu đồ suy nghĩ mà lại, hắn cũng sợ dậy, đệ tử liền đem hắn quên đi. Hình ảnh kia, được nhiều đâm tâm. Thậm chí đồ đệ nếu như thiên phú cường đại. Nói không chừng luyện, hắn cũng sẽ đem đồ đệ quên mất. Đó chính là gấp đôi đâm tâm. Cho nên, đang tìm ra phương pháp phá giải trước, hắn không định tùy tiện thu đồ. Ta đã không kịp chờ đợi muốn lên đài giảng pháp, cái này rất có thể chính là ta nhân sinh chỉ có lóe sáng cơ hội. 1.000 vạn tiền điện thoại cư sĩ lộ ra chân thành tha thiết mỉm cười. Có thời gian, thất phẩm tôn giả vui vẻ, cũng là như thế đơn giản. Tiền bối kia, ta cho ngươi gửi đi hợp đồng, ngươi ký về sau, hậu trường liền sẽ cho ngươi mở khải giảng pháp kênh lục phẩm giảng pháp bình đài thông đạo. Đồng thời, ta đem thất phẩm tôn giả giảng pháp quyền hạn cũng cho ngươi mở ra. Chờ linh thạch nạp tiền công năng hoàn thiện về sau, trừ mỗi tháng một lần miễn phí lục phẩm giảng pháp bên ngoài,
thất phẩm tôn giả giảng pháp ngươi cũng có thể thử một chút. Tống Thư Hàng đau lòng cư sĩ, tận lực hiện ra chính mình ôn nhu một mặt. Phát ta đi, ta cái này ký. 1000 vạn tiền điện thoại cư sĩ nói lúc này, cho dù là văn tự bán mình, hắn khả năng đều sẽ không chút do dự ký. Tống Thư Hàng đem Long Lạc nữ sĩ đã sớm chuẩn bị xong hợp đồng, từ phía sau đài gửi đi cho cư sĩ. Cư sĩ chỉ là sơ lược đảo qua một lần hợp đồng, liền ký vào chính mình đại danh túy mục cư sĩ về sau, lại đem hợp đồng gửi đi trở về. Đối diện, Tống Thư Hàng thu được hợp đồng phản hồi về sau, nhíu mày. Mặc dù hắn quên đi cư sĩ đạo hiệu đến cùng là cái gì, nhưng luôn cảm giác không phải là cái này túy mục, hẳn là cùng cái này mục rất tương tự cái nào đó chữ, hoặc là nào đó hai chữ. Cư sĩ, người ký tên không sai sao? Tống Thư Hàng thử thăm dò hỏi một câu. Yên tâm đi, không sai được, ta vẫn luôn là túy mục. Các ngươi khẳng định là quên đi đạo hiệu của ta à? Yên tâm đi, ta đã quen thuộc, không cần sợ quấn tới tâm ta. 1000 vạn tiền điện thoại cư sĩ tự giễu nói. Thật sự là ta quên nguyên nhân sao? Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu. Sắp hết năm, nhà ngươi mấy vị đệ tử có muốn lễ vật sao? Năm nay năm mới lúc, chúng ta liền không cho ngươi phát hồng bao. Ngươi dù sao đã là hàng thật giá thật huyền thánh. Cái này hồng bao, chúng ta liền phát ngươi đệ tử đi. Túy mục cư sĩ nghĩ đến trước đó tại Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong nói chuyện nội dung, thuận miệng đề một câu. Ta qua năm hồng bao, không có. Tống Thư Hàng sững sờ, nhưng tiền bối, ta năm ngoái cũng chưa lấy được qua năm hồng bao a. Túy mục cư sĩ nhắc nhở, năm ngoái chúng ta còn không biết đâu. Nói cách khác, ta một cái qua năm hồng bao đều chưa lấy được, cũng quá giả quá thời hạn rồi. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, lần thứ nhất phát hiện thăng cấp quá nhanh chỗ xấu. Người cả đời này, có thể có mấy cái cơ hội thu được tiền bối nhóm qua năm hồng bao. Ta hiện tại tán công giảm xuống cảnh giới còn tới cùng không? Đến lúc đó, nhớ kỹ đưa người đệ tử muốn cái gì bảo vật nói cho ta. Năm nay qua năm, ta cho các nàng phát cái đại hồng bao. Hy vọng các nàng có thể nhớ kỹ ta, túy mục cư sĩ nói. Đồng thời, hắn kết thúc nguyên thần bản tu chân nói chuyện phiếm giao diện, đăng lục tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan công năng, tiến vào VIP giảng pháp kênh. Ở nơi đó, mỗi tháng một lần miễn phí lục phẩm tu sĩ giảng pháp thông đạo, đã vì hắn chứng nhận, mở ra quyền hạn. Ta tới, túy mục cư sĩ nói khẽ. Hắn vừa tấn thăng thất phẩm tôn giả không lâu, khoảng cách bát phẩm huyền thánh giảng pháp còn rất dài một khoảng cách, dưới tình huống bình thường ít nhất phải mấy trăm năm thời gian đi tôi luyện. Nhưng bây giờ, hắn có một lần sớm lóe sáng cơ hội. Vì để cho 1000 vạn tiền điện thoại cư sĩ thủ tú có thể biến càng lóa mắt, Tống Thư Hàng thông qua server quyền hạn, cho hắn tới một lần đưa đỉnh thông cáo. Tất cả tại tuyến nghiên cứu VIP công năng người tu luyện, đều tiếp thu được thông cáo nhắc nhở. Giảng pháp kênh lần đầu lục phẩm chân quân giảng pháp sắp mở ra, lần này giảng pháp người vì thất phẩm tôn giả say dùng cư sĩ, VIP người sử dụng mỗi tháng có thể miễn phí quan sát một lần lục phẩm giảng pháp. Tại toàn bộ server thông cáo bên dưới, cơ hồ 6 thành phía trên người sử dụng, tiến vào giảng pháp kênh bên trong, mà lại số lượng còn đang không ngừng tăng lên. Sau đó, một vị soái khí theo có ẩn giả cư sĩ khí chất nam tử, xuất hiện tại trong mắt mọi người. Ấn tượng đầu tiên, tốt một cái tuấn Mỹ lại có khí chất cư sĩ. Sau đó dưới tầm mắt rời, nhìn xem dáng người. Thứ hai ấn tượng, chờ chút, mặt dài dạng gì. Ánh mắt lên rời, quay đầu nhìn xem mặt tốt một cái tuấn Mỹ lại có khí chất cư sĩ. Dưới tầm mắt rời, ta vừa rồi tại xem ai, như thế nào tới. Ánh mắt lên rời, a mua bánh ngọt, cái này cư sĩ dài thật sự là tuấn Mỹ lại có khí chất. Dưới tầm mắt rời. Ta mới vừa rồi là không phải đang nhìn cái gì. Ánh mắt lên rời, trời ạ, rõ ràng là lần thứ nhất nhìn thấy gương mặt này, vì cái gì ta cảm giác phảng phất đã nhìn gương mặt này mấy trăm lần đồng dạng, cái này chẳng lẽ chính là tâm động cảm giác. Như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn. Tại túy dụng cư sĩ bắt đầu giảng pháp trước đoạn nhỏ thời gian, hắn không ngừng tiếp thu được chư thiên vạn giới những người tu luyện ánh mắt lặp đi lặp lại càn quét. Người tu luyện ánh mắt không ngừng ở trên người hắn vừa đi vừa về di động. Thậm chí bộ phận tiên tử nhóm mỗi lần trên ánh mắt rời lúc, vậy mà sinh ra tâm động hiểu lầm. Liên liên một bộ phận trường sinh giả, đều ẩn ẩn có chút chịu ảnh hưởng. Bọn hắn chỉ cần đem ánh mắt từ túy dụng cư sĩ trên mặt dịch chuyển khỏi về sau,
trong đầu liên quan tới cư sĩ Tuấn Mỹ khí chất mặt liền sẽ bắt đầu thoáng mơ hồ hóa, pixel biến thấp. Nghiên cứu bá tống giao lưu quần bên trong. Đây là bá tống từ chỗ nào tìm tới kỳ hoa đạo hữu? Loại này tồn tại cảm cũng quá kỳ quái a. Ngự thú hiền giả nhịn không được lên tiếng nói. Đây là hắn tại nghiên cứu bá tống giao lưu quần bên trong đầu thứ nhất tin tức, cũng là toàn bộ quần bên trong đầu thứ nhất tin tức. Đây là một cái tốt đẹp bắt đầu, là trường sinh giả các đại lão tại tu chân nói chuyện phiếm công năng bên trong bước ra vĩ đại một bước. Phía sau màn long lạc nữ sĩ lộ ra mập mạp mỉm cười, thỏa mãn thu thập thu trường sinh giả nhóm số liệu. Nàng sẽ dành thời gian hảo hảo bồi dưỡng cái này trường sinh giả quần, tranh thủ đem cái này quần mở rộng, tốt nhất đem chư thiên vạn giới trường sinh giả tận lực gia nhập vào cái này quần bên trong, thuận tiện bồi dưỡng. Mỗi một vị trường sinh giả, đều là tu chân nói chuyện phiếm chất lượng tốt khách hàng, là chân quý tài phú. Càng quan trọng hơn một điểm, các ngươi có chú ý tới vị này giảng pháp cư sĩ đạo hiệu A. Trước đó hệ thống trong thông báo hẳn là nhắc qua đạo hiệu của hắn, nhưng ta chính là không nhớ được. Bá tống bằng hữu, quả nhiên cũng không hề tầm thường. Vị này thất phẩm tôn giả vậy mà có thể ảnh hưởng đến chúng ta, thực tế quỷ dị. Quả nhiên, vật họp theo loài, yêu nghiệt sẽ cùng yêu nghiệt trở thành bằng hữu. Ngoại xính thủy quân bá suy kim cương tự đại sư nắm lấy cơ hội, thổi một đợt bá tống bằng hữu, cũng từ khía cạnh thổi một đợt bá tống. Chân chính thổi bạo, không phải chính diện thổi, mà muốn từ khía cạnh, từ từng cái khác biệt góc độ đi thổi. Dạng này tức có thể chế tạo cảm giác thần bí, lại có thể từ khía cạnh lộ vẻ bá tống như bức. Mà lại, bọn hắn thổi thời điểm không phải mù quáng thổi bạo bá tống, sẽ kết hợp thực tế, âm thầm dẫn đạo. Đại sư vừa dứt lời, trường sinh giả cùng ngưng tụ ra tự thân đại đạo hình thức ban đầu đỉnh tiêm kiếp tiên, cũng hơi sững sờ. Bọn hắn cẩn thận hồi ức, trong đầu cũng chỉ có túy. Cư sĩ dạng này đạo hiệu kết cấu, chết sống nhớ không nổi ở giữa cái chữ kia đến cùng là cái gì từ. Cái này phi thường đáng sợ. Ta đột nhiên đối trường sinh giả giảng pháp cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Sẽ có trường sinh giả nguyện ý phối hợp bá tống, tại cái này tu chân nói chuyện phiếm giảng pháp kênh, tiến hành giảng pháp sao? Quần viên nhà ta có một đôi cẩu đản đột nhiên lên tiếng nói. Nhà ta có một đôi cẩu đản mặc dù không có lộ ra đạo hiệu của mình, nhưng hắn thần thức vô cùng cường đại, lúc trước giao lưu lúc liền mang cho trường sinh giả nhóm không nhỏ áp lực. Tu chân giới phần lớn thời gian, vẫn là thực lực phi tôn. Cho nên, dù là nhà ta có một đôi cẩu đản không nói nhiều, nhưng hắn mỗi lần phát biểu đều sẽ gây nên chúng quần viên chú ý. Trường sinh giả giảng pháp nếu quả như thật không ai, chính bá tống cũng có thể ra trận đi, bản thân hắn liền phi thường am hiểu giảng pháp. Có trường sinh giả quần viên trả lời. Không, ta chú ý không phải điểm ấy. Ẩn ẩn thành quần bên trong đáng tin đại tiền bối, tiềm ẩn đại lão nhân vật nhà ta có một đôi cẩu đản quần viên, chậm rãi nói, lời kế tiếp. Ta dùng chúng ta quần bên trong nội bộ mật mã để diễn tả, bởi vì dính đến tin tức trọng yếu. Tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan sử dụng phi thường thuận tiện, nhưng nó đều là bá tống mân mê ra đồ vật. Cho nên, vì nói chuyện phiếm giữ bí mật tính, nhân viên quản lý nguyên sơ ma nữ chuyên môn thiết kế một bộ mật mã văn, thông qua trước đó thần thức giao lưu phương pháp, gửi đi cho mỗi một vị thành viên. Một khi quần bên trong nói chuyện phiếm nội dung dính đến trọng đại tin tức, liền đổi dùng mật mã văn đến giao lưu. Nghe được nhà ta có một đôi cẩu đản muốn dùng mật mã văn lên tiếng, tất cả quần viên đều lập tức giữ vững tinh thần. Mật mã văn, ta chân chính chú ý chính là, cái này giảng pháp kênh bên trong đã phù hợp huyền thánh giảng pháp quy tắc, vậy nếu như chúng ta tham dự trong đó trường sinh giả giảng pháp khâu lúc, có phải là có thể mức độ lớn nhất tiếp xúc đến bá tống lĩnh ngộ đến huyền thánh giảng pháp quy tắc, cũng từ đó tìm hiểu ra chút gì đến. Bá tống có thể lấy phàm nhân chi khu chấp trưởng thiên đạo quyền hành, trong đó nhất định có cái gì kỹ xảo, đáng giá chúng ta suy nghĩ. Nhà ta có một đôi cẩu đản lên tiếng nói. Hắn phát xong lời nói về sau, toàn bộ quần bên trong thành viên, đều rơi vào trầm tư. Đại lão chính là đại lão, xem sự vật góc độ, đều không giống bình thường. Nhưng đại lão giảng có đạo lý A bá tống có thể lấy nhân chi thân đi thiên đạo quyền hành, trong đó khẳng định có một loại nào đó kỹ xảo. Mà lại bá tống có thể làm được, bọn hắn nói không chừng cũng có thể làm được. Nhưng nghĩ xâm nhập hiểu rõ điểm này, cái kia trường sinh giả giảng pháp khâu, là cái cực kỳ tốt thể nghiệm con đường. Mật mã văn, song cầu đản đại lão ngươi kiểu nói này, ta đối giảng pháp kênh trường sinh giả giảng pháp cũng sinh ra hứng thú.
Một hồi, nhìn xem vị này túy cái gì cư sĩ giảng pháp hoàn tất về sau, nhìn xem phản hồi cùng hiệu quả. Mật mã văn, có lẽ, chúng ta cũng có thể đi lên thử một chút trường sinh giả giảng pháp hạng mục này, nhìn xem sẽ có thu hoạch gì, cũng từ đó lĩnh ngộ ra điểm cùng bá tống tương quan đạo, quy tắc tới. Quần bên trong trường sinh giả nhóm, chủ đề triệt để mở ra. Thậm chí lực chú ý cũng bị thành công dẫn đạo đến giảng pháp kênh cái này khâu. Cửu U thế giới bên trong. Thế gian nhất xảo trá đại biểu cửu U chúa tể cầu đàn cha, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Hướng dẫn loại chuyện này, là cửu U chúa tể bản năng, cầu đàn cha chỉ cần tại vỏ đại não thoáng suy tư bên dưới, liền có thể sinh ra mấy ngàn loại thiên y vô phùng hướng dẫn phương thức. Một bên khác. Rất tốt, cho tới bây giờ. Có chí ít tám thành phía trên tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan người sử dụng đã tiến vào giảng pháp kênh, xem ruột cá cư sĩ giảng pháp, cư sĩ cái này một đợt miễn phí giảng pháp đã đạt đến vạn chúng chú mục hiệu quả, hắn cũng đã thỏa mãn. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Tiên tử, từ hôm nay trở đi, hắn đem đăng cơ làm vương. Da đen vũ nhu tử suy yếu trở mình, chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy nàng rốt cục khôi phục lại. Không cần bá tống lại vì nàng thi triển dưỡng đao thuật giảm xuống bản thể mất đi linh quỷ thống khổ cộng hưởng. Da đen vũ nhu tử rụi rụi con mắt, tống tiền bối, người đang làm gì đâu? Ta đang nhìn ngư đảm cư sĩ nhân sinh chói mắt nhất nháy mắt, đúng rồi. Da đen tử ngươi có thể download hộ khách đoan sao? Hoặc là sử dụng vũ nhu tử hộ khách đoan thượng tuyến? Không thể, ta đem hình tượng chuyển tiếp cho ngươi, Tống Thư Hàng nói. Hắn đối cư sĩ giảng pháp báo có rất lớn chờ mong. Bởi vì, lục phẩm huyền thánh giảng pháp là miễn phí. Miễn phí cho chư thiên vạn giới giảng pháp, trên lý luận tới nói, hẳn là có thể thu lấy được một nhóm công đức. Tống phát hiện mới thu hoạch công đức pháp thư hàng. Giảng pháp kênh bên trong, túy mục cư sĩ có chút nắm chặt nắm đấm. Nhìn ta, đều nhìn về ta. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú ta. Lúc này cư sĩ... Cảm giác mình tựa như là một viên sắp bạo tạc tinh tinh, ở trong trời đêm bộc phát ra thuộc về mình mạnh nhất quang huy. Vốn chỉ là ánh sao yếu ớt, trong chớp nhoáng này bạo tạc về sau, nhưng cùng nhật nguyệt tranh huy. Đây chính là huyền thánh giảng pháp lúc cảm giác sao. Khó trách, Thư Hàng tiểu hữu sẽ say mê giảng pháp loại hoạt động này, trước sau một hơi giảng 7 lần pháp. Chính mình không thể cọ một đợt Thư Hàng tiểu hữu thành đoàn độ kiếp giảng pháp, nhưng bây giờ cơ hội này cũng không kém. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, túy mục cư sĩ trên mặt lộ ra mỉm cười mê người, hắn chậm rãi mở miệng, dùng thanh âm ôn nhu hướng chư thiên vạn giới những người tu luyện thổ lộ hết hắn giảng pháp. Túy mục cư sĩ tướng mạo tuấn mỹ, khí chất cao nhã, thanh âm êm tai, quả thực là thần tượng cự tinh cấp tồn tại. Hắn ngay từ đầu giảng pháp về sau, chư thiên vạn giới nhất, ngũ phẩm những người tu luyện, đều trầm mê ở hắn giảng pháp bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Càng nghe càng trầm mê, càng nghe càng đầu nhập. Khi vùi đầu vào trình độ nhất định về sau, nhất, ngũ phẩm những người tu luyện, đều quên giảng pháp chính là ai, bộ dạng dài ngắn thế nào, là nam hay là nữ, tên gọi là gì. Thậm chí bọn hắn phảng phất đều quên có người đang giảng pháp, chỉ còn lại bên tai không ngừng truyền đến yếu ớt thanh âm ôn nhu. Bọn hắn quên đi tất cả, tâm vô tạp niệm, bên tai cùng tâm hải bên trong chỉ có cái kia ôn nhu lại thanh tĩnh thanh âm. Loại này thính pháp trạng thái, là gần với đốn ngộ vô thượng trạng thái, tâm như chỉ thủy không có chút nào tạp niệm, thính pháp hiệu quả bị tối đại hóa. Loại này thính pháp trạng thái, thậm chí có thể nói là một loại cực hạn hưởng thụ. Tự liền đại bộ phận tôn giả, huyền thánh đều trầm mê ở cái này thính pháp trạng thái lục phẩm chân quân cấp bậc giảng pháp nội dung, đối bọn hắn đến nói ý nghĩa không lớn. Nhưng loại này thính pháp trạng thái, lại có thể vuốt lên người tu luyện tâm linh, đối tâm cảnh có chỗ tốt. Bá giới bên trong, Tống Thư Hàng đưa tay thi pháp, đem chính mình cửu tu chi mộ lên bên dưới hai cái 100 tầng phân biệt từ cửu u thế giới cùng mộng thế giới bên trong kéo tới, an trí đến chính mình tân sinh bá tống tinh cầu bên trên. Bạch tiền bối tạo thần kế hoạch có một kết thúc, hắn cửu tu chi mộ đã hoàn thành sứ mệnh. Nghĩ nghĩ về sau, hắn lại đem từ thiên đế đát đát tử nơi đó thu hồi thái dương thuyền mặt trời nhỏ phóng xuất ra, đưa nó trước an trí tại chính mình bá giới bên trong. Cái này thái dương thuyền hắn chuẩn bị cho Long Lạc nữ sĩ làm qua năm lễ vật, để nó chiếu cố Hắc Long thế giới. Bây giờ cách qua năm còn có mấy ngày, có thể đem thái dương thuyền trước lưu tại chính mình bá giới phát sáng mấy ngày.
cửu tu chi mộ bây giờ là giảng pháp kênh phân server. Có nó ở phía sau, Tống Thư Hàng chỉ tay một cái, liền thông qua cửu tu chi mộ, đem ngư đảm cư sĩ lần đầu giảng pháp hình tượng cộng hưởng hình chiếu ra, để cho mình trên người vật trang sức nhóm cũng có thể xem. Đây là ngư đảm cư sĩ giảng pháp thủ tú, một hồi giảng pháp kết thúc về sau, chúng ta đừng quên cho cư sĩ điểm tán. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Da đen vũ nhu tử hơi suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nói, Tống tiền bối, là Dui Duê cư sĩ. Dui Duê, Tống Thư Hàng sững sờ, sau đó hắn chỉ tay một cái, lôi ra cư sĩ mới vừa rồi cùng hắn ký hợp đồng, cười nói, da đen tử, ngươi nhớ cũng sai, là Túy Mục. Ngươi nhìn, cư sĩ hắn thân bút viết ký tên. Da đen vũ nhu tử mắt liếc cái này ký tên, ngây ngẩn cả người. Nửa ngày sau, cư sĩ nhất hệ sớm muộn muốn xong, da đen vũ nhu tử khẳng định nói. Muốn xong, tiên tử gật đầu phụ họa. Túy ngốc ngốc xong, cùng cửu tu chi mộ đồng thời trở về tạo hóa tiên tử lên tiếng phối hợp nói. Giảng pháp khâu bắt đầu, ta liền phải đi về trước. Bia đá đạo hữu lên tiếng nói, ta hiện tại là cửu tu chi mộ không thể chia cắt một bộ phận. Chờ giảng pháp sau khi hoàn thành, còn cần ta đăng tràng phối hợp. Dứt lời, không đợi Tống Thư Hàng hỏi nhiều hơn, bia đá đạo hữu liền đã phi thân đưa về đến cửu tu chi mộ bên trên. Hóa thành mộ bia chờ cư sĩ giảng pháp kết thúc về sau, chính là nó lộ ra chính mình mặt bài thời điểm. Cư sĩ giảng pháp, êm tai nói. Hắn thanh tịnh thanh âm ôn nhu, bất chi bất giác vuốt lên mọi người tâm linh. Tự liền Tống Thư Hàng trên người sinh động vật trang sức tiên tử nhóm, trong bất chi bất giác cũng bình tĩnh bắt đầu. Tiên tử lơ lửng ở Tống Thư Hàng đỉnh đầu, tạo hóa tiên tử cùng da đen tử lơ lửng ở Tống Thư Hàng hai bên. Phượng Trảo tiên tử đứng tại Tống Thư Hàng bả vai. Bạch cốt tiên cơ, bạch bào kim quái ngồi tại da đen tử bên cạnh thân, một đám người xếp thành một hàng ngồi xuống. Liền sở các chủ ngốc mao cũng mềm oặt nằm ở Tống Thư Hàng sọ não bên trên. Mặt trời nhỏ quang mang ôn nhu vẩy xuống, chiếu rọi cự nhân tiểu thế giới lên đám người. Một màn này, như là buổi chiều nghỉ ngơi an nhàn tự đắc hình tượng, yên tĩnh dễ chịu. Trong bất chi bất giác, Túy Mục cư sĩ giảng pháp, kết thúc. Lấy thất phẩm tôn giả cảnh giới giảng lục phẩm chi pháp, hắn giảng càng thêm thấu triệt, đối lục phẩm cùng lục phẩm trở xuống cư sĩ, đều có tác dụng lớn. Giảng pháp kết thúc về sau, chư thiên vạn giới phảng phất cũng còn đắm chìm trong Túy Mục cư sĩ giảng pháp trạng thái bên trong. Tất cả mọi người phảng phất quên đi tất cả. Phiền não, ưu sầu, không cam lòng, tại thời khắc này toàn bộ bị vuốt lên. Thậm chí, liền giảng pháp Túy Mục cư sĩ lúc nào hoàn thành giảng pháp, đám người đều quên. Hư không bên trong, Túy Mục cư sĩ trước người, đột nhiên có từng sợi kim sắc quang mang vẩy xuống, đây là công đức chi lực. Cái này công đức chi lực, cũng không tính khổng lồ, cùng Tống Thư Hàng huyền thánh giảng pháp công đức so ra, không cùng đẳng cấp. Đây chính là Túy Mục cư sĩ miễn phí vì chư thiên vạn giới người tu luyện giảng pháp phúc báo. Bất quá, những thứ này công đức chi lực, nhưng không có chuyển vào đến Túy Mục cư sĩ thể nội. Tại Túy Mục cư sĩ ánh mắt nghi hoặc bên trong, những thứ này công đức chi lực, rơi vào khoảng cách cư sĩ hơn 2 mét vị trí. Sau đó bắt đầu ngưng kết bắt đầu. Túy Mục cư sĩ, hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng đến, những thứ này công đức chi lực là vì hắn mà rơi, là hắn muốn lấy được ban thưởng. Nhưng là, cái này công đức chi lực đáp xuống hắn ngoài 2 thước vị trí là cái quỷ gì? Đừng nói cho hắn. Liền chư thiên vạn giới quy tắc đều đem hắn lãng quên, hoặc là không cách nào khóa chặt hắn kỹ càng tọa độ. Cho nên công đức phủ xuống thời giờ, đều quên hắn cái này chính thể, đành phải đem công đức chi lực giáng lâm đến hắn đại khái vị trí. Đây cũng không phải là đâm tâm đơn giản như vậy, đây quả thực là đâm phổi a. Túy Mục cư sĩ cảm giác tâm can của mình đều tại co rút đau đớn. Mặc dù so huyền thánh giảng pháp công đức chi lực nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cái này dù sao cũng là đến từ chư thiên vạn giới người tu luyện thành tâm phản hồi. Từng sợi công đức chi lực, trong hư không ngưng kết bắt đầu. Dù cho không tìm được chính thể, bọn chúng cũng không có tiêu tán, mà là trống rỗng bắt đầu ngưng tụ. Đầu tiên là ngưng tụ ra một viên công đức hạch tâm trạng đồ vật, lại lấy cái này mai hạch tâm làm trung tâm, một đóa sinh động như thật công đức hoa sen nở rộ. Công đức hoa sen nở rộ nháy mắt, Túy Mục cư sĩ sinh lòng cảm giác. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng tiếp được cái này hoa sen. Tránh tai, xu phúc,
Đây là Cát Tường Bạch Thánh suy yếu bài sao? Sau đó trọng yếu nhất hiệu quả là, tỷ kiếp, Túy Mục cư sĩ nhíu mày. Hắn có loại trực giác, chỉ cần hắn hướng cái này Mai Công Đức Hoa Sen bên trong đưa vào hắn cái này nhất hệ đặc hữu lực lượng, cái này Mai Công Đức Hoa Sen liền có thể có được tỷ kiếp hiệu quả. Nguyên bản muốn dung nhập trong cơ thể hắn công đức chi lực, cuối cùng lại tại hắn bên ngoài cơ thể tạo thành công đức kim liên. Cho nên, mặc dù biết rõ đây là kiện bảo vật, nhưng nắm vuốt cái này công đức kim liên lúc, Túy Mục cư sĩ liền cảm giác mình bị một đao từ tâm can quấn tới phế phủ, điều này làm hắn có loại muốn hung hăng đem công đức kim liên lắc tại trên mặt đất, đưa nó đạp nát xúc động. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được. Lại nổi nóng, cũng không thể cùng bảo bối không qua được. Lại tức giận, cũng không thể xé tiền. Mà lại, tại cảm giác được cái này công đức kim liên tỷ kiếp hiệu quả cùng thuộc tính về sau, Túy Mục cư sĩ trong lòng liền có quyết định cái này thứ nhất đóa công đức kim liên, liền đưa tặng cho Thư Hàng tiểu hữu đi. Có thể dùng nó đến đáp tạ Thư Hàng tiểu hữu đem năm 2021 năm tròn lục phẩm giảng pháp cơ hội nhường cho ân tình của hắn, tại người khác xem ra, miễn phí giảng pháp là công tác, là cần tiêu hao tinh lực sự tình. Nhưng ở Túy Mục cư sĩ một mạch xem ra, đây cũng là nhân sinh ít có lóe sáng thời gian, vạn kim khó cầu. Cái này công đức kim liên mặc dù có tỷ kiếp hiệu quả, nhưng chính Túy Mục cư sĩ trong thời gian ngắn không dùng được, hắn cũng không giống như Thư Hàng tiểu hữu như thế, thường thường tấn cấp một đợt. Huống chi, một năm có 12 tháng, tiếp xuống, mỗi tháng giảng pháp, hắn đều có cơ hội ngưng tụ một đóa công đức kim liên. Khả năng đến lúc đó chú ý nhân số sẽ không giống hôm nay như thế nhiều, ngưng tụ công đức kim liên hiệu quả sẽ có yếu bớt, nhưng hắn còn có thể thu hoạch 11 đóa công đức kim liên. Căn bản không cần lo lắng hiệu quả vấn đề. Hiện tại duy nhất khá là phiền toái chính là, đóa này công đức kim liên cần đưa vào ta cái này nhất hệ linh lực mới có thể triệt để kích hoạt. Nhưng một khi thâu nhập linh lực của ta về sau, nó liền sẽ cùng ta khóa lại, không cách nào lại chuyển tặng cho nó người. Nhưng nếu là ta không thâu vào linh lực, hắn tỷ kiếp thuộc tính liền không cách nào kích hoạt. Túy Mục cư sĩ nhíu mày. Cái này phi thường mâu thuẫn. Trừ phi... Tống Thư Hàng có thể nghĩ biện pháp, mô phỏng ra bọn hắn cái này nhất hệ linh lực, đến kích hoạt đóa này công đức kim liên. Hoặc là, muốn hay không đem ta cái này nhất hệ công pháp truyền thụ cho Thư Hàng tiểu hữu. Không cần tinh thông tới trình độ nào, chỉ cần ngưng tụ ra một sợi bản môn công lực dùng để kích hoạt kim liên là được. Túy Mục cư sĩ suy tư nói. Dựa vào Thư Hàng tiểu hữu tại chư thiên vạn giới nổi tiếng, hẳn là cũng có thể triệt tiêu bọn hắn cái này nhất hệ công pháp tiểu trong suốt ảnh hưởng a. Chớ nói chi là hắn trên người bây giờ 7 thánh hào cộng một giới chủ hào, nhất định có thể áp chế bọn hắn cái này nhất hệ công pháp tác dụng phụ. Túy Mục cư sĩ càng nghĩ, liền càng cảm giác phương án này có thể thực hiện. Thế là, hắn liên hệ Tống Thư Hàng nói, Thư Hàng tiểu hữu. Ta tại, Tống Thư Hàng trả lời. Hắn đắm chìm trong cư sĩ giảng pháp trạng thái bên trong không cách nào tự kiềm chế, dẫn đến cư sĩ phát tin tức liên hệ hắn lúc. Hắn trong lúc nhất thời vậy mà lại nhớ không nổi đối diện cùng hắn nói chuyện phiếm chính là ai. Cũng may hắn rất nhanh thông qua 1.000 vạn tiền điện thoại manh mối này, một lần nữa khóa chặt cư sĩ thân phận. Cư sĩ cảm giác giảng pháp hiệu quả thế nào? Tống Thư Hàng mỉm cười, nói. Túy Mục cư sĩ khoa trương nói, chỉ có thể nói, ta hiện tại đã chết cũng không tiếc. Cư sĩ ngươi cũng không nên chết à? Tống Thư Hàng cười nói. Túy Mục cư sĩ mỉm cười. Trả lời, ta tại miễn phí giảng pháp kết thúc sau. Thu hoạch được đến công đức chi lực gia trì. Ta biết, Tống Thư Hàng gật đầu nói, ta bên này cũng đã nhận được công đức chi lực gia trì, đại khái là bởi vì ta thân là chủ server cung cấp bình đài. Đang khi nói chuyện, hắn ngẩng đầu mắt liếc cách đó không xa cửu tu chi mộ. Tại Túy Mục cư sĩ giảng pháp kết thúc về sau, giảng pháp kênh bối cảnh liền chuyển hóa thành cửu tu chi mộ cấu tạo. Đồng dạng có công đức chi lực, rơi vào cái này bình đài phía trên, cường hóa cửu tu chi mộ cái này giảng pháp bình đài. Đồng thời, lại có một bộ phận công đức chi lực trả lại đến Tống Thư Hàng đài này chủ server bên trên, bị dùng để cường hóa tiên tử. Tiên tử, hiện tại ở vào cùng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí đồng dạng yếu trường sinh giả cảnh giới. Vượt qua cửu phẩm kiếp tiên cực hạn, nhưng bởi vì không có dựng dục ra chính mình con đường trường sinh, cho nên không cách nào chứng đạo trường sinh. Nàng loại trạng thái này, cùng loại kia bước ra chính mình đại đạo hình thức ban đầu đỉnh tiêm kiếp tiên vừa vặn tương phản. Tống Thư Hàng hiện tại thu hoạch công đức chi lực,
toàn bộ được gia trì trên người công đức xà mỹ nhân, vô hạn chồng chất lực lượng của nàng hắn rất chờ mong, khi công đức chi lực lượng đạt đến một cái cực hạn lúc, có thể hay không từ lượng biến dẫn phát lên chất biến tới. Chư thiên vạn giới bên trong. Tất cả trầm mê ở túy dụng cư sĩ giảng pháp các tu sĩ, chậm rãi từ loại kia kỳ diệu thính pháp trạng thái bên trong rời khỏi. Thật sự là một lần hoàn mỹ giảng pháp, mặc dù chỉ là lục phẩm giảng pháp, nhưng hiệu quả lại có thể so với bát phẩm huyền thánh giảng pháp. Hy vọng còn có cơ hội có thể lần nữa tiếp xúc dạng này giảng pháp. Lại nói, lần này giảng pháp đến cùng là ai? Là vị nào đại lão? A, giảng pháp tu sĩ người đâu? Tất cả nghe giảng pháp trực tiếp những người tu luyện, hiếu kỳ đánh giá cái này VIP giảng pháp kênh bối cảnh. Rất nhanh, bọn hắn chú ý tới cái này bối cảnh quỷ dị chỗ. Cái này tựa hồ là một tòa tháp cao, nhưng nhìn kỹ lại giống là đại mộ kết cấu. Đây là ai đại mộ? Khi chư thiên vạn giới những người tu luyện hiếu kỳ thời khắc, tại tháp cao cổng, một tấm bia đá bắt đầu tỏa sáng. Bá Tống chi mộ bốn chữ lớn, có chút lấp lóe. Là bá Tống tiền bối, là hắn mộ. Vì cái gì bá Tống tiền bối sẽ có lưu đại mộ? Chờ chút, chẳng lẽ vừa rồi giảng pháp người, chính là bá Tống tiền bối cái nào đó tiểu hào? Bá Tống tiền bối Ngưu Phê. Cùng một thời gian, ta muốn đem ta ngưng tụ ra công đức kim liên đưa tặng cho ngươi, Thư Hàng tiểu hữu. Ngươi hẳn là có thể dùng tới nó. Nó có được tỷ kiếp thuộc tính, có thể ảnh hưởng thiên kiếp hiệu quả. Túy mục cư sĩ chậm rãi nói. Tỷ kiếp, Tống Thư Hàng có chút dừng lại. Nguyên bản kiếp tiên ngàn ngày chi kiếp, tại hắn thiên lôi bằng tốt nghiệp cộng béo cầu đại lão nghiên cứu tư liệu cộng phân thân đã vượt qua số ngày, đại khái có thể áp xúc thành 1 năm 2 tháng cửu phẩm thiên kiếp. Sau đó tăng thêm hắn hiện tại hoàn chỉnh giới chủ quyền hạn, cái này thời gian dự tính giữ gốc còn có thể lại yếu bớt một nửa trở lên, để còn sót lại cửu phẩm thiên kiếp biến thành nửa năm chi kiếp thậm chí ngắn hơn. Mà bây giờ, cư sĩ trong tay công đức kim liên có thể ảnh hưởng đến thiên kiếp hiệu quả. Chẳng lẽ hắn nửa năm chi kiếp còn có thể lại ngắn một chút? Nghĩ như vậy, Tống Thư Hàng không khỏi tâm động bắt đầu. Cái này đích xác là thứ mà hắn cần. Vậy ta liền không khách khí, cư sĩ tiền bối. Ta đích xác cần tỷ kiếp bảo vật. Tống Thư Hàng đáp, hắn cũng không giả khách khí. Bất quá, nghĩ kích hoạt công đức kim liên, người cần làm một chuyện. Túy mục cư sĩ chậm rãi nói. Tống Thư Hàng, cư sĩ thỉnh giảng. Tu luyện ta công pháp đi, Thư Hàng tiểu hữu. Túy mục cư sĩ nói. Tống Thư Hàng. Cùng một thời gian, giảng pháp kênh bối cảnh hình tượng bên trong, bia đá đạo hữu trên người bá Tống chi mộ bốn chữ, rực rỡ hào quang, lóa mắt vô cùng. Chờ chút, cư sĩ tiền bối ngươi chờ chút, vì cái gì đột nhiên muốn ta học tập các ngươi nhất hệ công pháp? Ta hiện tại công pháp tu luyện hảo hảo, cũng không chuẩn bị đổi công pháp. Tống Thư Hàng vội vàng nói. Hắn sợ bắt mắt cư sĩ nhìn chúng hắn tư chất, muốn đem hắn thu nhập đến tiểu trong suốt gia tộc. Làm cái tiểu trong suốt là có rất nhiều chỗ tốt, nhưng là, một mực làm cái tiểu trong suốt liền rất đau đớn đầu óc. Kỳ thật ngư nạm cư sĩ nhất hệ vấn đề lớn nhất, chính là tiểu trong suốt trạng thái bất khả khống tính. Bọn hắn tiểu trong suốt trạng thái, cả đời nương theo, vẫn là vĩnh cửu hình kỹ năng bị động. Nếu như cái này tiểu trong suốt trạng thái là có thể tự do điều khiển, cái kia bong bóng cá cư sĩ nhất hệ công pháp, chính là thiên hạ nhất đẳng thần công. Tỷ như, ta đổi cái đại lão, sau đó ta mở tiểu trong suốt, đại lão quên đi ta. Cách đoạn thời gian, ta tìm cơ hội từ tiểu trong suốt trạng thái ra, lại đổi đại lão, đổi xong quay người lại mở tiểu trong suốt, quả thực đắc ý. Đối diện, Túy mục cư sĩ trả lời. Cũng không cần ngươi làm sao xâm nhập học tập chúng ta nhất hệ công pháp. Dù sao, chúng ta nhất hệ công pháp khuyết điểm, chính chúng ta rõ ràng nhất. Tại không tìm được phương án giải quyết trước, ta cũng không muốn hố người. Tống Thư Hàng tâm lý ủy khuất nói, cho nên, ta không phải người. Túy mục cư sĩ, dù là bản thân hắn chính là cửu châu nhất hào quần thành viên, tư duy nhảy vọt phương thức chịu đủ quần bên trong các đạo hữu rèn luyện, nhưng cùng Tống Thư Hàng trò chuyện một chút lúc. Vẫn như cũ cảm giác chính mình não mạch kín cùng Tống Thư Hàng không cách nào nối tiếp có thể là hắn tốc độ xe quá chậm, mà Tống Thư Hàng tốc độ xe quá nhanh nguyên nhân. Ngươi vì cái gì không phải người? Cư sĩ tiền bối tâm mệt mỏi, thuận Tống Thư Hàng chủ đề, hỏi một câu. Đây là tiền bối ngươi vừa rồi lời nói bên trong tiềm ý tứ A. Ngươi không muốn hố người, nhưng lại để ta học các ngươi nhất hệ công pháp,
vậy ngươi chẳng phải đang nói ta không phải người sao? Cho nên tiền bối, ngươi cái này phi thường quá phận. Tống Thư Hàng nghiêm túc kháng nghị nói. Cư sĩ, trò chuyện không nổi nữa, chia tay đi. Lão nửa ngày sau, Túy Mục cư sĩ thở dài, lên tiếng nói, công đức kim liên tị kiếp hiệu quả, cần phối hợp chúng ta nhất hệ đặc thù công pháp linh lực. Mà một khi đưa vào kích hoạt về sau, công đức kim liên liền sẽ cùng tự thân khóa lại. Cho nên, cư sĩ ngươi để ta tu luyện các ngươi nhất hệ công pháp. Sau đó lại để chính ta vì kim liên rót vào linh lực. Tống Thư Hàng lập tức kịp phản ứng, nói. Túy Mục cư sĩ, đúng. Cho nên, không cần ngươi đem chúng ta nhất hệ công pháp, tu luyện tới cỡ nào tinh thâm tình trạng. Chỉ cần thoáng nhập môn, tu luyện ra một chút linh lực là đủ. Mà đối với ngươi bây giờ cảnh giới mà nói, đem một môn công pháp tu luyện tới nhập môn, là chuyện dễ như trở bàn tay. Tống Thư Hàng bát phẩm huyền thánh cảnh giới bày ở nơi này, chỉ cần không phải đi tu luyện kiếm pháp, còn lại công pháp, hắn chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ, trong thời gian ngắn đem công pháp tu luyện tới nhập môn, tu luyện tới đối ứng nhất, nhị phẩm cảnh giới cấp độ, vẫn là dễ như trở bàn tay. Cảnh giới nghiền ép thức học tập tăng thêm hiệu quả. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Bất quá, cư sĩ nhất hệ đặc thù công pháp, tùy thiện ngoại truyền thật không có vấn đề sao. Tống Thư Hàng cũng biết tu chân giới quy tắc, công pháp, thần thông, pháp thuật, đều là không truyền ra ngoài. Đặc biệt là một cái phe phái bản nguyên công pháp, càng là quan trọng nhất, kia là người ta sống yên phận cây. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng hướng cư sĩ đưa ra nghi ngờ của mình. Yên tâm đi, nếu như là môn phái khác, có lẽ sẽ có cái phiền não này. Nhưng nếu như là ta cái này nhất hệ, bản môn công pháp ta muốn truyền liền truyền, cũng không ai có thể quản đến trên đầu ta tới. Túy Mục cư sĩ chậm rãi nói. Hắn mơ hồ nhớ kỹ chính mình có cái sư phụ loại hình nhân vật, hoặc là trưởng bối, có vẻ như trước đó không lâu vừa tiếp xúc qua. Nhưng hắn đã quên đối phương như thế nào, là ai, kêu cái gì. Nói không chừng đối phương cũng đã quên hắn. Môn phái khác có chấp pháp trưởng lão, chấp pháp đường loại hình kết cấu, một khi có đệ tử không trải qua đồng ý, loạn truyền bản môn công pháp, có thể sẽ dẫn tới chấp pháp trưởng lão trừng phạt, nghiêm trọng nói không chừng còn phải bị phong ấn ký ức, hủy bỏ công pháp loại hình. Nhưng bọn hắn cái này nhất hệ, không có khả năng có chấp pháp trưởng lão loại hình tồn tại. Cho dù có, cũng khẳng định bị người quên đi. Mà lại, đem ta cái này nhất hệ công pháp khúc dạo đầu truyền thụ cho ngươi, cũng coi là cái bảo hiểm cùng chuẩn bị phần. Miễn cho có một ngày, ta chỗ này đột nhiên liền bị đứt đoạn truyền thừa. Túy Mục cư sĩ nói bổ sung. Tống Thư Hàng nghe được cư sĩ cái này bi ai hồi phục, rất muốn ra âm thanh an ủi một chút hắn, nhưng lại không biết muốn làm sao an ủi. Hắn dù sao không có cái gì an ủi người thiên phú. Hắn bá Tống, tuổi mới 18, là cái liền lão bà cũng còn không có nam nhân, căn bản không có an ủi sinh khí lão bà cơ hội, cho nên an ủi người kinh nghiệm cơ bản là không. Còn nữa, cư sĩ cũng không phải thiên tử. Đại lão gia, thương tâm một chút liền tự mình liếm liếm vết thương là được, không cần an ủi như thế giả mồm. Đã cư sĩ ngài cảm giác không có vấn đề, vậy ta liền từ chối thì bất kính, tu luyện bên dưới khúc dạo đầu không có vấn đề. Tống Thư Hàng lên tiếng đáp. Ruột cá cư sĩ tiểu trong suốt trạng thái, cũng không phải ngay từ đầu cứ như vậy cường đại. Nhất nhị phẩm thời điểm, hắn vẫn là cùng bình thường tu sĩ không sai biệt lắm, mọi người cũng có thể ghi nhớ hắn, nhớ kỹ đạo hiệu của hắn, nói chuyện trời đất cũng sẽ không xem nhẹ qua hắn. Chính là tồn tại cảm thoáng sẽ có chút ảnh hưởng. Một mực tu luyện tới tứ phẩm cảnh giới về sau, tiểu trong suốt trạng thái mới chính thức bắt đầu phát huy ra hiệu quả. Cho nên, Tống Thư Hàng chỉ đem công pháp tu luyện tới nhất, nhị phẩm cấp độ, vậy đối với hắn ảnh hưởng cơ bản không lớn. Như vậy, ta sẽ đem công pháp khúc dạo đầu truyền cho ngươi. Túy Mục cư sĩ nói. Thỏa Tống Thư Hàng nói, công pháp kêu cái gì? Túy Mục cư sĩ trầm mặc nửa ngày, quên đi. Tống Thư Hàng. Tốt a, cái kia từ hôm nay trở đi, bộ công pháp kia liền gọi quên đi thần công đi. Đối diện. Túy Mục cư sĩ thông qua tu chân nói chuyện phiếm công năng, đem chính mình môn phái quên đi danh tự thần công khúc dạo đầu, truyền cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tiếp thu được bộ này thần công sau, đột nhiên liền mộng bức. Bộ này thần công, không thể coi thường. Hắn khúc dạo đầu nội dung, toàn bộ từ viễn cổ văn tự tạo thành. Tống Thư Hàng hiện tại đối viễn cổ văn tự cũng có chỗ nắm giữ, chỉ ít nắm giữ không ít sinh hoạt dùng từ,
kết ba có thể phiếm vài câu viễn cổ ngôn ngữ. Nhưng dùng viễn cổ ngôn ngữ viết công pháp, bên trong dính đến rất nhiều chuyên nghiệp danh tự. Tống Thư Hàng nhìn sọ não đau. Lại muốn vận chuyển ta cái kia đạo nguyên sơ ngôn ngữ văn tự pháp tắc sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng ngay tại hắn suy tư thời khắc, hư không bên trong có không gian cửa mở ra. Có một vị thân hình mơ hồ tiên tử, phảng phất tiếp thu được triệu hoán, vượt không ở giữa mà tới. Nàng trải lấy thật dài ma hỏa biện, hai mắt bị tóc cắt ngang trán che đậy. Là linh quỷ tiên tử, nàng từ Tô Thị A Thập Lục nơi đó quay trở về. Tống Thư Hàng vươn tay ra, cười chuẩn bị nghênh đón chính mình linh quỷ. Đỉnh đầu chỗ, tiên tử mím môi, ôn nhu nói, hôm nay cơn gió tốt ồn ào náo động a. Đang khi nói chuyện, công đức xà mỹ nhân giang hai cánh tay, nhẹ nhàng quơ. Tống Thư Hàng, đây cũng là muốn đối cái gì ám hiệu. Công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử cùng cuối cùng gia nhập ra đen vũ nhu tử ba ở giữa, tựa hồ có một bộ ám ngữ. Các nàng thường xuyên sẽ ngay trước mặt Tống Thư Hàng đối ám ngữ. Chẳng lẽ, trước mắt linh quỷ thiên tử, cũng là ám ngữ tổ thành viên? Đối mặt công đức xà mỹ nhân ám hiệu, đối diện linh quỷ thiên tử đưa tay mở ra thư quyển, thật dài lông mi cụp xuống. Sau đó, nàng bắt đầu lấy gió làm chủ đề, bắt đầu ngẫu hứng làm thơ. Ngũ ngôn tuyệt cú, thất ngôn tuyệt cú, thơ tự sự, thơ trữ tình, hiện đại thơ ca. Linh quỷ thiên tử dùng Tống Thư Hàng thanh âm, một hơi ngâm 12 thủ cùng ồn ào náo động gió có liên quan thơ ca tới. Đối diện Tống Thư Hàng cùng công đức xà mỹ nhân đều bị chấn ngây người. Đồng thời, Tống Thư Hàng phát hiện một cái mau bệnh, trên người hắn vật trang sức tiên tử nhóm, càng ngày càng không thích dùng chính mình bản âm đến nói chuyện. Trước kia chỉ có công đức xà mỹ nhân có tật xấu này, về sau tạo hóa tiên tử cũng bị truyền nhiễm, hiện tại linh quỷ tiên tử cũng thành một thành viên trong đó. Thà rằng sử dụng Tống Thư Hàng thanh âm, cũng không nguyện ý chính mình lên tiếng. Niệm xong 12 bài thơ về sau, linh quỷ tiên tử khép lại thư quyển. Công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử liên tiếp vỗ tay xem ra, là đối lên ám hiệu. Linh quỷ tiên tử khép sách lại quyển về sau, đi vào Tống Thư Hàng trước mặt. Nàng đưa tay trên ngực Tống Thư Hàng nhẹ nhàng gõ gõ, tựa như là có lễ phép tại gõ cửa. Tống Thư Hàng. Nhưng sau một khắc, trên ngực của hắn đột nhiên hiện ra một cái hư ảo đại môn. Linh quỷ tiên tử bình tĩnh giơ lên trong tay mình cự sách, ấn tại hư ảo đại môn bên trên. Đại môn chậm rãi mở ra. Sau đó, linh quỷ tiên tử ưu nhã tiến vào đại môn, đóng cửa lại. Đóng cửa thời điểm, nàng còn rất lễ phép hướng phía Tống Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, da đen tử phất tay. Tống Thư Hàng. Đợi linh quỷ tiên tử đóng cửa thật kỹ về sau, Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay ở trên lồng ngực của mình đè lên. Vừa rồi cái kia hư ảo đại môn là chuyện gì xảy ra? Là linh quỷ khế ước cụ hiện hóa, trên đỉnh đầu, sở các chủ ngốc mau mềm oặt giải thích nói. Linh quỷ khế ước, nhưng trước kia cũng không giống dạng này a. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Sở các chủ ngốc mau có chút đứng lên, lười biếng nói, trước kia ngươi linh quỷ tiên tử chỉ có ngươi một ngôi nhà. Hiện tại nàng có hai cái nhà, muốn tới về hoán đổi ở lại, cái kia nàng rời nhà trước đương nhiên muốn khóa cửa, miễn cho nhà bị người đánh cắp. Nàng mơ hồ nhớ kỹ, Tống Thư Hàng linh quỷ tiên tử cùng Tô Thị A Thập Lục ký kết một cái lâm thời hiệp nghị. Hiện tại, Tô Thị A Thập Lục cũng là linh quỷ tiên tử một cái khác nhà. Tống Thư Hàng, mặc dù cảm giác cái này giải thích rất không thích hợp, nhưng lại cảm giác sợ các chủ ngốc mau giải thích tốt có đạo lý, hắn căn bản là không có cách phản bác. Người vẫn là trước nghiêm túc nhìn xem cư sĩ truyền đến công pháp đi. Sở các chủ ngốc mau nói. Cũng thế, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Hắn trước tiên cần phải thử một chút, cái này quên đi thần công có thể hay không tu luyện. Nếu như hắn có thể thành công tu luyện, cũng đem công pháp đẩy lên nhị phẩm tả hữu cấp độ, ngưng tụ ra một chút quên đi thần công linh lực, vậy liền có thể tiếp thu xương cá cư sĩ công đức kim liên, dùng để tị kiếp. Dứt lời, hắn giữ vững tinh thần. Lần nữa từ đầu tới đuôi quan sát quên đi thần công khúc dạo đầu, đồng thời kín đáo chuẩn bị vận chuyển đầu kia nguyên sơ ngôn ngữ văn tự pháp tắc. Nhưng lần này, sự chú ý của hắn vừa dứt tại quên đi thần công khúc dạo đầu vị trí lúc, lại đột nhiên trong lòng hơi động. Nguyên bản trong mắt hắn tựa như là thiên thư đồng dạng viễn cổ văn tự công pháp, đột nhiên giống sống lại đồng dạng. Mỗi một chữ, mỗi cái từ tổ, mỗi một câu từ ngữ,
đều giống như có được sinh mệnh đồng dạng, chủ động hướng hắn lộ ra tự thân trong tin tức cho. Tống Thư Hàng rất nhẹ nhàng đem bản này quên đi thần công khúc dạo đầu, nhìn một lần, đồng thời nháy mắt liền lĩnh ngộ hắn ý tứ. Phải biết, mỗi một thiên thần công cũng giống như thể văn ngôn đồng dạng, đọc lấy đến phi thường tối nghĩa khó hiểu. Nhưng Tống Thư Hàng hiện tại chỉ là nhìn một lần, liền đem nó toàn bộ nắm giữ. Liền phảng phất chính mình ngay từ đầu, liền đã nắm giữ bản này công pháp đồng dạng. Chẳng lẽ, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Hắn nhanh chóng liên hệ cá lá gan cư sĩ, nói, tiền bối, bản này quên đi thần công, kỳ thật có phải là một thiên đao pháp công pháp? Túy mục cư sĩ. Đao pháp cái quỷ a, bọn hắn nhất hệ cũng không phải đao tu. Không phải đao pháp sao? Tống Thư Hàng sững sờ, nói, nếu như không phải đao pháp lời nói, vậy ta vì cái gì chỉ nhìn một lần, liền lập tức lý giải thông thấu hắn ý tứ, đồng thời đem cái này khúc dạo đầu hoàn toàn nắm giữ. Khúc dạo đầu hoàn toàn nắm giữ, túy mục cư sĩ trừng to mắt, người đang nằm mơ. Tống Thư Hàng khẳng định nói, không, không có nằm mơ. Ta vừa cẩn thận nhớ lại một lần, toàn bộ quên đi thần công khúc dạo đầu, ta đã hoàn toàn lý giải. Ta thi ngươi một chút, túy mục cư sĩ nói. Tống Thư Hàng, mời ra đề. Túy mục cư sĩ hơi suy nghĩ một chút, sau đó từ chính mình công pháp khúc dạo đầu bên trong ngẫu nhiên rút ra một đoạn tu luyện miêu tả, đưa ra vấn đề. Đối diện, Tống Thư Hàng tựa như là bật hách đồng dạng, đối đáp trôi chảy. Liên tiếp trả lời hơn 10 đạo đề sau. Thế nào, cư sĩ, ta năng lực phân tích không tệ a? Tống Thư Hàng cười nói, xem ra, ta cùng bản này công pháp tương tính còn rất không tệ. Thư Hàng, người trước kia, có phải là tu luyện qua chúng ta nhất hệ công pháp? Túy mục cư sĩ đột nhiên nói, vừa rồi ta phía sau ba cái vấn đề, không chỉ là khúc dạo đầu nội dung, càng dính đến bản môn công pháp trung thiên, mà Thư Hàng ngươi từ đầu tới đuôi đối đáp trôi chảy. Nhưng ta, chỉ truyền khúc dạo đầu cho ngươi. Tống Thư Hàng, hắn chỉ nhìn khúc dạo đầu, lại ngay cả kế tục nội dung đều đối đáp trôi chảy. Tống Thư Hàng tự nhận không phải loại kia tu chân lý luận tri thức hệ thiên tài, hắn không có khả năng dựa theo khúc dạo đầu, đem quên đi thần công trung thiên cũng thôi diễn ra. Coi như hắn hiện tại có cái này thôi diễn phần cứng cơ sở, nhưng hắn thiếu khuyết số liệu. Hắn phần mềm phối trí không có đuổi theo. Suy tính công pháp loại chuyện này, đối với hắn mà nói quả thực làm khó. Cho nên, là linh quỷ tiên tử a. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đè lên chính mình lồng ngực. Linh quỷ tiên tử sau khi về nhà, hắn đối quên đi thần công nội dung, đột nhiên như lòng bàn tay, mà lại lý giải hiểu rõ. Cẩn thận hồi tưởng, tựa hồ linh quỷ tiên tử từng theo lấy cư sĩ tu luyện qua một đoạn thời gian. Hoặc là đi theo cư sĩ từng tiến vào cái nào đó bí cảnh. Có lẽ, ta đoán được nguyên nhân, Tống Thư Hàng hồi phục cư sĩ nói, tóm lại, vấn đề này trước thả một chút, ta thử một chút có thể hay không thừa cơ tu luyện một chút quên đi thần công. Thừa dịp hiện tại linh quỷ tiên tử tri thức gia trì trạng thái, thừa dịp chính mình đối công pháp lý giải đều tại, nhìn xem có thể hay không đem công pháp một hơi tu luyện tới nhị phẩm tả hữu cấp độ. Hồi phục xong cư sĩ về sau, Tống Thư Hàng trực tiếp ngồi xếp bằng tốt. Hắn lấy sọ não bên trong đối với quên đi thần công ký ức cùng lý giải, hắn bắt đầu nếm thử tu luyện khúc dạo đầu. Có bát phẩm cảnh giới đặt cơ sở, phần cứng cơ sở bày ở cái này. Quên đi thần công khúc dạo đầu tu luyện không hề khó khăn. Toàn bộ quá trình tu luyện, thế như trẻ tre. Sau đó luyện luyện, Tống Thư Hàng, thất thần. Tại tu luyện thần công quá trình bên trong, Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện một chút mấu chốt điểm. Thế là, hắn một bên đốn ngộ, một bên ngộ đạo, một bên tu luyện, một bên khác mở ra tu chân nói chuyện phiếm công năng, liên hệ cầu đản cha bá Tống Huyền Thánh sinh hoạt, thường thường chính là bận rộn như vậy giản dị lại buồn tẻ. Cầu đàn cha, người nơi đó có thiên đạo phòng tối số liệu sao? Tống Thư Hàng cầu vấn nói. Nếu như hắn nhớ không lầm, thiên đạo phòng tối chính là thiên đạo cầu đàn cha tác phẩm. Mà lại cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối khác biệt, thiên đạo cầu đàn cha cùng cửu u cầu đàn cha quan hệ trong đó vẫn là rất không tệ. Ban văn long thiên đạo đã từng thiết kế qua mấy bộ phương pháp thoát thân, trong đó bao quát tà liên thế giới cùng kim liên thế giới phương án. Bất quá vì có thể đem cửu u cầu đản cha bảo lưu lại đến, thiên đạo ban văn long cuối cùng lựa chọn từ bỏ nguyên bản mấy bộ phương án, ngược lại nghiên cứu ban sơ quỷ thần phương án cùng cửu tu phượng hoàng đao phương pháp thoát thân. Người muốn vào thiên đạo ngục không gian,
muốn ta hỗ trợ đem ngươi làm đi vào sao? Cậu đàn cha hỏi hắn, mặc dù không có mở ra thiên đạo ngục quyền hạn, nhưng hắn là hàng thật giá thật cửu u chúa tể. Chỉ muốn đem hắn bản nguyên một bộ phận cửu u chúa tể lực lượng phụ trên người Tống Thư Hàng, này thiên đạo pháp tắc liền sẽ tự chủ bị dẫn dắt, hoặc hạ xuống thiên phạt, hoặc đem Tống Thư Hàng kéo vào đến thiên đạo ngục không gian. Tạ ơn tiền bối hảo ý, nhưng là không cần, ta mới từ thiên đạo phòng tối bên trong đi ra, trong ngắn hạn không có muốn một lần nữa đi vào dự định. Tống Thư Hàng vội vàng giải thích nói, ta là tiếp xúc đến ngư vị cư sĩ công pháp truyền thừa, thử nghiệm tiến hành tu luyện. Tại trong quá trình tu luyện, đột nhiên nghĩ đến thiên đạo phòng tối nguyên lý, tựa hồ cùng ngư vị cư sĩ công pháp có chỗ tương tự. Sở dĩ, muốn hỏi một chút cậu đản cha, trong tay ngươi có hay không liên quan tới thiên đạo phòng tối số liệu? Để cho ta phân tích một chút. Thật đáng tiếc, không có. Cậu đản cha trả lời, ta chỉ là cửu u chúa tể, cũng không phải là thiên đạo. Thiên đạo ngục không gian là ta thiên đạo thể tại chứng đạo về sau mân mê đi ra đồ vật, ta cũng không có cái kia bộ phận ký ức. Mà lại, ta đối ứng thiên đạo chưa từng có đem quá trình thí nghiệm cùng số liệu nói cho ta biết quen thuộc. Bất kể là thiên đạo không gian thí nghiệm, kim liên tà liên thí nghiệm, quỷ thần thí nghiệm, cửu tu phượng hoàng đao thí nghiệm, thiên đạo ban văn long đều là lặng lẽ nghiên cứu phát minh. Coi như quá trình bên trong cần cửu u cầu đản cha hỗ trợ, hắn cũng là thần thần bí bí bộ dáng. Thậm chí cửu u cầu đản cha một lần nào đó đột nhiên tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, liền phát hiện mình bị thí nghiệm bản thân đối ứng thiên đạo đã biến mất không thấy gì nữa, bên cạnh chỉ để lại một chỗ quỷ thần mảnh vỡ. Những thứ này quỷ thần mảnh vỡ trải qua lắp ráp, tối đại một bộ phận liền thành linh quỷ trình lâm, còn lại mảnh vỡ khuếch tán tại chư thiên vạn giới, đều có tạo hóa. Nói cách khác, chỉ có thiên đạo ban văn long có được thiên đạo phòng tối chi tiết cặn kẽ. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng bản thân tìm được ngư chi cư sĩ nhất hệ công pháp điểm đột phá. Tống Thư Hàng thở dài nói. Hắn vừa dứt lời, đối diện cầu đản cha đột nhiên trầm giọng nói, không phải thiên đạo ban văn long, là trình cầu đản thiên đạo cầu đản cha, chú ý dùng từ. Tống Thư Hàng. Trình Lâm tiên tử. Đương ban văn long đại lão cam chịu, thừa nhận bản thân là cầu đản cha về sau, Trình Lâm đột nhiên phát hiện mình từ trình cầu đản biến trở về Trình Lâm khả năng, xa xa khó vời, khiến cho nàng tuyệt vọng. Mà lại, đạo hiệu loại vật này là phi thường trọng yếu. Có đôi khi, đạo hiệu sẽ ảnh hưởng đến một cái người. Đặc biệt là đại nhân vật làm người lấy đạo hiệu, trong cõi u minh sẽ có một loại ngôn xuất pháp tùy hiệu quả. Trình Lâm tiên tử cảm giác mình tính cách gần nhất càng ngày càng có hướng cẩu đản phát triển xu thế, họa phong đều bị bóp méo. Bất quá, người nói đến túy chi cư sĩ công pháp. Ta tựa hồ có ấn tượng, Trình Lâm tiên tử cắm phát thanh lời nói. Trình Lâm tiên tử tiền thân quỷ thần, là thiên đạo cầu đản cha tạo vật. Năm đó, nàng bị chế tác được sau cũng không có lập tức chấp hành giữ lại cửu u chúa tể kế hoạch, mà là lưu tại thiên đạo cầu đản cha bên người, một mực chờ đến cửu tu phượng hoàng đao bị đúc ra về sau, mới bắt đầu chấp hành kế hoạch. Sở dĩ, Trình Lâm tiên tử biết được một số liên quan tới thiên đạo cầu đản cha bí mật. Tống Thư Hàng đưa ra chính mình suy đoán, chẳng lẽ, ngư phương cư sĩ công pháp, chính là thiên đạo cầu đản cha phát minh. Ngư phương cư sĩ quên đi thần công là viễn cổ văn tự viết, niên đại xa xưa. Lại tham khảo thiên đạo ban văn long chế tác thiên đạo phòng tối không gian tính chất. Kết hợp đến xem, Tống Thư Hàng suy đoán khả năng rất lớn. Ta không xác định, người trước đem túy phương cư sĩ công pháp khúc dạo đầu cho chúng ta nhìn một chút. Trình cầu đản tiên tử nhắc nhở nói. Tống Thư Hàng, ta đi hỏi một chút cư sĩ. Xem hắn có đồng ý hay không. Ý thức của hắn thông qua tu chân nói chuyện phiếm công năng, quay đầu đi liên hệ ngư phương cư sĩ. Cư sĩ có chuyện cần thu hoạch được đồng ý của ngươi. Tống Thư Hàng gửi đi tin tức. Đối diện. Túy ngư cư sĩ, ngươi là ai a? Tống Thư Hàng. Là ta à, tiểu hàng a. Túy ngư cư sĩ quả nhiên muốn xong, hiện tại hắn ngoại trừ tự thân tồn tại cảm giác gần như tại không. Còn nhớ không dậy nổi đạo hiệu của mình công pháp tên bên ngoài. Hiện tại, thậm chí ngay cả tin tức của người khác đều không nhớ nổi. Sẽ có một ngày, túy ngư cư sĩ sẽ tiến vào một cái vô ngã trạng thái, chư thiên vạn giới không ai có thể nhớ kỹ ta, ta cũng không nhớ ra được chư thiên vạn giới tất cả mọi người, ai cũng không biết ta tồn tại, ta cũng quên đi người khác tồn tại, không ai có thể phát giác được ta, ta chẳng khác gì là không tồn tại nhưng là, ta lại là chân thực tồn tại. Chỉ cần có người có thể quan sát được ta, ta liền tồn tại.
Đây chính là lượng tử cư sĩ. Đợi đã, ta vừa rồi thất thần. Là Thư Hàng tiểu hữu a, có chuyện gì cần thu hoạch được đồng ý của ta? Đối diện, Ngư Đảm cư sĩ rất nhanh khôi phục lại, lên tiếng nói. Ta có thể đem cư sĩ nhất hệ công pháp khúc dạo đầu, cho một vị đại lão xem xét một chút không? Tống Thư Hàng nói. Túy Ngư cư sĩ, đại lão, cái nào cấp bậc đại lão? Cửu U chúa tể, Tống Thư Hàng trả lời. Túy Chi cư sĩ, ta liền thuận miệng hỏi hỏi, chỉ là một cái khúc dạo đầu, Thư Hàng tiểu hữu ngươi muốn cho ai nhìn cũng không có vấn đề gì. Ok, cư sĩ, có lời này của ngươi, ta an tâm, Tống Thư Hàng cười nói. Sau đó, hắn ý thức rời khỏi thu chân nói chuyện phiếm công năng, đem Túy Phương cư sĩ nhất hệ quên đi thần công khúc dạo đầu phát cho Trình Cẩu Đản cùng Cẩu Đản cha. Một lát sau, quả nhiên là bản này công pháp, Trình Cẩu Đản tiên tử trả lời, ta từng tại thiên đạo Cẩu Đản cha chỗ ấy nhìn qua một chút bản này công pháp. Quả nhiên là thiên đạo Cẩu Đản cha tác phẩm, Tống Thư Hàng nói. Không phải, lúc này, Cửu U Cẩu Đản cha chậm rãi nói, bởi vì bản này công pháp, ta tại chứng đạo trước đó, liền tiếp xúc qua. Ta có tương quan ký ức. Nhìn thấy Túy Mục cư sĩ nhất hệ công pháp khúc dạo đầu về sau, Cửu U Cẩu Đản cha từ trí nhớ của mình chỗ sâu đào ra tương quan ký ức. Bản này công pháp lai lịch, so với ta còn muốn càng xa xưa một số. Không nghĩ tới bộ công pháp kia, có thể một mực lưu truyền đến hiện tại. Quả thực là kỳ tích, Cẩu Đản cha nói. Hắn vẫn cho là bộ công pháp kia, tại viễn cổ thời đại liền sẽ bị đứt đoạn truyền thừa. Từ viễn cổ thời đại đến bây giờ, chư thiên vạn giới thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có thật nhiều mới truyền thừa sinh ra, cũng sẽ có rất nhiều truyền thừa đoạn tuyệt. Mà bộ này nhìn qua dễ dàng nhất đoạn tuyệt truyền thừa công pháp, cứ nhiên một mực truyền thừa đến giờ đây. Cẩu Đản cha thực sự tìm không ra so kỳ tích càng thích hợp hình dung từ. Thư Hàng người ý nghĩ không sai. Lúc trước ta đối ứng thiên đạo tại chế tác thiên đạo ngục không gian lúc, rất có thể tham khảo bộ công pháp kia hiệu quả. Có lẽ, ngươi nên tiến thiên đạo ngục không gian đi nghiên cứu một chút. Muốn ta đưa ngươi vào đi không? Cẩu Đản cha hỏi. Cẩu Đản cha ngươi có tự do xuất nhập thiên đạo phòng tối không gian quyền hạn? Tống Thư Hàng hỏi. Nếu quả thật có cái này quyền hạn lời nói, cái kia. Coi như lão đáng tiền. Chỉ nếu không gặp gỡ bạch tiền bối loại này có thể tại thiên đạo phòng tối bên trong tới lui tự nhiên đặc thù tồn tại, địch nhân chỉ muốn bị nhốt vào thiên đạo phòng tối không gian, liền ngay cả tồn tại căn nguyên tin tức đều bị chém đứt. Không những ra không được, ngoại giới người cũng sẽ đem hắn quên, liền công việc cứu viện đều không thể triển khai. Mà chỉ muốn thiên đạo phòng tối không gian bên trong có đầy đủ nhiều khách nhân, cái kia chính là cuồn cuộn tài phú. Trong nháy mắt, Tống Thư Hàng trong đầu liền não bổ ra mấy chục loại bao quát nộp tiền bảo lãnh, lao động cải tạo đền tội, liên hệ ngoại giới đặc thù thông tin phí tổn ở bên trong kiếm tiền phương án. Thậm chí hắn liền cùng Cẩu Đản cha phương thức hợp tác đều đã trải qua cân nhắc thỏa đáng, còn phát thảo hợp đồng. Bát phẩm huyền thánh đại não chuyển động tốc độ, chính là như thế cường đại đáng tin. Không có, đáng tiếc, đối diện Cẩu Đản cha lắc đầu, nói, bất quá ta là Cửu U chúa tể. Chỉ cần để cho ta ở trên thân thể ngươi độ một tầng Cửu U chúa tể bản nguyên lực lượng khí tức, ngươi vừa xuất hiện thế, liền có thể dẫn hạ thiên phạt hoặc là bị bắt vào đến thiên đạo ngục không gian bên trong đi. Tống Thư Hàng khổ, vậy vạn nhất dẫn hạ thiên phạt làm sao bây giờ? Yên tâm đi, hết thảy có ta, Cẩu Đản cha khẳng định hồi phục, trong lúc vô hình cho người cường đại lòng tin. Thiên phạt loại này liền bạch tiền bối đều tránh không kịp đồ vật, tại Cẩu Đản cha trong mắt tựa hồ là việc rất nhỏ. Tiện tay đều có thể giải quyết. Nếu như dẫn hạ thiên phạt, ta đến lúc đó liền đem thu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan bên trong biệt danh cải thành nhà ta có một đầu Cẩu Đản liền tốt, dù sao ngươi cái này Cẩu Đản vốn chính là dư thừa. Cẩu Đản cha tiếp tục trả lời. Tống Thư Hàng. Đây chính là Cẩu Đản cha ngươi tự tin phương thức giải quyết. Như lời ngươi nói phương thức giải quyết, chính là để thiên phạt đem ta chém thành cho bụi sao. Người dạng này sẽ mất đi ta cái này cấn tay động vật có vú. Trình Cẩu Đản. Nghe giọng điệu này, cho dù là Tống Cẩu Đản chết rồi, Cẩu Đản cha cũng không cân nhắc đưa nàng đạo hiệu đổi lại đến. Dẫn hạ thiên phạt cũng chỉ là 1/2 xác suất, nhưng có 1/2 tỷ lệ ngươi có thể thành công lẫn vào đến thiên đạo ngục không gian bên trong đi, tóm lại, ngươi đã kiếm được. Cẩu Đản cha có chút không kịp chờ đợi nói. Tạ ơn Cẩu Đản cha, nhưng ta không cần. Tống Thư Hàng một tiếng cự tuyệt,
thật muốn lợi dụng cửu u chúa tể khí tức lẫn vào thiên đạo ngục lời nói, chính ta liền có thể làm được a. Dù sao, ta hiện tại là cái đại diện cửu u chúa tể. Cậu đàn cha, sách,